Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 121. Hắn tên là Thượng Khôn, chính là thái hư cảnh tầng 5 thiên cường giả, cũng là lần này mang đội trưởng lão. Hắn dò xét Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi, liền giống như quan lão ra dò xét bình dân vậy xét xử người sau tội. Diệp Thần trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn biết mình sẽ bị phát hiện. Lại không nghĩ rằng phát hiện nhanh như vậy. Mấu chốt đám người này hiển nhiên không định bỏ qua cho bọn họ. Bất quá hắn đã sớm làm xong động thủ chuẩn bị. Giờ phút này hắn trạng thái vậy điều chỉnh đến đỉnh cấp tiêu chuẩn. Đủ đánh một trận. Diệp Thần bắt Diệp Lạc Nhi tay, sát ý hội tụ. Thiên đạo cung chi địa. Vậy thì như thế nào, lão tử chính là muốn xông, người có thể làm khó dễ được ta. Diệp Thần khí lên trong lòng, rõ ràng mình là tới tìm người. Chuyện gì cũng không làm, hành động gì cũng không có, một không có phá hoại biển vô tận, hai không có vạn cổ biển vô tận oán linh, duy chỉ có oán linh đánh tới giết mình tự mình phòng ngự mà thôi. Không nghĩ tới. Thiên đạo cung trưởng lão, như thế chăng nói phải trái. Tới một cái liền muốn chu diệt mình, thật lấy vì mình là dễ khi dễ không được. Thượng Khôn đại ca, không cần nói nhiều, ra tay đi. Ngoài ra một vị thái hư cảnh 4 tầng thiên trưởng lão chậm rãi bước ra một bước, thần sắc băng lạnh đến trình độ cao nhất, trường kiếm trong tay lóe ra lạnh như băng thấu xương kiếm quang, nói. Ta tự mình ra tay, 5 vị ca ca chờ đợi là được, lần này nhiệm vụ thật đúng là đơn giản à. Tiếng nói rơi xuống. Vị này tên là sẵn có trưởng lão sừng sững gian ra tay, một kiếm sử dụng, 4 phương mây đen phun trào, vô số huyết quang tụ đến. Rất nhiều khai thiên một kiếm uy năng. Ngàn trượng kiếm quang bắn ra, dọc đường cuộn sạch biển máu sen trời, dẫn được vô số oán linh và khí huyết sát bạo động. Chính là một kiếm. Liền muốn giết chúng ta, thiên đạo cung chó má, các ngươi không khỏi quá để ý mình liền à. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, trong tay thú hủ kiếm bùng nổ tuyệt đối sáng bóng, vô số huyết quang kiếm khí lao ra, người lại là bổ sung thêm khôi giáp, hai cổ uy năng bộc phát ra. Cùng đánh tới ngàn trượng kiếm quang va chạm chung một chỗ. Ngay tức thì bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, cuộn sạch biển máu phun trào không ngừng, dư âm chấn động, tình cảnh giống như ngày tận thế tới vậy khủng bố. Oanh oanh oanh, oanh oanh oanh. Từng trận tiếng nổ truyền giao ra, vô số biển máu cuốn sạch thiên địa bây giờ, cho dù là trên bầu trời mây đen đều bị máu loãng ăn mòn được khắp cả người hang, có thể tưởng tượng biển vô tận máu loãng chi lợi hại. Phốc. Diệp Thần bạo lui liền liền, trong tay thú hủ kiếm dính vào mình máu tươi, không nghi ngờ chút nào một kiếm va chạm, mình bị thương không nhẹ. Những người này rõ ràng so thần môn canh phòng mạnh, còn có vượt biên giới tư cách, thậm chí có thể lợi dụng cái này biển vô tận sát khí cường hóa mình. Phong môn cảnh nhất tầng thiên, làm sao có thể và thái hư cảnh 4 tầng thiên cao thủ va chạm? À, lại có thể không có chết, có chút ý tứ. Vị trưởng lão này có chút kinh ngạc, cúi đầu ngắm nhìn Diệp Thần, cả người máu tươi, áo giáp bề tan tành không chịu nổi, nhưng là chưa từng chân chính gặp bị thương nặng, không khỏi được kinh ngạc nói, thằng nhóc, người không tệ, lão phu một kiếm, người lại có thể không chết. Không tệ không tệ, lão phu liền ra lại một kiếm, xem người chết không chết. Tiếng nói rơi xuống, một đạo chợt quát tiếng truyền ra. Vị trưởng lão này ngang dọc nhảy lên. Trường kiếm trong tay toát ra vạn đạo bạch quang, giống như liệt nhật giống vậy khủng bố, lại có thể ở bốc hơi biển máu lực lượng, hội tụ tại thân kiếm bên trong. Nhưng gặp một khắc sau, thân kiếm bên trong tim lóe ra một đạo huyết quang, chợt thân kiếm ra hội tụ toàn bộ lực lượng ngưng tụ thành một viên lẫn vào màu trắng và màu máu quang cầu, chân chính giống như mặt trời hiển hóa giống vậy khủng bố. Sắc sắc, ca, từng đạo bể tan tành tiếng từ trắng huyết sắc quang cầu bên trong truyền ra. Nhưng thấy hết cầu sinh ra vết rách, chợt toàn diện vỡ ra, một đạo ngàn trượng kiếm cương lao ra, cuốn sạch thiên địa lực, bể tan tành hư không, khuấy động mưa gió giết ra. Một kiếm như vậy, còn chưa từng đến liền truyền ra một cổ đến từ địa ngục lực lượng, ngay tức thì làm được không gian nhiệt độ cũng giảm xuống mấy độ, một cổ dày đặc thí sát hơi thở có 102 trên dưới, để cho Diệp Thần giống như thuộc về cửu địa ngục vậy. Hô hô hô! Hô hô! Một bên Diệp Lạc Nhi, còn chưa từng động thủ, cũng đã bị cái này cổ hơi thở phong tỏa, run lẩy bẩy. Nàng thực lực nhưng mà không địch lại Diệp Thần.
Diệp Thần không do dự nữa, nhưng là tay trái cầm thú hủ kiếm, bàn tay phải cầm Chu Thiên Thần Ma Thương, sau lưng hư ảnh và quy luật lực hiển hóa ra, muốn liều mạng nhất kích. Các ngươi có thể mượn biển vô tận lực lượng cường hóa mình. Chẳng lẽ ta không được sao? Diệp Thần chợt quát ra, huy động một kiếm một thương, quỷ dị chính là, Diệp Thần đã từng nắm giữ đại đạo lại vào giờ khắc này hiển hóa dị biến. Diệp Thần hơi kinh hãi, ngược lại là không nghĩ tới biển vô tận lại có thể đối với đã từng là đại đạo có vô hạn thêm được. Hơn nữa hắn kinh ngạc hơn phát hiện, mình đại đạo vào giờ khắc này, ngắn ngủi thăng cấp là viên mãn cảnh. Hoàn toàn dị biến. Quá quỷ dị. Sau lưng hiện ra đại đạo lực hội tụ đại dương, mỗi một cái cũng đại biểu một cổ lực lượng. Hủy diệt đại đạo hóa hình là hủy diệt chi biển, vô số khí tức hủy diệt này thay nhau vang lên, một tôn tôn hủy diệt thần tướng nổi lên. Giết hại đại đạo hóa hình là giết hại chi biển, dũng động sóng lớn mỗi một giọt đều có diệt thiên khả năng, hoàn toàn hội tụ thành một tôn giết hại chiến thần. Độ hóa đại đạo hóa hình ra muôn vàn thần Phật, từng vị sau lưng lóe ra kim quang Phật Thích Ca hiển hóa ra, giống như chư thiên thần Phật tề tụ vậy, mang tuyệt đối quang minh lực lượng, cùng trước hai người tuyệt đối hắc ám lực ngược lại, nhưng là có thể bình yên thi triển ra, đại biểu Diệp Thần đã sớm đem quang ám lực hội tụ lại dùng muốn gì được nấy. Mất đi đại đạo, cổ chi mạnh nhất đại đạo. Mất đi vừa ra, vạn vật tất cả diệt, vô luận thượng cổ thần linh, vẫn là mặt đất sinh vật, phàm là dính đến một chút xíu mất đi lực, liền sẽ toàn thân thối giữa cho đến mảnh vụn cũng không thừa lại, hắn uy năng thậm chí mơ hồ muốn so với hủy diệt lực mạnh mẽ được hơn. Mất đi lực kết hợp bất diệt lực, nhu hòa là một chuôi trường thương, hiệp đồng trước chư thiên thần Phật và hủy diệt thần tướng, giết hại chiến thần cùng chung giết ra. Năm cái đại đạo lực hiển hóa, đều ở chốc lát bây giờ hoàn thành, rồi sau đó năm loại đại viên mãn cảnh đại đạo lực giết ra, thanh thế giống như khai thiên ích địa bàn cổ vậy mạnh mẽ. Oanh! Ngay lập tức, hai cổ lực lượng va chạm chung một chỗ, vô số màu sắc sáng bóng phân bay ra. Cường đại dư âm một sóng tiếp theo một sóng chấn nhiếp ra, dẫn được biển máu rối loạn, vô số oán linh chạy thoát thân. Thậm chí khí huyết sát và ma khí đều bị đuổi một bên không dám đến gần, không dám cùng hai vị cường giả cái thế đối mặt. Cái này đứa nhỏ, tựa hồ có chút cổ quái. Biển vô tận lực lượng tựa hồ đối với hắn nắm giữ đại đạo cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí cho hắn một chút lực lượng. Thượng khôn trưởng lão Dửng Dương tự vừa nói, lão lục một kiếm, có thể xóa bỏ thái hư cảnh 4 tầng thiên cường giả, không nghĩ tới cái này đứa nhỏ. Lại có thể bộc phát ra như thế nhiều cường đại lực lượng ngăn cản, ngược lại có chút ra chúng ta ý liệu à? Không sai, Thượng Khôn đại ca nói đúng. Độ hóa, hủy diệt, bất diệt, giết hại, mất đi, năm loại lực lượng đều vô cùng phù hợp biển vô tận. Như không có cái này loại phù hợp, có thể thằng nhóc này đã chết. Thậm chí có vượt qua có ánh sáng ám chi lực, một vị trưởng lão khác có chút cảm khái, nói, đáng tiếc à? Cái này cùng tiểu tử hôm nay là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lão lục nếu là không bắt được hắn, chúng ta ra tay nhanh chóng đem hắn chém chết đi. Thiên đạo cùng mấy vị thái hư cảnh trưởng lão, đều có chút cảm khái Diệp Thần thiên phú. Năm loại đại đạo lực à, cái khác thái hư võ giả dù là lĩnh ngộ một loại đều có thể ở biển vô tận hô gió kêu mưa. Không nghĩ tới, tự mình tới giết là một cái tinh thông năm loại cực mạnh đại đạo lực tiểu tử. Cũng may người này bất quá phong môn cảnh. Không nói nhảm nhiều. Lão lục xem ra là rất khó giết hắn. Chúng ta hết sức mau động thủ đi. Thượng khôn tay trái cầm bên hông thái hư thánh binh trường kiếm, ánh mắt sắc bén, nếu như thần kiếm vậy phân tích ra, ngay tức thì nhìn thấu vị trưởng lão kia và Diệp Thần nguồn gốc, sau đó nói. Giết thằng nhóc này, trong vòng một ngày, chúng ta có thể đem trên người hắn 5 loại đại đạo lực bào tiền đi ra, sau khi trở về. Kia sợ chúng ta không cần, cũng có thể cho con cháu của chúng ta hậu bối tới dùng. Diệp Thần, như vậy thiên tài. Bọn họ cũng không có thu vào thiên đạo cung tâm tư. Đem bắn chết, rồi sau đó cướp lấy hắn đại đạo lực, không giống nhau có thể bồi dưỡng ra cùng cấp bậc thiên tài mà. Một đạo tiếng nổ truyền ra. Lục trưởng lão và Diệp Thần hợp lại giết đến cuối cùng, hai người mỗi người bùng nổ một kiếm, lẫn nhau đánh lui đối phương. Lục trưởng lão cánh tay trái bị kiếm khí xuyên qua, có chút tức giận. Diệp Thần bạo lui 100 mét, cả người trên dưới đầy vải vết máu,
từng giọt máu tươi tràn ra, trên người khôi giáp cơ hồ bể tan tành, dù là hắn nội tình dày nữa, nhưng là muốn vượt cấp đối kháng cái này không nhất thiết thái hư cảnh 4 tầng thiên lục trưởng lão, căn bản không có thể. Cùng là thái hư 4 tầng thiên, thực lực có thể thiên kém vạn đừng. Hai bên liều giết hai chiêu sau. Diệp Thần cơ hồ trọng thương, chiến lực chỉ còn lại 30% không tới. Giết! Mau! Động thủ! Ba đạo chợt quát tiếng truyền ra. Thiên đạo cung cái khác 5 vị trưởng lão áy náy ra tay, 3 vị thái hư cảnh 4 tầng thiên, 2 vị thái hư cảnh tầng 5 trời, đồng thời ra tay, trong tay đều cầm trường kiếm trường đao giống vậy thánh binh. Trong đó nhị trưởng lão một đao trẻ ra, trực tiếp phá hủy vô số hủy diệt chiến tướng. Tam trưởng lão một kiếm xuyên qua, bốn phương vân động, vô số sát khí trực tiếp rót nổ giết hại chiến thần. Tứ trưởng lão lại là quyền cước cũng dùng, bổ sung thêm tự thân lĩnh ngộ mất đi quy luật, ngược lại đánh bể Diệp Thần hiển hóa ra mất đi lực và bất diệt lực tạo thành trường thương, ngũ trưởng lão một kiếm đánh nát đầy trời thần Phật hư ảnh. Đến đây, Diệp Thần năm cái đại đạo lực hoàn toàn bể tan tành, trong thời gian ngắn khó mà lại thi triển ra tới. Nhưng mà, lần hành động này đại trưởng lão Thượng Khôn đã đánh tới, trường kiếm trong tay không ngừng mãnh công Diệp Thần. Binh bịch bịch, bịch bịch, mấy lần mãnh công truyền ra. Thượng Khôn trưởng lão trường kiếm trong tay giống như linh xà vậy, không ngừng phá vỡ Diệp Thần vòng bảo vệ. Nếu không phải Diệp Thần sử dụng xích trần thần mạch, có thể đã sớm chết. Diệp Thần biết mình dưới mắt đối kháng cực hạn là thái hư cảnh tầng 5 thiên. Cái này còn là vận dụng vô số lá bài tẩy điều kiện tiên quyết. Đối mặt 6 người, hắn căn bản không có thể thắng. Hắn nghĩ tới trốn, nhưng là 6 người đã bày thiên la địa võng, hắn căn bản không cách nào rời đi. Đáng chết! Ngay tại lúc này, Diệp Thần mơ hồ cảm giác được cái gì? Lăng phong thần mạch vào giờ khắc này lần nữa kích hoạt. 6 vị trưởng lão đối kháng lực lượng, lại đang bị lăng phong thần mạch hấp thu. Chỉ bất quá hắn bây giờ muốn hấp thu những lực lượng này, ngưng tụ lá bài tẩy, cũng phải có sống được vốn à. Mắt thấy Diệp Thần đã trở thành trong gió tàn trúc, sắp chết. Luân hồi mộ địa bên trong, Phong Thanh Dương nhưng là thần sắc không bình, nổi nóng vạn phần, 6 thái hư cảnh trung kỳ, đánh một cái phong môn cảnh sơ kỳ người, thật là không biết xấu hổ à. Thiên đạo cung như vậy hèn hạ, chưa bao giờ thay đổi. Đồ nhi, chuẩn bị xong. Ta đem lực lượng bơm vào ở ngươi trong thân thể. Có một kiếm oai, cho ta đánh lui bọn họ. Diệp Thần hơi ngẩn ra, mới vừa muốn cự tuyệt. Phong Thanh Dương đã năng lượng không nhiều lắm. Hắn cũng không hy vọng Phong Thanh Dương nhanh như vậy tiêu tán à. Nhưng mà, tiếng nói rơi xuống. Một cổ phái nhiên linh lực và kiếm ý tràn vào Diệp Thần trong cơ thể. Nháy mắt bây giờ, Diệp Thần cả người trên dưới vết thương. Rối rít tràn ra đạo đạo thuần tránh lực lượng, rồi sau đó chỉ nghe gặp, rột rột, thanh âm, trên mình hơn 100 chỗ kiếm tổn thương và vết đao, toàn bộ khép lại. Hơi thở đột nhiên tăng cường mấy chục lần chi nhiều, quanh thân quanh quẩn một cổ màu vàng nhạt sáng bóng. Khảng keng, Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm cùng thái hư thánh binh trường kiếm va chạm, lóe ra vô cùng vô tận tia lửa. Giữa lúc Thượng Khôn trưởng lão kinh ngạc đồng thời, Diệp Thần một quyền chịu ra. Vô cùng cường đại lực lượng liền tốt như núi lửa phun ra vậy, đem đánh ra 100 mét ra ngoài. Rồi sau đó thân hình nếu như quỷ mị vậy lóe lên, kiếm thương đều xuất hiện, trực tiếp đánh bay tam trưởng lão và tứ trưởng lão, liên quan đem vây công Diệp Lạc Nhi ngũ trưởng lão và lục trưởng lão, cộng thêm lên nhị trưởng lão đánh lui. Thằng nhóc này làm sao như thế lợi hại? Tại sao sẽ đột nhiên mạnh mẽ nhiều như vậy chứ? Không đúng. Nhị trưởng lão thần sắc kinh ngạc. Ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mắt Diệp Thần, trong tay máu tươi nhỏ giọt xuống, có chút hoảng sợ. Thượng Khôn trưởng lão sắc mặt che lấp, ngực lõm xuống, hiển nhiên mới vừa rồi trúng Diệp Thần một quyền, bị thương không nhẹ, ngực xương ngực đều bị đánh nát mấy cây. Không đúng. Hắn lực lượng, ta cảm giác ngay lập tức cường đại quá nhiều. Hơn nữa, cho dù là trong quả đấm vậy tràn đầy một cổ phái nhiên kiếm ý. Tứ trưởng lão thần giác tràn ra máu tươi. Hắn gặp Diệp Thần một quyền, bị thương nhẹ, nhưng là không ảnh hưởng sức chiến đấu. Ngũ trưởng lão đưa mắt nhìn Diệp Thần chốc lát, nói trên người hắn có cường giả hơi thở, hiển nhiên là sư môn của hắn trưởng bối đem mình lực lượng niêm phong ở trong cơ thể hắn,
một khi đến thời khắc nguy hiểm liền sẽ bộc phát ra. Sư môn trưởng bối. Tiểu tử này sư môn trưởng bối. Chẳng lẽ là Trảm Ách cảnh cường giả, nếu không sao sẽ đem ta 6 người đánh lui. Bỏ mặc cái gì? Dù sao ngày hôm nay phải giết thằng nhóc này. Lục trưởng lão cầm trong tay thánh binh, chuẩn bị đánh ra một kích toàn lực. Thượng Khôn đại trưởng lão nhưng là theo bản năng nói nhỏ, khó trách cung chủ sẽ phái chúng ta 6 tới, đây là coi là tốt thằng nhóc này trong cơ thể có lực lượng liền à. Vẫn là vô cùng cường đại lực lượng. Đang làm thiên đạo cung 6 vị thái hư cảnh trưởng lão chuẩn bị quyết liên động thủ thời khắc. Diệp Thần một thân một mình, sừng sững ở thương khung dưới, tóc đen phiêu vũ, trong mắt nếu như tinh thần, nhất cử nhất động bây giờ tất cả mang vô tận thần vận, áo khoác tung bay, trong tay huyết ma kiếm bộc phát ra vô cùng cường đại kiếm khí, vô số màu máu kiếm khí xông lên đạt thiên địa trên dưới, dẫn được trăm ngàn màu máu sấm sét tránh hiện ra. Đây là Phong Thanh Dương chiếm cứ Diệp Thần trong cơ thể mạnh nhất một lần. Phong Thanh Dương biết cái này 6 người thực lực tuyệt không bình thường. Hắn thần sắc lạnh như băng, thật giống như bầu trời người phán quyết vậy, lạnh lùng nói nhỏ, ngươi cùng 6 người, vừa cùng ta là địch, như vậy, liền được tiếp nhận hậu quả. Một khắc sau, hắn chậm rãi huy động huyết ma kiếm, thân kiếm cổ xưa minh văn lóe lên huyết quang, một cổ không kỵ thần uy lao ra. Lục đạo kiếm thần, kiếm thứ 6 linh ma chu thiên kiếm. Hô hô hô, hô hô, đầy trời gió bão dâng lên. Vô số linh khí tụ đến. Vô số oán linh và khí huyết sát rối rít vỡ ra, biển máu bên trong thậm chí tạo thành từng đạo nước xoáy và gió lốc, ngay tức thì, kiếm còn chưa ra, thanh thế thì đã có thể so với hủy thiên diệt địa vậy. Linh ma chư thiên kiếm. Kiếm này, giết người cùng đủ để. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, trong tay thú hủ kiếm rút ra, một kiếm đâm ra, vô tận kiếm uy hội họp linh khí bộc phát ra, diệt bể thương khung vô tận mây đen. Biển vô tận bầu trời lại biến thành tinh không ảo cảnh. Một đạo kiếm quang lao ra thẳng lên tinh không, đánh trúng một ngôi sao hư ảnh sau đó, hư ảnh hóa thành kiếm tinh, rồi sau đó hướng khắp nơi tinh thần bắn nhanh suốt kiếm quang. Vèo vèo vèo, vèo, chốc lát bây giờ. Đầy trời tinh thần hóa thành đầy trời kiếm tinh, mỗi một viên kiếm tinh cũng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm đồng loạt rơi xuống, thật giống như chư thiên ngân hà rơi xuống vậy. Có diệt thế khí cơ, đủ để đem hết thảy phai mờ. Giờ phút này, trên tinh không, chư thiên tinh thần kiếm hội tụ. Tinh không dưới, đào đào biển máu phun trào, vô số kiếm khí phong tỏa bốn phía, là một chiêu dung hợp thời gian và không gian, cùng với tinh không phép tắc kiếm chiêu. Một kiếm ra, thiên địa kinh. Một kiếm giết, ngân hà rơi. Không không không, chạy à. Một kiếm này là vượt xa chúng ta cao cấp cường giả mới có thể đánh ra. Như vậy kiếm ý, thần quốc tiên hữu à? Rốt cuộc là người nào nắm giữ lớn mạnh như vậy kiếm ý? Nhanh chóng trốn. Thượng Khôn đại trưởng lão cũng không để ý cái gì phong độ, xoay người liền muốn chạy trốn, đồng thời hô lớn, này một kiếm có chu diệt bọn ta uy năng, các vị đệ đệ chạy mau, chúng ta không phải người này đối thủ, tốc rút lui. Đại ca nói đúng, rút lui. Rút lui rút lui, người này tàn bạo. Này một kiếm không phải chúng ta có thể chống lại. Nháy mắt tức thì. Còn lại 5 vị trưởng lão lời nói một câu nửa câu, xoay người liền chạy, lại không lúc tới tàn bạo và thần uy. Giờ phút này chính là chạy mất dạng người thất bại vậy. Cái gọi là thần quốc cao cao tại thượng thiên đạo cung trưởng lão, cũng không quá cùng này. Hô hô hô. Hô hô. Chư thiên kiếm tinh rơi xuống. Đi đôi với biển máu đào đào kiếm khí đã đem bốn phía không gian phong tỏa, 6 người không trốn thoát được. Xoay người, ứng địch. Mau! Thượng Khôn đại trưởng lão cũng biết giờ phút này tình huống, trốn không thoát, chỉ có chính diện chống lại. Hắn bùng nổ toàn bộ linh lực, hội tụ với mình thái hư thánh binh trường kiếm bên trong, từng cổ một kịch liệt sáng bóng lao ra, thật giống như một viên mặt trời vỡ ra vậy, xông về rơi xuống chư thiên kiếm tinh. Giết! Các huynh đệ, liều mạng. Trốn không thoát, xoay người ứng địch. 5 vị trưởng lão không thể làm gì, xoay người ứng địch, mỗi người điều khiển mình thái hư thánh binh, đánh ra một kích toàn lực. Nhị trưởng lão sử dụng thái hư thánh kiếm, hội họp toàn thân linh lực ngưng tụ thành một tôn thượng cổ sát thần phóng lên cao. Tam trưởng lão sử dụng thái hư thánh đao,
lấy cháy tự thân sinh mệnh lực là căn bản, ngưng tụ ra vô số thần ma sát kiếm nghịch thiên lao ra, tứ trưởng lão cũng là như vậy, trong tay thái hư thánh đao trực tiếp sử dụng, đi đôi với thần ma sát kiếm xông về rơi xuống tinh thần kiếm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngũ trưởng lão và lục trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, chợt than thở một tiếng, rồi sau đó sử dụng mình thái hư thánh binh, hội họp trong cơ thể đại đạo lực giết ra. Mỗi người khiến cho ra cả người thủ đoạn, chỉ vì ngăn cản Diệp Thần một kiếm. Cục diện như vậy, cùng trước đây điên đảo. Bọn họ chỉ sợ cũng không nghĩ tới, mình lấy là có thể nhanh chóng thắt cổ đối thủ, lại có thể sẽ bộc phát ra như vậy chiến lực cường đại, thậm chí ép được từ mình không thể không vận dụng tuyệt chiêu mới có thể chống cự. Oanh oanh oanh, oanh oanh, vô số tiếng nổ truyền ra. Chư thiên tinh thần kiếm rơi xuống, bên trong có lòng trước một chuôi vạn trượng cự kiếm, không giống với cái khác tinh thần kiếm lóe lên tranh màu vàng sáng bóng, nó chính là lóe lên thuần túy lục quang, mang khu trừ hết thảy ma tính lực lượng, chính là linh ma chu thiên kiếm chủ thể. Oanh! Thượng Khôn đại trưởng lão sử dụng kiếm quang đụng vào linh ma chu thiên kiếm dưới, nhanh chóng chôn vùi mở, trăm ngàn đạo tinh thần kiếm ngay tức thì xuyên thủng hắn thân xác, đem đánh bay ra mấy trăm ngàn dặm ra. Rồi sau đó tin tốc biến mất. Còn lại năm vị thái hư trưởng lão bùng nổ tuyệt chiêu, cùng đầy trời tinh thần kiếm va chạm, liền vòng tiếng nổ này thay nhau vang lên. Năm vị thái hư cảnh trung kỳ trưởng lão đều là bị thương thật nặng, bị vạn trượng cự kiếm đánh bay mấy vạn dặm ra ngoài, cả người quy luật lực lượng và đại đạo lực hoàn toàn bể tan tành, cơ hồ trọng thương thảm trọng, rồi sau đó những ngôi sao còn lại kiếm rơi vào biển máu bên trong. Mênh mông không khói biển máu, ngay tức thì bị bốc hơi hơn ngàn mét. Mặt biển vô căn cứ hạ xuống nghìn mét, chung quanh triệu dặm bên ngoài oán linh và sát khí, ma khí toàn bộ hủy diệt không còn một mống. Hô hô hô! Hô hô hô! Xa hơn chỗ, trăm ngoài vạn dặm oán linh và khí huyết sát, ma khí nhanh chóng tràn vào. Chúng giống như là nước biển vậy tràn vào, đồng thời đi đôi với cái khác hải vực máu loáng, vậy tràn vào cái này một mảnh khu trong đó, dẫn được mặt biển kích động liền liền, cái này một mảnh khu. Vô căn cứ bị bốc hơi nghìn mét biển máu và triệu dặm bên trong hết thảy ma vật, những địa phương khác ma vật và biển máu nước biển, tự nhiên một ủng mà vào. Biển vô tận. Không có ai biết cụ thể, nhưng là có người biết hắn chu vi ít nhất là dù sao cũng bên trong chừng. Dù là mấy vạn dặm chu vi biển máu mặt biển hạ xuống nghìn mét, những thứ khác vùng biển nước biển tràn vào sau đó, toàn bộ lớn mặt biển, tổng thể cũng xuống hàng trăm mét tả hữu mực nước. Rõ ràng nơi gặp, một giọt máu loãng liền có thể ăn mòn tạo hóa cảnh tiên tôn biển máu, bị này một kiếm dưới, bốc hơi toàn bộ biển vô tận biển máu trăm mét mực nước, có thể gặp kiếm chiêu hung hãn chỗ. Diệp Thần kinh hãi. Hắn biết Phong Thanh Dương kiếm đạo rất mạnh. Nhưng là lại không nghĩ rằng kiếm thứ 6, mạnh hơn trước 5 kiếm quá nhiều. Giờ phút này hắn ánh mắt nhìn về phía luân hồi mộ địa, Phong Thanh Dương mới vừa rồi lại kích hoạt hết thảy năng lượng. Đưa đến thần niệm mờ đi mấy phần. Diệp Thần trong mắt chớp động. Rất nhiều sư tôn bên trong, Phong Thanh Dương tồn tại thời gian lâu nhất. Hai người tình thầy trò cũng là sâu nhất. Hắn không hy vọng Phong Thanh Dương tiêu tán à. Cho dù là thần niệm. Phong Thanh Dương hiển nhiên nhìn thấu Diệp Thần tâm trạng, cởi mở cười một tiếng, đồ nhi, vi sư kiếm thứ 6, không để cho ngươi thất vọng đi. Chỉ tiếc, ngươi bây giờ thực lực, không cách nào thi triển. Nếu không có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Diệp Thần quả đấm nắm chặt, sư tôn, ta. Phong Thanh Dương tiếp tục cười nói, đồ nhi ta phải ra tay, 6 người kia có thể không bình thường, bọn họ hợp lực, coi như thái hư cảnh 7 tầng thiên đều có thể chết, ngươi không thể nào ngăn cản. Bất quá cũng tốt, cái này kiếm thứ 6 cuối cùng muốn thi triển, ngươi mới vừa cảm ngộ mấy phần. Diệp Thần do dự một chút, vẫn là nói 8 phút. Phong Thanh Dương vui vẻ cười to, không hổ là ta tốt đồ nhi. Thái hư cảnh có thể cảm ngộ 5 phân chính là yêu nghiệt, người phong môn cảnh nhưng cảm ngộ 8 phân. Vi sư không có thu sai học trò. Không quá ta nếu nói là đây không phải là vi sư mạnh nhất một kiếm đâu. Diệp Thần ngẩn ra, sư phụ mạnh nhất không phải lục đạo kiếm sao. Phong Thanh Dương lắc đầu một cái, ngươi còn nhớ cái đó ta để cho ngươi tìm được cái hộp kiếm sao. Nhớ. Diệp Thần nói, Phong Thanh Dương bước ra một bước, khí thế phóng thích, lục đạo kiếm,
còn có kiếm thứ bảy, đó chính là đem 6 kiếm quy nhất. Một chiêu này là kiếm đạo thiên. Vi sư sẽ kiên trì tiếp không cần thiết tán, cho đến dạy ngươi kiếm thứ bảy. Tốt lắm, ngươi lui ra ngoài đi, biển vô tận nguy cơ cũng không đơn giản như vậy. Ngoại giới, biển vô tận. Diệp đại ca, ngươi thế nào? Diệp Lạc Nhi nhanh chóng chạy tới, đỡ Diệp Thần. Nàng đem linh lực của mình truyền vào đến Diệp Thần trong cơ thể, hỏi, Diệp đại ca, như thế nào? Diệp Thần lắc đầu một cái, ta linh lực và thần hồn 20, chiến lực 10 không tích chữ 89. Ngươi nhanh chóng né tránh, một kiếm kia cũng không thật chu diệt bọn họ 6 người. Diệp Thần cả người kinh mạch vết nứt, đan điền chỉ còn lại một chút xíu linh lực, còn muốn dùng làm là ngự không chi dụng, có thể nói là thật đến dầu hết sức lúc. Dẫu sao mới vừa rồi Phong Thanh Dương một kiếm là thành lập ở Diệp Thần cơ sở bên trên. Cắn trả quá lớn. Lục đạo kiếm thần kiếm thứ 6, cũng như này thần uy dưới, vậy được hao phí quá nhiều linh lực. Sợ rằng, thái hư cảnh trung kỳ võ giả toàn thân linh lực, cũng không đủ thi triển một kiếm này chứ. Được. Ta nhanh chóng tìm địa phương. Diệp Lạc Nhi đỡ ở Diệp Thần, tìm kiếm khắp nơi, quả nhiên, biển máu mặt biển hạ xuống 100 mét. Rất nhiều đá cũng lộ ra, thậm chí có không thiếu cổ kiến trúc đều lộ ra tới, trước kia mặt biển đem tất cả nhà cửa chìm ngập, hiện tại mặt biển hạ xuống, những thứ này nguyên bản bị chìm ngập kiến trúc lại lần nữa lộ ra rồi. Rất nhanh, nàng mang Diệp Thần, tìm được một nơi cổ xưa thần miếu, trực tiếp đi vào. Diệp Thần vận chuyển thần ma luân hồi quyết bắt đầu khôi phục, lấy hắn cảnh giới linh lực có thể làm được dùng không hết. Bởi vì tự chủ thu nạp ngoại giới linh khí đổi thành là linh lực tốc độ, vượt qua xa tiêu hao tốc độ, nhưng là hiện tại linh lực cơ hồ tiêu hao không còn một mống, muốn khôi phục lại coi như không dễ dàng. Hai bên đại chiến. Phong Thanh Dương phụ thể Diệp Thần bùng nổ một kiếm, đánh cho bị thương 6 người, mình cũng không tốt hơn. Xa xa, phổ biên biển bên trong, một phiến loạn thạch bên trên, Thiên Đạo Cung 6 vị trưởng lão, thái hư cảnh trung kỳ mạnh mẽ tồn tại. Giờ phút này giống như gặp gỡ tai nạn trên biển người vậy, té xỉu ở loạn thạch bên trên. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, thật là cường đại một kiếm à. Đại trưởng lão Thượng Khôn dẫn đầu tỉnh lại, không khỏi được cười thảm một tiếng, quay lại nằm chung một chỗ loạn thạch bên trên, cúi đầu vừa thấy mình thân thể, chân trái bị chém nứt, đùi phải máu tươi đầm đìa, cả người kinh mạch nổ tung, xương cốt cũng hóa thành phấn vụn, ngũ tạng lục phủ đã sớm bể nát. Hắn hít thở sâu một hơi, trong miệng thu nạp tới nhiều linh lực, ngay tức thì đem kinh mạch và xương khép lại, ngũ tạng lục phủ vậy sống lại đi ra, đối với hắn cảnh giới bực này tồn tại, dù là thân xác nổ tung, chỉ cần thần hồn vẫn còn ở, liền có thể không chết. Hắn khôi phục tốt một đoạn thời gian, bề ngoài thân xác là vô ngại, khó khăn lắm đứng lên, thấy cái khác 5 người, cũng là như vậy, theo bản năng toát ra đạo của mình, nhưng phát hiện đại đạo cơ hồ toàn bộ văng tung tóe. Chỉ còn lại 2000 mét dáng vẻ, không khỏi được tâm thần rung động, thương tiếc không lấy, nói nhỏ. Thằng đáng chết, lại có thể đem ta căn cơ đánh nát. Khốn kiếp, xúc sinh. Bên cạnh, lại truyền tới hai đạo thanh âm. Xuất thân từ ngũ trưởng lão và lục trưởng lão, hắn hai người chúng ta căn cơ, giống vậy bị đánh gãy. Bước vào thái hư cảnh, căn cơ quá trọng yếu. Phá hủy căn cơ. Thì chẳng khác nào hủy đi bọn họ tu võ có thể tiến thêm một bước tính. Đáng chết! Đại ca, nhị ca, tam ca. Gốc của chúng ta cơ bể nát. Tứ trưởng lão như tang thi tì, hít thở sâu một hơi, thở dài nói, chúng ta mỗi người cũng chỉ có một cái võ đạo chủ tu, lại không giống tên khốn kia, 5 cái đại đạo, như vậy, chúng ta nên làm cái gì hả? 6 vị thái hư cảnh trung kỳ. 3 vị thái hư cảnh 4 tầng thiên. 3 vị thái hư cảnh tầng 5 thiên. Giờ phút này, 6 vị chiến lực thậm chí không bằng thái hư cảnh tầng 2 thiên võ giả, bị vô cùng là thảm trọng thương thế, dù là mấy chục ngàn năm hết Tết đến cũng không khôi phục được. Không nghĩ tới à? Không nghĩ tới, đáng chết tiểu tử, một kiếm kia lại có như vậy thần uy. Thần quốc đều không mấy người có lớn mạnh như vậy kiếm thuật. Lục trưởng lão đau tim ôm đầu, rũ đầu mình tức giận nói, sớm biết như vậy. Ta đến lượt một kiếm mạnh giết hắn, cần gì phải đùa bỡn hắn, đưa đến chúng ta huynh đệ như vậy tình huống như vậy à. Đại chiến mới vừa thời điểm bắt đầu. Chính là lục trưởng lão xuất kiếm trêu đùa Diệp Thần.
từ đó đưa đến 6 vị huynh đệ bị thương thảm trọng, đại đạo bể tan tành, trăm không tích chữ một khốn cảnh. Đại ca, chúng ta nên như thế nào? Đại ca, chúng ta muốn rút lui về đi à? Đại ca, làm thế nào à? Đại ca, năm vị trưởng lão rối rít nhìn về phía Thượng Khôn đại trưởng lão. Thượng Khôn đại trưởng lão than thở một tiếng, không thể làm gì nói, chư vị huynh đệ, chúng ta là không trở về, mọi người đều biết cung chủ tính cách, mà nay chúng ta trọng thương, thực lực ngàn không tích chữ một, trở về cũng là phế nhân, mọi người đều biết, ở Thiên Đạo Cung, phế nhân là không có kết quả tốt. Thiên Đạo Cung, không nuôi phế nhân và người nhàn rỗi. Có thể phối hợp đến trưởng lão cái vị trí này người, đều là tu vi cực mạnh, tinh thông tại tất cả loại tính toán nhân vật, mặc dù bọn họ không cách nào và thần quốc chân chính trưởng lão sánh bằng, nhưng cuối cùng coi như là và thần quốc sát thực tế trưởng lão. Đi thần quốc chủ thành, rất nhiều thế lực cũng sẽ cung cung kính kính. Bọn hắn bây giờ đã là phế nhân. Như thế nào ở thần quốc ở lại? Thậm chí dựa theo cung chủ phong cách, bọn họ sẽ chết. Các vị đệ đệ, thi hành nhiệm vụ thất bại, nhất là cung chủ hạ đạt nhiệm vụ. Tạm thời không đề ra chúng ta bị thương thật nặng, có thể gặp được cái khác hộ pháp chặn đánh, cho tới chúng ta bỏ mình, bọn họ chiếm cứ chúng ta trưởng lão vị, chỉ riêng cung chủ bên kia chúng ta liền không dễ ứng đối. Thượng Khôn trưởng lão đứng dậy tới, thần sắc uy nghiêm, vô cùng là thận trọng nói, xưa nay, cung chủ phái tự đi nhiệm vụ người, nhiệm vụ không xong thành trở về chính là một con đường chết. Chúng ta trở về, dù là nói rõ nguyên do, sợ rằng cung chủ không giết chúng ta vậy khó thoát khỏi cái chết. Thiên Đạo Cung cung chủ Hiên Viên Mặc Tà cho tới bây giờ không phải hiền lành. Dù là hắn không giết, những cái kia khát vọng trở thành trưởng lão các hộ pháp, cũng sẽ nghĩ đủ phương cách lặng lẽ giết chết bọn họ. Đã như vậy, đại ca, người nói nên như thế nào? Tứ trưởng lão thẩm vấn trước. Nhị trưởng lão ánh mắt lóe lên. Khó khăn khạc ra một hơi, hỏi, chúng ta muốn chạy trốn lấy mạng sao? Không trở về Thiên Đạo Cung. Lời này vừa nói ra, mọi người còn lại rối rít ngưng mắt nhìn đại trưởng lão Thượng Khôn, cũng không biết là hay không có ý tứ như thế. Nhưng gặp Thượng Khôn đại trưởng lão lắc đầu một cái, cười khổ nói, chúng ta bây giờ chiến lực, chỉ có thái hư cảnh tầng 1 tầng 2 thực lực, nếu như chạy thoát thân, có thể trốn đi nơi nào à? Không tới 10 ngày nửa tháng. Cung chủ nhìn thấy chúng ta không trở về, vậy không có tin tức, tất nhiên sẽ biết chúng ta trốn tránh, nhất định sẽ phái hộ pháp tới đánh chết chúng ta. Lấy chúng ta trước mắt chiến lực, chống đỡ được những cái kia cùng hung cực ác các hộ pháp. Không thể nào. Hắn trực tiếp lắc đầu hủy bỏ tứ trưởng lão lời nói, rồi sau đó từ trước ngực lấy ra một khối màu vàng nhạt lệnh bài, thận trọng nói, năm vị đệ đệ, trước mắt chỉ có đánh chết thằng nhóc kia. Mang về hắn đầu lâu cũng cho cung chủ nói rõ nguyên nhân hậu quả, lấy cung chủ tính cách là sẽ không lận ban cho bảo vật, để cho chúng ta khôi phục. Có thể như thế nào khôi phục à? Đúng vậy, chúng ta lực lượng chỉ có thái hư sơ kỳ liền à? Căn bản không cách nào đánh chết thằng nhóc kia à? Tốt mấy vị trưởng lão hết đường xoay sở, thực lực đại giảm, lại bị thương thật nặng, như thế nào có thể đánh chết Diệp Thần thằng nhóc kia? Thượng Khôn đại trưởng lão đung đưa màu vàng nhạt lệnh bài, cười nói, chúng ta là mượn thượng cổ thiên vẫn trận đi tới nơi này, đối với chúng ta mà nói, chỉ cần chúng ta kết thành 6 hợp đại trận, liền có thể hút lấy thượng cổ thiên vẫn trận lực lượng, ngắn ngủi khôi phục chúng ta lực lượng. Chỉ tiếc, sử dụng phương pháp này, chúng ta thọ nguyên đem sẽ chỉ còn lại 1 tháng. Nhưng cái này là duy nhất cơ hội. Dĩ nhiên, cái này loại khôi phục, là có hạn chế. Mặc dù thời gian ngắn để cho chúng ta có thái hư cảnh tầng 3, 4 thiên chiến lực, nhưng là thằng nhóc kia bộc phát ra như vậy thần uy kiếm chiêu tới, nếu như còn có hậu thủ liền sẽ không để cho chúng ta còn sống. Không nghi ngờ chút nào. Hắn thần sắc khẳng định, thậm chí có chút điên cuồng, cười nói, giờ phút này, thằng nhóc kia cần phải coi là bị thương thật nặng, linh lực tiêu hao hết, chúng ta chỉ cần khôi phục một ít linh lực, để ngừa vạn nhất. Bởi vì ta cảm thấy hắn bên người cái cô gái đó tử có vấn đề, cho nên ta mới nói như vậy. Để ngừa vạn nhất, Diệp Lạc Nhi, cho Thượng Khôn một loại vô cùng là nguy hiểm cảm giác. Vậy là tới từ huyết mạch cảm giác. Dù là biết Diệp Thần không việc gì sức chiến đấu, nhưng là vì để ngừa vạn nhất, vẫn là phải ngắn ngủi tăng lên chiến lực, hoàn toàn đem hai người đánh chết.
Được, ta đồng ý. Nhị trưởng lão khẽ gật đầu, dài hô một hơi, nói, nếu như thi hành hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta là có công, hoàn thành nhiệm vụ dù là trở về, cung chủ không cho chúng ta khôi phục thực lực bảo vật, nhưng cũng có mượn cớ bảo đảm chúng ta không chết. Đã như vậy, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Cái khác ba vị trưởng lão cũng là đồng ý Thượng Khôn kế sách. Tiếng nói rơi xuống, Thượng Khôn liền dẫn 5 người lên đường, chạy thẳng tới Thượng Cổ Thiên Vẫn Trận đi, ngự không phi hành tạm thời hay là làm lấy được, không có mấy người tiếng, 6 người liền đi tới trận pháp trước, ánh mắt quét qua to lớn thần quang chi trụ. Thượng Khôn đại trưởng lão đem màu vàng nhạt lệnh bài, đưa vào trận pháp bên trong tim, rồi sau đó 6 người kết thành, 6 hợp đại trận, một người ở vào bên trong tim. Cái khác 5 người ở vào kim mộc lửa thủy thổ 5 cái phương vị, đồng thời cho thấy mình đại đạo tới. Hô hô hô, hô hô hô, trong bầu trời, 6 cái đại đạo hiển hóa ra, đi đôi với lãnh đạm thần quang hiện lên. Mỗi một cái đại đạo cũng không lành lặn không chịu nổi, chỉ còn lại 2-3.000 mét trình độ, hơn nữa chỉ còn lại bộ phận vẫn là gồ ghề, cái này làm cho lực lượng chuyển vận và phóng đại tạo thành vấn đề rất lớn, nguyên bản triệu gạo chi trường. Hơn 10 triệu thước chiều dài đại đạo, giờ phút này chỉ còn lại điểm này, đủ để thuyết minh thứ 6 người ở phong thanh dương kiếm thứ 6 dưới, đích thực bị vô cùng là nghiêm trọng vết thương. Cái này vẫn là mượn giúp Diệp Thần thân thể thả ra một kiếm. Nếu như phong thanh dương bản thể, thật là kinh khủng dương nào. Các vị đệ đệ, ta mở đại trận ra, sẽ tự động thu nạp các phe tinh không khả năng và ngũ hành thiên địa vân. Vân lực lượng. Trợ giúp chúng ta ngắn ngủi khôi phục đại đạo, mỗi người chú ý thu nạp lực lượng. Thượng Khôn đại trưởng lão tự nói một tiếng, rồi sau đó hai tay kết ấn mở đại trận ra, nạt nhỏ. Đại trận. Mở. Hô hô hô. Hô hô hô. Đại trận vòng ngoài hơn 100 cây thần trụ nhanh chóng vận chuyển, bên trong tim bắn nhanh ra một đạo thần quang, phá thiên ra, ngay sau đó dẫn động thiên địa phong lôi 4 cổ lực lượng. Cộng thêm lên kim mộc thủy hỏa thổ 5 hệ lực, cùng với quang ám và không gian chi lực, tổng hợp 12 cổ lực lượng. 12 cổ lực lượng. Cơ hồ là thần quốc tất cả lực lượng chủng loại. Những lực lượng khác đều là do này 12 loại lực lượng kéo dài ra, giờ phút này biển vô tận bên trong những lực lượng này bị điều đi ra, hóa thành từng đạo thần quang xông vào 6 cái đại đạo trong đó, nhưng gặp 6 cái đại đạo lại hư ảo đổi là ngưng cốt, con đường phía trước lại là không ngừng tiếp theo. Hô hô, hô hô, theo cuồng phong tàn phá. 6 cái đại đạo cũng đang nhanh chóng tăng trưởng trong đó, đã từ vốn là 2-3.000 mét khôi phục lại 2-3.000 gạo trình độ. Còn đang không ngừng tiếp theo, đại đạo càng dài, trong cơ thể lực lượng liền có thể càng phóng đại, sức chiến đấu chính là càng cường đại, đại đạo có chút tương tự với kính phóng đại tác dụng, càng dài càng mạnh. Lục tục, 12 cổ lực lượng co giúp. Lấy này tới đón tiếp theo đại đạo. Toàn bộ quá trình kéo dài một ngày, thời gian 6 người phân biệt đều có không chịu nổi thời khắc, nhưng là thời gian đến một cái, 6 người thực lực mơ hồ khôi phục. Thời khắc này bọn họ tương đương với thái hư cảnh 3 tầng thiên đỉnh cấp tầng thứ. Thượng Cổ Thiên Vẫn Trận bắt đầu đóng cửa, Thượng Khôn trưởng lão cái đầu tiên hoàn thành tu luyện, thần thái già không ít, từ trước đó trung niên hình dáng, biến thành ông già hình dáng. Hiển nhiên là tuổi thọ tiêu hao quá nhiều. Đại ca, ngươi thế nào? Nhị trưởng lão vậy hoàn thành tu luyện, đồng dạng là tuổi già sức yếu. 4 vị khác trưởng lão, cũng là như vậy, tu vi mặc dù khôi phục không thiếu, nhưng là tuổi thọ giảm bớt quá nhiều, từ vô hạn tuổi thọ biến thành có hạn tuổi thọ, vốn có thể vĩnh hằng sống sót, hiện nay nhưng chỉ có thể sống mấy triệu năm. Hụ hụ hụ, các vị. Chúng ta sử dụng trận pháp cưỡng ép lực lượng khôi phục. Lại thiêu đốt máu tươi và tuổi thọ, giờ phút này chúng ta lực lượng, chỉ có thể gìn giữ một lát. Thượng Khôn trưởng lão khí hư vô cùng, hắn tiêu hao là lớn nhất, mặc dù là mượn đại trận, nhưng là làm sao có thể một chút giá phải trả cũng không trả, bất quá, lấy cháy máu tươi và tuổi thọ tới ngắn ngủi khôi phục sức chiến đấu, hơn nữa khôi phục sức chiến đấu còn có thời gian hạn chế, nếu không phải bởi vì nhiệm vụ lần này tầm quan trọng. Liên quan tới sống chết, nếu không bọn họ cũng không dám làm như vậy. Đi thôi. Lên đường, tìm cái tiểu tử thúi kia. Đem hắn chém chết sau đó, chúng ta nhanh lên hồi thiên đạo cung tìm cung chủ. Có lẽ, có thể đem chúng ta thời gian hạn chế tiêu trừ,
ít nhất có thể để cho chúng ta chân chính khôi phục lại trình độ này. Thượng Khôn trưởng lão ngự không lên, lòng bàn tay hiện ra một quả máu tươi, là trước đây hắn đã thương Diệp Thần sau đó, cướp lấy máu Diệp Thần. Giờ phút này, Thượng Khôn trưởng lão lấy máu Diệp Thần làm môi giới, phát động truy tung thuật, tìm Diệp Thần. Rất nhanh, sáu người vượt biển vô tận, đi tới trước triệu dặm sau đó, đi tới một tòa thần miếu ra, Thượng Khôn đại trưởng lão một kiếm bổ ra thần miếu, cười to nói tiểu tạp trùng, ngươi ở chỗ này à? Lão phu thật tốt xem ngươi à? Đúng như dự đoán, thương thế không nhẹ, linh lực 10 không tích chữ 1. Giờ phút này, ngươi chính là phong môn cảnh trung kỳ chiến lực cũng không phát huy ra được. Đã như vậy, các vị, giết hắn à? Thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn. Sáu người quyết định nhanh chóng chém chết Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi. Mang bọn họ hai người thi thể trở lại Thiên Đạo Cung. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão tứ trưởng lão rối rít lời nói mấy câu, mỗi người sử dụng lá bài tẩy, rồi sau đó thông qua đại đạo mở rộng lực lượng ra chỉ ở Thái Hư Thánh Binh bên trong, bộc phát ra hai đạo ngàn trượng đao cương và một đạo ngàn trượng kiếm cương gắng sức chém xuống. Ba vị trưởng lão ra tay. Thấy vậy, ba người khác cảm thấy còn chưa đủ, rối rít lấy ra riêng mình Thái Hư Thánh Binh, đều là bùng nổ một kích toàn lực. Trước đây, bọn họ bởi vì nói ăn nhiều thua thiệt, hấp thụ giáo huấn sau chính là chút nào không lưu thủ, sáu người toàn bộ bùng nổ một kích toàn lực, uy năng tương đương với Thái Hư cảnh 6 tầng thiên cường giả công kích, thề phải giết Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi. Mà giờ khắc này Diệp Thần vẫn như cũ nhắm hai mắt mâu. Hắn mau sớm khôi phục thương thế. Thậm chí không nói tiếng nói một câu. Hắn cảm nhận được mọi người trạng thái, trận chiến này, tuyệt đối nguy hiểm. Đáng tiếc hắn nếu như cắt đứt vận chuyển thần ma luân hồi quyết, hai người vẫn là phải chết. Diệp Lạc Nhi tự nhiên nhìn ra Diệp Thần dự định. Nàng con ngươi trầm xuống, kích động nói, Diệp đại ca, trước đây vẫn là ngươi bảo vệ ta, hiện tại để cho ta bảo vệ ngươi một lần. 10 giọt máu tươi sử dụng. Diệp Lạc Nhi quanh thân bắt đầu lóe lên sáng chói long văn. Đây là long tộc cấm thuật. Diệp Lạc Nhi không có lựa chọn. Long mạch, lộ vẻ. Diệp Lạc Nhi quát lên một tiếng lớn, phiêu linh lên, nguyên bổn tiên tử thân thể hóa thành một cái kim sắc cự long phóng lên cao, vạn trượng thân hình giống như một tôn cái thế rồng thần vậy, lóe lên vô cùng vô tận kim quang, tiện tay long chảo vung lên, tiếp liền vỡ nhỏ hai đạo ngàn trượng đao cương. Phịch, bịch bịch, phịch. Một khắc sau, hai đạo đao cương và hai đạo kiếm cương gắng sức chém xuống. Bốn đạo cương khí công kích. Đánh xuống ở màu vàng thánh long bên trên, đạo đạo kim sắc máu rồng nhỏ giọt xuống. Diệp Lạc Nhi hóa hình màu vàng thánh long, sau lưng chính là trọng thương Diệp Thần, nhưng là chút nào không dám lui về phía sau, lòng như lửa đốt dưới, trực tiếp điều động long tim, bắt đầu cháy máu tươi. Hô 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 hô, hô hô hô, một cổ bay nhanh ra lực lượng phun trào tới. Màu vàng thánh long chung quanh quẩn một đoàn đoàn huyết quang, hơi thở ổn định leo lên. Một đôi to lớn long chảo thật giống như phá thiên vậy, cưỡng ép đánh tan hai đạo đao cương, rồi sau đó lấy thân thể bên ngoài phụ thể cương khí rất miễn cưỡng chống đỡ hai đạo kiếm cương. Bót sát, bót, hai đạo kiếm cương bể tan tành, hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán xuống. Diệp Lạc Nhi hóa hình màu vàng thánh long nắm lên Diệp Thần, liền lợi dụng tuyệt đối lực lượng trực tiếp biến dạng không gian rời đi. Truy đuổi, giết, đuổi theo. Sáu vị trưởng lão cũng đang muốn xé ra không gian đường hầm đuổi giết đi lên. Nhưng là sáu người khó khăn lắm bay ra ngoài không tới 100 mét, đều là thân hình chấn động một cái, vội vàng phun ra một miệng màu vàng máu tươi, nhất là Thượng Khôn trưởng lão thần sắc kinh ngạc, nói, sẽ không, mới vừa vậy cái thánh long dẫn động chúng ta trong cơ thể hỗn loạn lực lượng. Không được, không cách nào tiếp tục truy kích, cử động nữa dùng sức tính, chúng ta sợ rằng phải toàn thân nổ tung mà chết. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão vậy kịp phản ứng. Nguyên bản, bọn họ là mượn thượng cổ thiên vẫn trận lực lượng, tới chọn lựa trong thiên địa 12 cổ lực lượng tới cưỡng ép tự chữa tự thân căn cơ, nhưng là loại phương pháp này tu bổ căn cơ có thời gian hạn chế, hơn nữa trong cơ thể lực lượng hết sức hỗn loạn, nhưng là người bình thường thì không cách nào dẫn động bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng hỗn loạn. Không nghĩ tới, Diệp Lạc Nhi hóa thân ra màu vàng thánh long. Lại có thể đem bên trong cơ thể của bọn họ hỗn loạn lực lượng nổ.
cho tới bọn họ không thể không lưu lại chữa thương, nếu không tái chiến tiếp thì có chết trận có thể. Lưu lại chữa thương, bọn họ tung tích, chúng ta tùy thời có thể tra được. Ba cái tiếng chữa thương, đến lúc đó, chúng ta một kích toàn lực đánh chết màu vàng vậy cái thánh long, rồi sau đó chém giết cái thằng nhóc đó. Thượng Khôn đại trưởng lão lên tiếng, không thể không như vậy, sáu người lúc này ngồi xếp bằng xuống hòa giải trong cơ thể hỗn loạn lực lượng. Hô hô hô, hô hô hô, vô số máu gió gào thét, quỷ dị sấm sét lóe lên không ngừng. Trong bầu trời dần dần xuất hiện màu đen vết nứt, rồi sau đó truyền ra một đạo thanh âm thanh thúy, giống như là bể nát vậy tựa như, thương khung xuất hiện hình một vòng tròn trong cái hố sâu, chung quanh không gian mảnh vỡ không ngừng đi trong cái hố sâu đánh mất, trong cái hố sâu bên trong đi ra một đôi thanh niên nam nữ. Bất ngờ chính là bị thương thật nặng Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi. Diệp Thần cuối cùng từ trong tu luyện tỉnh lại, hắn ôm Diệp Lạc Nhi, thân thể chấn động một cái, linh lực bộc phát ra. Làm vỡ nát chung quanh không gian mảnh vỡ, dõi mắt một nhìn mặt đất và trong bầu trời tràn đầy vô số oán linh và ma khí đậm đà cơ hồ hóa thành thể lỏng hình dáng, trộn vào trong gió và mặt đất cổ kiến trúc bên trên. Gió lớn gào thét, không giống với cái khác gió lớn, nơi đây gió lớn nhưng là màu máu đỏ. Trên đất cổ kiến trúc cũng bị ma khí ăn mòn được biến thành đen nhánh vẻ, phía trên dính đầy từng giọt màu đen chất lỏng sình sịch. Mỗi một giọt chất lỏng đều là ma khí sở ngưng tụ mà thành, nơi đây, đơn giản là một cái hố ma. Biển vô tận. Nơi đây vẫn là biển vô tận, là biển vô tận trong truyền thuyết oán linh chi địa. Diệp Thần có chút hoảng sợ, ôm Diệp Lạc Nhi rơi vào một nơi bãi cát bên trên, ngắm nhìn bốn phía, ma khí và oán linh cơ hồ gắn đầy cái thế giới này, nhưng hiện tại hắn nhưng không quản được nhiều như vậy, cúi đầu ngưng mắt nhìn trong ngực Diệp Lạc Nhi. Đã rơi vào hôn mê bên trong. Cháy máu tươi. Lại bị thương thật nặng. Diệp Lạc Nhi trực tiếp rơi vào đang hôn mê, thời gian chưa từng tỉnh lại. Tiểu tử. Người nữ oa này bị thương không nhẹ, tạm thời sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Thương cổ y thần lên tiếng nói, bất quá, người không cần quá lo lắng. Người nữ oa này trên người có mạnh mẽ long tộc huyết mạch, dù là ở thần quốc cũng là đứng đầu tồn tại. Trước đó thương thế, còn chưa đủ để cho nàng chết, nhưng là nặng. Hắn còn chưa từng nói hoàn, nhưng là thần sắc hơi đổi, nói, thằng nhóc, nơi đây là oán linh chi địa, cái này nha đầu làm sao hết lần này tới lần khác mang ngươi tới đây. Đây không phải là cái hố ngươi sao? Xem ở ngươi giúp ta cầm đồ trở lại phân thượng ta nói cho ngươi, chung quanh oán linh rất nhiều, rất cường đại, ngươi nhớ lấy chú ý. Ngươi đừng hy vọng ta ra tay. Ta ở luyện hóa thương cổ môn đồ chơi kia, đằng không ra tay. Tiếng nói rơi xuống. Thương cổ y thần liền không có thanh âm. Cùng lúc đó, quanh mình rậm rạp chẳng chịt oán linh tựa hồ vậy phát hiện, người ngoại lai, tiến vào, ngay lập tức trăm ngàn đầu oán linh ngưng mắt nhìn Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi, một cổ máu gió cuộn sạch mà qua, liền rối rít hóa ra dáng người. Hô hô hô, hô hô, mờ mịt máu gió gào thét. Giống như là cánh tay mở lên nguyên bản che phủ rèm, nơi đây lộ ra vốn là hình dáng. Trên bờ biển, nhà cửa lên, trên bầu trời từng nhóm oán linh hiển hóa ra, những thứ này oán linh không giống với biển vô tận vòng ngoài oán linh như vậy là hình người. Hơn nữa chỉ có nửa người trên, nơi này oán linh càng giống như là một ít sâu bay, nhưng là dài mặt người, sau lưng cánh dài, là một loại vô cùng là cổ quái tồn tại. Khắc khắc. Từng đạo thanh âm quái dị từ oán linh trong miệng phát ra. Ngay sau đó, bốn trong không gian chung quanh lại vọt tới hàng ngàn hàng vạn oán linh, bất ngờ một bộ oán linh đại quân hình dáng, rậm rạp chằng chịt oán linh không thấy được bờ bến, tùy tiện một cái đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Lạc Nhi là mang ta tiến vào chúng ổ à? Triệu chỉ oán linh, sợ rằng ta ở biển vô tận chỗ nguy hiểm nhất. Diệp Thần không khỏi được nuốt nước miếng một cái. Dù là oán linh rất nhiều thậm chí không gánh nổi hắn khí huyết tách thả ra, linh lực lại chấn động một cái, cũng có thể chấn động giết hàng ngàn hàng vạn oán linh, nhưng là trước mắt đã hội tụ tới trên 1 triệu chỉ oán linh, thậm chí mấy triệu chỉ oán linh. Đây là hạng cảnh tượng. Nhất là những thứ này oán linh, còn tạo thành đại quân hình dáng, bất ngờ một đội oán linh đại quân. Diệp Thần ra đầu có chút tê dại, ngưng mắt nhìn chung quanh vây quanh mình và Diệp Lạc Nhi oán linh. Thấy bọn họ còn chưa từng động thủ, liền đứng dậy ôm lấy Diệp Lạc Nhi, ngự không đến trên bầu trời, ngắm nhìn bốn phía,
phát hiện toàn bộ oán linh chi địa, giống như cũi vậy, là một cái phương phương tránh tránh hình hộp. Nhưng là lấy trời là đỉnh, lấy đất là đáy cũi, không biết chu vi là nhiều ít, mục không thể coi cuối, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy, mình ở nhà tù hướng đông bắc vị, hơn nữa là mới vừa tiến vào trình độ, còn chưa tới oán linh đất chỗ sâu. Khặc khặc, lại truyền tới từng cơn thanh âm. Nhưng gặp bắc phương một đầu to lớn oán linh chậm rãi bay tới, nó dáng người xa xa vượt qua tầm thường oán linh, có chừng nghìn mét lớn, trên mình tản mát ra tu vi, nhưng cũng có thái hư cảnh. Đây là oán linh vua. Diệp Thần nói nhỏ mấy câu, còn chưa từng động thủ liền phát hiện bốn chung quanh mấy triệu oán linh đồng loạt chấn động ra. Hô hô hô, hô hô, triệu oán linh giết ra, vỗ cánh liền đưa tới đầy trời gió lớn. Rồi sau đó, mười mấy con oán linh vặn thành một dây thừng, từ trên bầu trời rơi thẳng xuống, rậm rạp chẳng chịt nhìn hết sức khủng bố. Muốn đem ta đánh rớt trời cao. Vậy thăm các người có bản lãnh hay không đi? Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, tay trái ôm lấy Diệp Lạc Nhi, tay phải lấy ra thú hủ kiếm, đột nhiên đâm ra một kiếm, vạn đạo ma quang có hiện ra, đồng dạng là hội tụ thành một đạo kiếm trụ, giống như súng laser vậy, thẳng đánh lao xuống oán linh nhóm. Oanh oanh oanh, oanh oanh, vô số tiếng nổ truyền ra. Phàm là tiếp xúc tới ma quang kiếm trụ oán linh rối rít vỡ ra, nhưng là oán linh đoàn thể nhưng là hăng hái không để ý thân, thậm chí không cảm giác được đau đớn và sợ hãi. Mấy trăm ngàn chỉ oán linh đồng loạt rơi xuống, không đủ, phía sau lại bay tới hơn 300 ca chỉ oán linh, lấy hy sinh và tiêu hao, trực tiếp phai mở ma quang kiếm trụ, đem Diệp Thần đánh rơi xuống đất. Đáng chết! Các ngươi không sợ chết đúng không? Trên mình đều có nhiều sát khí và ma khí đúng không? Vừa vặn, lão tử tu luyện có giết hại đại đạo, liền dùng các ngươi sát khí giúp ta đại đạo phá cấp. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, sử dụng thú hủ kiếm, ở vào trước người chế tạo ra một cái huyết ma bình phong che chở, sau lưng một cái giết hại đại đạo hiển hóa ra, giống như một vũng biển máu, trong biển vô số xê dịch phập phồng oán linh. Giống như oán linh đất oán linh vậy tàn bạo cuồng bạo. Giờ phút này, Diệp Thần áo khoác đỏ tươi, đôi mắt hiện lên huyết quang, cả người bị ma khí và sát khí tạo, giống nhau nếu như ma thần vậy. Hắn tay phải chậm rãi giơ lên, sau lưng giết hại đại đạo bay lên không hiện lên, giống như hắc động vậy bộc phát ra hấp lực cường đại, không ngừng đem trong bầu trời oán linh thu nạp tiến vào giết hại chi trong biển, mỗi thu nạp một đầu oán linh. Giết hại đại đạo liền mạnh mẽ một phần. Bình bịch bịch, bình bịch bịch. Mấy chục ngàn oán linh bị thu nạp đến gần giết hại chi biển, đến gần đồng thời toàn thân vỡ ra, hóa thành thuần túy sát khí, tụ vào trong đó. Giết hại đại đạo lại là không ngừng lớn mạnh, thậm chí đã đến cực kỳ kinh khủng bước, uy năng vậy càng phát ra mạnh mẽ. Hống hống hống, hống. Đầu kia nghìn mét oán linh vua, vậy nổi giận, hai cánh chấn động. Sau lưng mấy triệu oán linh đồng loạt giết ra, ý ở Diệp Thần. Nháy mắt bây giờ, đầy trời oán linh gào thét tới, lít nhít cơ hồ đem thương khung và mặt biển che đậy, khiến cho Diệp Thần cũng không cách nào thấy rõ phía trước, cả người bị vô số oán linh bọc ở bên trong tim, liên quan hắn giết hại đại đạo đều bị bọc lại, dù là giết hại đại đạo hấp thu năng lực mạnh hơn nữa, mỗi phút có thể thu nạp mấy ngàn oán linh, nhưng cũng không kịp. Nhiều như vậy oán linh. Còn như thế liều mạng xông lên, xem ra ta sát đạo cơ duyên chính là này. Diệp Thần thần giác buộc vòng quanh nụ cười tới, đối mặt nhiều như vậy oán linh, không sợ chút nào, sau lưng hiển hóa ra một bộ màu máu áo choàng, tay trái ôm Diệp Lạc Nhi, tay phải cầm thú hủ kiếm vô căn cứ giết ra, kiếm quang nếu như gợn sóng, liên miên không ngừng, rậm rạp chẳng chịt oán linh trong đám vậy nhanh chóng bị giết ra từng cái vết rách. Bình bịch bịch, bịch bịch. Không lúc nào không đi đôi với oán linh bạo liệt thanh âm. Oán linh nổ tung sau hóa thành màu xanh nhạt mảnh vỡ, rất nhanh sẽ bị Diệp Thần thu nạp. Đồng thời sát đạo cũng ở đây lấy tốc độ cực nhanh thu nạp chung quanh oán linh, đưa đến càng phát ra lớn mạnh, Diệp Thần giết tim vậy càng ngày càng nặng. Cái gọi là đại đạo. Lúc ban đầu là đạo lực, rồi sau đó là đại đạo lực, lại là thần vương nói, hỗn nguyên nói, hợp thiên thần nói, vận may đại đạo. Tinh khiếu đại đạo, phong môn đại đạo, thái hư đại đạo vân. Vân, giống nhau không giống với quy luật lực, mà là mỗi một cảnh giới cũng đối ứng giống nhau đại đạo. Đại đạo,
có thể nói là một cái đi đôi với Diệp Thần lớn lên lực lượng. Đồng thời, giết hại đại đạo từ Hoa Hạ bắt đầu, liền hoàn toàn dung nhập vào Diệp Thần trong cơ thể. Lại là ngưng tụ huyết long hư ảnh. Sát 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 giết. Sát sát sát, giết một người là tội, giết ngàn người là hùng, giết hết người trong thiên hạ, duy ngã độc tôn. Diệp Thần một bên điên cuồng vặn cổ oán linh, một bên trong miệng lẩm bẩm cái gì, cả người bị giết khí bọc, giống nhau nếu như huyết chiến thần vậy liều chết xung phong bốn phương, trên người huyết khí càng ngày càng nồng đậm, thậm chí đã dịch hóa, nhỏ xuống ở hắn trên mình, lại nhanh chóng bị hắn hấp thu vào bên trong cơ thể. Giết hại đại đạo, chỉ có một chữ giết. Giết hết thiên hạ địch, giết hết thiên hạ không thuận người. Người thuận hưng thịnh, người nghịch mất. Phàm là có người nghịch ta, vô luận là ai, tất cả giết. Dù là người trong thiên hạ nghịch ta, vậy thì giết hết người trong thiên hạ, tái tạo càn khôn, tàn sát thiên hạ người, từ xưa là sát thần nắm trong tay thiên hạ thần linh sống chết, đồng thời cũng có thể từ chết bên trong nghịch chuyển mà sống, giết hại đại đạo tu luyện tới trình độ cao nhất, có thể đem giết hại qua mỗi một người sống lại, có nghịch chuyển càn khôn, tái tạo vạn vật khả năng. Từ giết bên trong tới. Lại từ giết bên trong đi. Lấy ta giết hại máu. Hiến tế hơi lớn đạo ban đầu. Ta nắm giữ thiên hạ sinh sát, vậy trưởng thiên hạ sống chết. Diệp Thần nháy mắt tức thì, giống như Phật môn lĩnh ngộ thiên cơ vậy, lĩnh ngộ ra liền giết hại đại đạo tinh túy, rồi sau đó linh lực bộc phát ra, hóa thành vô tận huyết quang chém ngang ra, qua chi địa, oán linh tất cả đều nổ tung. Tích tí tách bót. Binh bịch bịch. Phịch. Vô tận tiếng nổ truyền ra. Vô tận huyết quang diễn sanh ra, phai mờ trên 1 triệu oán linh, vô số oán linh mảnh vỡ đều bị Diệp Thần thu nạp đến giết hại đại đạo bên trong. Thời khắc này Diệp Thần lần nữa sử dụng một kiếm, thân kiếm lóe lên lôi điện màu đen, chỗ đi qua, thành phiến oán linh nổ tung. Chính là mấy triệu oán linh mà thôi. Diệt chi. Ngắn ngủi mấy phút bên trong. Diệp Thần điều khiển thú hủ kiếm và giết hại đại đạo. Cơ hồ tàn sát hết cái này một phiến khu vực oán linh, ào ào hơn 4 triệu oán linh chết thảm tại dưới kiếm, hóa thành thuần túy giết hại lực dung vào bên trong cơ thể và giết hại đại đạo trong đó. Giết hại đại đạo lên cấp. Diệp Thần tu vi lại vậy lên cấp. Quanh thân khí thế bạo tăng. Phong môn cảnh tầng 2 thiên. Ngay tức thì đến phong môn cảnh 3 tầng thiên. Khoảng cách 4 tầng thiên bất quá một bước xa. Thật là quá vui mừng. Hắn quay lại nhìn về phía muốn chạy trốn nghìn mét oán linh, thần giác lộ ra tàn nhẫn nụ cười, bước chân đạp một cái, thân hình nếu như phù không quang, lướt không ảnh, nháy mắt tức thì đi tới nghìn mét oán linh trước người, cười nói. Người đưa tới cho ta như thế nhiều đồ tốt, ta làm sao bỏ phải nhường ngươi còn sống rời đi à? Giờ phút này, Diệp Thần nói chuyện đều tràn đầy sát khí và tà tính. Hắn ở nghìn mét oán linh kinh hãi đồng thời. Huy động thú hủ kiếm, vô số kiếm quang nổ bắn ra, đem nghìn mét oán linh thân thể đánh thành tổ ong độc, rồi sau đó đưa tay phải ra một cái giỏ nhập trong cơ thể, lòng bàn tay dần dần hiện ra một viên màu máu quật lâu, sinh ra cực lớn lực lượng, bắt đầu thu nạp nghìn mét oán linh lực lượng. Hô hô hô! Không! Không không! Nghìn mét oán linh trong miệng phát ra gần như loài người thanh âm, vô cùng là bi thảm. Không tới chỉ chốc lát sau. Hắn khổng lồ thân hình thu nhỏ lại 10 lần, rồi sau đó vỡ ra, cả người lực lượng đều bị Diệp Thần thu nạp. Diệp Thần cảm giác tinh thần sảng khoái, thu hồi giết hại đại đạo, ngắm nhìn bốn phía, dù là ở xa xa oán linh thấy hắn cũng đều chạy tứ tán, giết hại đại đạo có cảm ngộ lên cấp, lại để cho ta vượt qua 2 cái nhỏ cảnh giới. Xem ra sát đạo mới là ta căn bản à? Ừ, xa xa, tựa hồ có một cái tế đài à? Thật giống như trên tế đài có một cái đồ vật khổng lồ. Diệp Thần có chút nghi ngờ, ôm Diệp Lạc Nhi ngự không ra, chạy thẳng tới tế đài đi. Dọc đường đi qua tất cả địa phương, dù là oán linh lại nhiều, có thể cảm nhận được hắn sát khí trên người, đều không khỏi được né tránh. Trước đây Diệp Thần hóa thân cái thế sát thần tàn sát mấy triệu oán linh tình cảnh, chúng nhưng mà thấy rất rõ ràng, ai dám trêu chọc Diệp Thần à? Ừ, vạn năm. Rốt cuộc đã tới một người. Chặt chặt chặt, thằng nhóc này trên mình sát khí nặng như vậy, là giết bao nhiêu người, nhiều ít oán linh à. Thú vị tiểu tử. Từng đạo thanh âm từ trên tế đài truyền ra.
Diệp Thần ngự không vạn dặm, đi tới oán linh chi địa chỗ sâu, gặp được một tòa cao lớn vạn trượng tế đài giống như hoa hạ đồng xanh đỉnh vậy, ba cây hình tròn thần trụ từ trong biển máu kéo dài ra, mỗi một cây cũng cao đến mấy vạn trượng, đến nay lại là đến 3.000 trượng lớn, ở biển vô tận đơn giản là đồ vật khổng lồ, bởi vì Diệp Thần rất khó thấy được, còn có thể ngăn cản biển máu ăn mòn binh khí. Mà trước mắt tế đài, không đơn thuần là tế đàn, chống tế đài ba cây thần trụ, mỗi một cây cũng đeo đầy rêu xanh, nhưng là không chút nào bị biển máu ăn mòn dấu hiệu, trên đó tế đài chiếm cứ chu vi mấy chục ngàn mét, chính là màu đồng xanh, sử dụng là một loại Diệp Thần không biết vật liệu chế tạo ra. Hống hống hống, hống hống, từng trận tiếng giống giận truyền ra. Trên tế đài nhốt một con cự thú, cái này con cự thú tựa hồ có chút nổi giận, bởi vì trước đây nó lấy tiếng người nói chuyện, Diệp Thần không để ý tới sẽ hắn. Giờ phút này, Diệp Thần như cũ không để ý tới sẽ nó, ngược lại quan sát tỉ mỉ trước nó, luôn cảm giác có chút quen thuộc, cự thú cao đến 5.000 trượng lớn, bề ngoài thịt xác phơi bầy nham thạch nóng chảy sắc, hiển nhiên không cần dò xét đều biết, lực phòng ngự rất mạnh, như vậy khổng lồ cự thú nhưng là bị vô số cây xiềng xích chặt chẽ khóa lại. Ổ khóa này hắn luôn cảm giác có chút quen mắt. Đột nhiên Diệp Thần nghĩ tới điều gì? Đã từng huyết long mượn phân linh thú truyền cho mình mấy lần hình ảnh. Trong hình là một cái vực sâu, mà trong vực sâu nhốt một đầu xiềng xích nhốt ma long. Vậy ma long vây khốn xiềng xích lại và trước mắt cự thú xiềng xích giống nhau như đúc. Làm sao có thể? Rột rột, tí tách, vô số sấm sét màu tím thoáng hiện ở xiềng xích bên trên. Cơ hồ đếm không hết xiềng xích, đi sâu vào biển máu phần đáy, tựa hồ dính líu mặt đất, chặt chẽ đem cái này tôn cự thú khóa lại. Tí tách. Diệp Thần có chút đến gần, xiềng xích trên màu tím tia chớp, nhanh chóng tập kích bất ngờ tới. Một đạo màu tím tia chớp rời đi tế đàn đồng thời, nhanh chóng mở rộng, biến thành một cái màu tím lôi long giết ra, có ngút trời oai, may là không có linh tính có thể nói. Diệp Thần mấy cái lắc mình, tùy tiện tránh khỏi, có thể cánh tay phải vẫn bị màu tím tia chớp hoa đến một ít, ngay tức thì cánh tay rạn nứt, máu tươi vỡ nhỏ rơi xuống. Thật là cường đại tia chớp. Dễ dàng nhất kích, chỉ sợ cũng có thái hư cảnh tầng 5 thiên võ giả một kích toàn lực liền đi. Diệp Thần có chút kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới nơi này màu tím tia chớp lại có thể như vậy lợi hại, lại xem đầu kia bị khóa lại cự thú, trong lòng có chút hoảng sợ, những thứ này tia chớp mình có thể tránh khỏi cũng coi là không tệ, nhưng là muôn vàn màu tím tia chớp, nhưng là thời thời khắc khắc không ngừng đánh trước cái này tôn cự thú. Khó có thể tưởng tượng. Cái này tôn cự thú mạnh lớn đến trình độ nào? Trảm ách cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp. Vẫn là nói vậy rất xa hỗn độn cảnh. Cần phải làm chỉ có hỗn độn cảnh tồn tại, mới có thể chống đỡ như vậy khủng bố lại vô cùng vô tận màu tím tia chớp liền chứ. Diệp Thần rất rõ ràng, kinh khủng như vậy cự thú không phải mình có thể trêu chọc, dứt khoát rời đi trước đi, miễn được cái này con cự thú nổi điên, dẫn được sấm sét màu tím lầm lấy vì mình là tới cứu nó. Đưa đến bị ảnh hưởng đến. Diệp Thần đang muốn rời đi, nhưng là phát hiện một hồi khác thường. Phịch, một đạo tiếng nổ truyền ra. Một cái oán linh tự chủ đánh vào xiềng xích, dẫn được sấm sét màu tím không ngừng đánh cái này tôn cự thú. Những thứ này oán linh và cái này tôn cự thú, là tử địch. Lấy tự mình hy sinh, tới tập kích cự thú, đưa đến cự thú bị sấm sét màu tím đánh. Diệp Thần có chút đoán không rõ. Bay đến xa xa chộp được rất nhiều oán linh, trực tiếp đọc lấy bọn họ tàn phá trí nhớ, rồi sau đó kết hợp chung quanh tình huống, cuối cùng là cho ra một ít kết luận. Những thứ này oán linh, mỗi một cái khi còn sống đều là cường đại võ giả. Lên tới trảm ách cảnh, xuống đến hợp đạo cảnh, ào ào hơn 10 triệu lớn, cũng là vì phong ấn trước mắt cái này tôn cự thú, ngang nhiên bước ra biển vô tận, cuối cùng lấy vô cùng là thảm trọng giá phải trả, cơ hồ toàn quân chết hết trình độ. Đem cái này tôn cự thú phong ấn ở nơi này. Tới tham chiến mấy trăm ngàn võ giả, cũng bỏ mình ở chỗ này, còn sót lại linh hồn liền hóa thành oán linh, đậu ở một phe này không gian trong đó. Mỗi tương ứng còn sót lại linh hồn không nhịn được, sắp hoàn toàn bể tan tành, tiêu tán ở giữa trời đất lúc đó, bọn họ lúc còn sống ý niệm liền sẽ khống chế bọn họ, xông về phong ấn cự thú tế đài, đưa tới màu tím tia chớp đánh cho bị thương cái này tôn cự thú. Lấy đạt tới không cách nào để cho cự thú khôi phục tu vi và chiến lực ý đồ,
để cho cự thú tiếp tục bị phong ấn ở nơi đây. Thượng cổ lúc đó, biển vô tận rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nơi đây và cửu thiên thần long điện đầu kia nhốt ma long lại có liên quan gì? Biết nguyên nhân hậu quả, Diệp Thần đang chuẩn bị lúc rời đi, cái này tôn cự thú nhưng là mở miệng lần nữa. Đứa nhỏ, ngươi sát khí tựa hồ rất nặng. Chắc hẳn, ngươi là bị người đuổi giết trốn đến nơi này chứ? Cái này tôn cự thú mở miệng lần nữa, tựa hồ trước đây sấm sét màu tím đánh, cho hắn mang tới tổn thương không nhỏ, nhưng hắn đã thích ứng cái này loại đau đớn. Nhưng gặp nó khổng lồ thân hình nằm ở trên tế đài, miệng to cũng không dương ra, vẫn như cũ có thể truyền ra thanh âm tới, đứa nhỏ, ngươi tên gọi là gì? Bổn tôn bị phong ấn ở nơi này nhiều năm như vậy, ngươi là ta cái thứ tư người nhìn thấy. Phải biết, bổn tôn mạnh mẽ là ngươi không cách nào hiểu, những năm gần đây ta cũng đụng gặp qua mấy cái đứa nhỏ. Bọn họ cùng bổn tôn sau đó, bổn tôn truyền thụ bọn họ công pháp, để cho bọn họ ở bên ngoài xông ra một phen danh tiếng, một người trong đó tựa hồ tự phong quá như âm dương thánh quân. Ngươi hẳn nghe qua chứ? Bọn họ danh tiếng hẳn ở thần quốc tiếng tăm lừng lẫy, có thể mọi người không biết, bọn họ đều là bổn tôn kiệt tác à? Diệp Thần có chút kinh ngạc, cái này con cự thú lời còn thật hơn. Còn như cự thú nói ra được mấy người, hắn một cái cũng chưa từng nghe qua. Diệp Thần có chút hiếu kỳ, xoay người lại, ngưng mắt nhìn cự thú, nói ta không gọi đứa nhỏ, ta tên Diệp Thần, xem ra, người bị phong ấn rất lâu rồi. Nói thật ra, Diệp Thần vậy có chút hiếu kỳ cự thú lai lịch, thậm chí mơ hồ cảm giác và huyết long nguy cơ có chút liên quan. Dù sao cự thú bị kẹt trước, không cách nào làm yêu, mình tán gẫu một chút vậy không có sao, có lẽ còn có thể đòi hỏi ra một ít tin tức tới. Được, Diệp Thần tiểu huynh đệ đúng không? Cái này tôn cự thú chợt cười, to lớn cặp mắt đổi thành từng trận hồng quang, nhanh chóng bao phủ ở Diệp Thần. Rất nhanh, hồng quang chớp mắt rồi biến mất, Diệp Thần tựa hồ quên mất hồng quang sự việc, ánh mắt có chút mê ly, đầu cũng có chút bất tỉnh chướng. Nhưng là vô cùng là kiên nhẫn nhìn về phía cự thú, thậm chí nhanh chóng bay tới, đi tới tế đàn vòng ngoài, ngưng mắt nhìn khổng lồ cự thú, hỏi, ngươi có thể giúp ta? Đương nhiên biết à. Trước đây, bổn tôn đề cập tới người này, cũng đều là tiếp thụ qua bổn tôn công pháp người. Bổn tôn xưa nay là một tốt yêu, đáng tiếc à đáng tiếc. Cái này tôn cự thú như cũ che giấu dối trá vẻ mặt, nhưng trong lòng thì cười thầm không lấy. Trước mặt những tên kia, từng cái giả dặn chứng chạc, lại là thái hư đỉnh cấp tu vi, bổn tôn mê huyễn thuật không có có hiệu lực quả, nhất là quá như âm dương thánh quân tên khốn kiếp kia, dùng kiếm rạch ra bổn tôn thịt giáp, để cho bổn tôn đánh mất một giọt máu tươi, nếu không tên khốn kiếp này làm sao có thể xông hạ như vậy danh tiếng. Bất quá cũng tốt, thua thiệt như thế nhiều lần, tới đều là một ít lão gian cự hoạt khốn kiếp. Lần này, cuối cùng là tới một cái không chính chắn tiểu tử, bổn tôn thoát khốn có hy vọng à. Cái này tôn yêu thú đối với Diệp Thần thi triển mê huyễn thuật, nhưng chỉ có thể ảnh hưởng Diệp Thần tâm thần, khiến cho không cách nào làm ra chính xác phán đoán, mà không có thể đem hắn hoàn toàn mê huyễn là con rối. Dẫu sao có thể tới oán linh đất cũng không tên yếu, Diệp Thần lại là vô cùng là cường đại tồn tại. Ngươi như thế nào mới có thể cho ta công pháp? Công pháp của ngươi, rất cường đại. Thời khắc này Diệp Thần, khẽ nhíu mày nói. Ta công pháp, hiện tại không cách nào cho ngươi. Chủ yếu là bổn tôn bị những thứ này xiềng xích khốn được hết sức khó chịu, linh lực đã trăm không tích chữ một. Đáng tiếc à đứa nhỏ, trước mặt vậy mấy cái người có duyên lúc tới, ta đã đem công pháp cho bọn họ, nhưng là vậy vì thế tiêu hao quá nhiều linh lực, đã đưa đến ta không cách nào đem công pháp truyền cho ngươi à. Cái này tôn cự thú tiếp tục nói con. Ta là vô cùng thích ngươi. Nó thần sắc chăn trở, cuối cùng nói con, ta ở ngươi trong ánh mắt thấy được giết hại và thù oán, thậm chí trên mình ngươi đều có thần quốc thiên đạo cung trưởng lão kiếm tổn thương, ngươi kẻ địch nhất định là thiên đạo cung người chứ. Diệp Thần lông mày nhướn lên, là thì như thế nào? Cái này tôn cự thú nhưng là tức giận không thôi, nổi giận mắng, đáng chết thiên đạo cung, đáng chết thần quốc, lấy 6 vị thái hư bị thương nặng phong môn. Chân thực hèn hạ. Tiểu huynh đệ, ngươi thả ta đi ra, ta vì ngươi nghiền nát thần quốc, hơn nữa dạy ngươi vô thượng thái âm thiên ma đại pháp như thế nào à? Thái âm thiên ma đại pháp. Một loại thời kỳ thượng cổ ma công.
người tu luyện cùng cảnh vô địch, thậm chí có thể vượt biên giới tác chiến. Coi thường bất kỳ thiên phú và thể chất, chỉ cần luyện qua quyển công pháp này, cung cấp nội tình vô cùng là thâm hậu, tất nhiên là cung cấp bậc vô địch tồn tại. Câu thường nói, không có vô địch công pháp, chỉ có vô địch người, nhưng là những lời này ở chỗ này liền không tạo nên tác dụng. Thái Âm Thiên Ma Đại Pháp chính là vô địch công pháp, vô luận người nào tu luyện, cũng có thể treo đánh cung cấp. Diệp Thần vậy từng và Ma Đế trò chuyện bên trong nghe nói qua quyển công pháp này. Diệp Thần nhún vai một cái, cười nói, ngươi thật có thể truyền thụ ta công pháp, giúp ta đạp bằng thần quốc, hủy diệt thiên đạo cung. Đó là tự nhiên. Bổn tôn cường đại dường nào? Ngươi thả bổn tôn đi ra, sau đó bổn tôn chính là ngươi chỗ dựa vững chắc, chắc hẳn ngươi lúc tới, nhìn thấy như thế nhiều oán linh chứ. Cái này tôn cự thú tiếp tục lắc lư nói, những thứ này oán linh chính là năm đó ta kẻ địch vô cùng nhiều, nhưng là không có một cái có thể giết ta, nhiều như vậy cao thủ, cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt hận mà chết, đem tự thân lực lượng hóa thành tế đàn một phần tử mà thôi, đủ để biểu hiện ra ta mạnh mẽ. À, vậy như thế nào mới có thể thả ngươi đi ra à? Diệp Thần nhàn nhạt nói. Hắn ngược lại là không có bị mê muội, chỉ bất quá giả dạng làm bị dáng vẻ mê hoặc. Luân hồi mộ địa có thương cổ y thần ở đây, hắn lại có bất hủ thần thể, như thế nào mê muội? Dĩ nhiên có thể từ nơi này cự thú trong miệng được cái gì đồ ngược lại cũng không tệ. Ngay tại tế đàn bên trái cây kia thần trụ. Vậy một cây thần trụ bên trong, tồn tại nhiều thiếu sót, chỉ cần đem ngươi thần trụ kích hủy, ta liền có thể bị thả ra, ngươi không cần lo lắng sấm sét màu tím vấn đề. Vậy một cây thần trụ lên sấm sét màu tím, đã bị ta làm hao mòn được xong hết rồi, không hợp sức công kích người ngoài, nhưng là ta vậy không cách nào phá vỡ, chỉ có ngươi trợ giúp. Cái này tôn cự thú ngữ tốc cực nhanh, tựa hồ cảm giác mình khốn cảnh cơ hội đã đến, thần tình kích động. Nó nhanh chóng dạy dỗ Diệp Thần, như thế nào phá mở cái này một viên thần trụ, như thế nào chính xác tránh tất cả loại màu tím tia chớp. Diệp Thần tự nhiên không thể nào thả nó đi ra. Duỗi người, hướng cách đó không xa hôn mê Diệp Lạc Nhi đi tới, xin lỗi, ta không có hứng thú. Ngươi những cái kia công pháp, ta cũng không quan tâm. Lời này vừa nói ra, vậy cự thú vô tận tức giận. Nó rốt cuộc rõ ràng, Diệp Thần căn bản không có bị mê muội, mà là ở làm nhục mình. Tiểu súc sinh, mặc dù không biết ngươi như thế nào ngăn trở ta thuật pháp, nhưng là ngươi muốn đi, không cửa. Một giây kế tiếp, cự thú bước ra một giọt máu tươi, quanh thân cháy. Thống khổ không dứt, máu tươi hóa thành một hồi khói xanh lại bọc lại Diệp Thần. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần hơi thất thần. Tinh huyết này lực liền chạm ách cảnh đều không cách nào ngăn trở. Diệp Thần tự nhiên không cách nào trốn tránh. Diệp Thần quỷ thần xui khiến đi tới thần trụ trước, dự định huy động thú hủ kiếm kích hủy thần trụ thời điểm, một giọng già nua vang khắp ở đầu óc bên trong. Tỉnh lại. Một đạo già dặn có lực tiếng gào. Ngay tức thì thức tỉnh Diệp Thần, khôi phục thần trí Diệp Thần theo bản năng ngưng mắt nhìn trước mắt tình huống, coi lại thần sắc kinh ngạc cự thú, không biết nguyên do. Tiểu tử. Cái này tôn cự thú đến từ thời kỳ thượng cổ vực ngoại. Chính là vượt qua hỗn độn cảnh tồn tại, không thể đem nó thả ra. Nếu không thần quốc tất cả sinh linh, thậm chí linh võ đại lục và rất nhiều thế giới sinh linh đều sẽ bị nó chiếm đoạt. Sẽ có phiền toái lớn. Thương cổ y thần thanh âm từ luân hồi mộ địa bên trong truyền tới, rồi sau đó đem nguyên nhân hậu quả cho biết liền Diệp Thần. Thời kỳ thượng cổ, linh võ đại lục và thần quốc rất nhiều cao thủ hội tụ, chung nhau chống lại cái này tôn cự thú. Cuối cùng, rất nhiều cao thủ chết, nhưng là không biết cái nào thượng cổ đại năng ra tay, trực tiếp đem cái này tôn cự thú áp chế phong ấn, cũng dùng người chết trận linh hồn hóa thành oán linh và đầy trời ma khí. Lấy thành tựu áp chế phong ấn lực lượng. Thì ra là như vậy. Cái này tôn cự thú, ngược lại là bị ta xem thường. Xem ra huyết long đối mặt ma long cũng là như vậy. Diệp Thần thầm kinh hãi, nhưng là như cũng duy trì cặp mắt trạng thái mê ly, lặng lẽ nhanh chóng về phía sau bay, dần dần bước lui ra phạm vi của tế đàn, nhưng là bị cái này tôn cự thú gọi lại. Tiểu tử, phá vỡ phong ấn à? Bổn tôn giúp ngươi đạp phá thần quốc, cứu ra ngươi sư tôn à. Cái này tôn cự thú vẫn là nhanh chóng tự vừa nói,
Khi nó thấy được Diệp Thần thối lui ra tế đàn phạm vi đồng thời, theo bản năng phát hiện máu tươi của mình hội tụ mê huyễn thuật lại có thể lần nữa mất đi hiệu quả, ngay tức thì bàng nhiên giận dữ. Chính là con kiến hôi, hai lần ba lần phá vỡ bổn tôn thuật pháp. Tiểu tạp chủng, ngươi không cho bổn tôn phá vỡ phong ấn, bổn tôn liền chém chết ngươi. Dù là ta chịu đựng vô tận lôi kiếp, cũng phải giết ngươi. Cự thú cuồng nộ, nó như vậy tồn tại, lại bị phong môn con kiến hôi làm nhục. Một khắc sau, cự thú điên cuồng trào động lực, trong cơ thể như cũ chứa đựng linh lực cực mạnh, thân thể khổng lồ dần dần đứng lên, chung quanh vô số xiềng xích ngay tức thì kéo căng, vô số màu tím tia chớp đánh trước thân thể, đem nó nổ chảy ra rách thịt, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Ngươi, lại có thể nhúc nhích. Diệp Thần theo bản năng cả kinh, ngay tức thì chạy ra khỏi ngoài ngàn thước, nhưng là phát hiện mình phía trước xuất hiện một đạo bình phong che chở. Cự thú lộ ra dày đặc nụ cười, nói thằng nhóc, bổn tôn là bị vây khốn, nhưng là bổn tôn lãnh vực như cũ vẫn còn ở, chỉ cần ở tế đàn vạn giảm chu vi bên trong, bổn tôn liền có thể chu diệt hết thảy sự vật, tiểu tạp chủng, ngươi không buông bổn tôn đi ra ngoài, bổn tôn liền giết ngươi. Nó thân xác nhanh chóng bành trướng, sau lưng sinh ra từng cây một sắc bén dài đâm, mỗi một cây đều có ngàn trượng lớn, sau lưng dài đâm nhanh chóng ngưng tụ sấm sét lực. Đột nhiên, một đoàn lôi quang bị dài đâm ném bắn ra, dọc đường khuấy bể không gian, dẫn được muôn vàn màu đen không gian mảnh vỡ. Lực lượng này, lại vượt qua chảm ách cảnh, thậm chí vượt qua hỗn độn cảnh. Như thế nào ngăn cản? Diệp Thần hoảng sợ vô cùng, muốn phản kháng, nhưng phát hiện mình đã bị lực lượng vô danh giam cấm, thậm chí toàn thân hơn loại đại đạo và quy luật đều không cách nào điều động, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ chết, không khỏi được hô, lão thương. Nên làm cái gì? Tiểu tử! Không được à! Viên này lôi cầu lực lượng, đã vượt qua chảm ách cảnh tầng thứ. Quá mạnh mẽ, ta dù là chuyển vận cho ngươi lực lượng, vận dụng châm cứu. Cũng không cách nào đến gần bản thể của ngươi. Thương cổ y thần trực tiếp bó tay, đối mặt cự thú tầng thứ này tồn tại, dù là hắn lực lượng mạnh hơn nữa, cũng không cách nào thi triển ra, giống như là không có. Diệp Thần hoàn toàn tim như cho tàn, xa xa vượt qua chảm ách cảnh lực lượng. Trước mắt cái này con cự thú, thật như thế mạnh mẽ. Giữa lúc Diệp Thần thúc thủ vô sách thời điểm, luân hồi mộ địa nhưng là nhanh chóng rung rung, trăm tọa mộ bia chỗ sâu, một cây phong cách cổ xưa cột đá nhanh chóng chấn động. Tản mát ra ánh sáng sáng chói. Cột đá bên trên cửu long hội tụ. Một cổ siêu thoát hết thảy hơi thở bao phủ luân hồi mộ địa. Sau đó, một cái hơi thở siêu nhiên, uy phong lẫm lẫm hư ảnh, trực tiếp xuất hiện ở Diệp Thần bên người. Hư ảnh hai tay chắp sau lưng, tựa như áp đảo thiên địa bên trên. Mờ ảo ý bao phủ hết thảy. Biển vô tận bầu trời nguyên bản mây đen che đậy, giờ phút này nhưng là vô số ngôi sao hội tụ. Nghiệt xúc, người ta, người cũng dám động. Nghiệt xúc, người ta, người cũng dám động. Diệp Thần nghe được cái này thanh âm. Thân thể chấn động một cái. Thanh âm này không phải thương cổ y thần, càng không phải là phong thanh dương. Thanh âm này không thuộc về những cái kia luân hồi mộ địa đại năng, mà là tới từ luân hồi mộ địa chỗ sâu nhất cột đá. Trụ đá này xuất hiện số lần quá thiếu. Lần trước vẫn là ở Côn Lôn Hư. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này cột đá nhưng là dị động. Hắn ngẩng đầu lên, thấy được người đàn ông kia. Người đàn ông người mặc hắc bào, người khoác trước màu máu áo choàng, dưới chân lại có vô cùng thần quang tràn ra, giống nhau nếu như thần minh vậy, vô số ngôi sao bao trùm ở quanh thân, lăng nhiên tại thiên địa. Không sợ hết thảy. Giờ phút này hắn nhưng là đưa lưng về phía cái này tôn cự thú. Con người lưu chuyển một vòng bánh xe huyết nguyệt. Uyển như thiên thần, lại như thần ma. Nhưng gặp người đàn ông xoay người lại, màu máu trong mắt lóe ra sáng bóng tới. Trước người viên kia vượt qua chảm ách cảnh uy năng sấm sét quang cầu nhưng là lấy vô cùng là thần bí trạng thái tự nhiên tiêu biết, chỉ là nhìn một cái mà thôi, lớn mạnh như vậy công kích liền tự đi tiêu tán. Cái này luân hồi mộ địa thần bí nhất tồn tại, kết quả mạnh bao nhiêu? Bỗng nhiên lúc này, người đàn ông nhìn cự thú một mắt, hai tròng mắt đối mặt. Cự thú nhưng là thân hình cự chiến, sau lưng đồ sộ đâm văng tung tóe mở, khổng lồ thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ thần sắc,
trong miệng đọc một chút phát ra một ít thanh âm quái dị, giống như con chuột thấy được mèo vậy, không dám có cái gì thành tựu, làm ra yêu thú bản năng thần phục tư thái bỏ lổm ngổm. Sột sột, tí tách, cự thú quỳ xuống trên tế đàn. Nhưng mà trong tế đàn vô số xiềng xích nhưng là bắt đầu phát huy, tựa hồ là ở khơi thông trước đây cự thú khiêu khích hắn tức giận. Vô số xiềng xích tóe ra sấm sét màu tím, cấu kết với nhau chung một chỗ, hướng trên bầu trời phát ra một đạo thuần tránh màu tím không cấp thần lôi, thẳng phá vân tiêu cùng không gian. Ken két ca, ken két, từng đạo không gian bể tan tành thanh âm truyền ra. Theo màu đen không gian mảnh vụn tán lạc, một cổ màu đen mây sấm từ trong phiêu giật ra, lôi điện màu đen lóe lên không ngừng, thất luyện bắn ra bốn phía sấm sét hội tụ thành từng chuôi sấm sét trường kiếm, giống như đao đâm đậu hũ vậy, nhanh chóng đâm vào cự thú trong cơ thể. À, không, ách lôi, không, không thể như vậy à. Ta cũng không phải là muốn tránh thoát phản kháng à. Cự thú đau được không ngừng ở trên tế đàn lăn lộn, kinh mạch toàn thân xương cốt nổ tung, thậm chí hắn để dành lực lượng tim hạch cũng xuất hiện vết rách. Thời khắc này cự thú, cho dù là vượt qua chảm ách cảnh tồn tại, nhưng là toàn thân bị đóng chặt, linh lực trăm không tích chữ một, thân xác phòng ngự cùng tất cả trường hợp đều có sở hạ hàng, đối mặt thình lình nghịch thiên cấp ách lôi, tuy sẽ không có thể chết người, nhưng chí ít sẽ để cho hắn hết nửa cái mạng à. Sột sột, sột sột, từng chuôi lôi điện màu đen trường kiếm rơi xuống. Cơ hồ mau đem cự thú đâm thành con nhím. Người đàn ông nhưng là gợn sóng không sợ hãi, bình thản nhìn hết thảy các thứ này, tựa hồ đối với hắn mà nói, ách lôi không coi vào đâu, rồi sau đó nói, người trước đây muốn giết Diệp Thần, mà ngươi bị phong ấn ở nơi đây, ta liền không chém chết ngươi. Dẫu sao, người con súc sinh này, không xứng ta ra tay. Ta biết, người cái này loại yêu thú, trong cơ thể máu tươi là toàn bộ thân chỗ tinh hoa. So ngươi đại đạo lực và tim hạch, não hạch cũng trọng yếu hơn, lấy ta xem xét ngươi thuần túy máu tươi còn dư lại 5 giọt cỡ đó, như vậy, dâng hiến một giọt đi ra đi. Mây thưa gió nhẹ lời nói, nhưng mang vô cùng lực lượng, để cho người không dám phản kháng. Bên trên Diệp Thần cũng là tâm thần chấn động, không nghĩ tới trước mắt cái này con cự thú máu tươi, lại có thể như vậy lợi hại, tầm thường máu tươi là máu chỗ tinh hoa. Nhưng là cái này đầu máu yêu thú tươi là xương cốt toàn thân kinh mạch, đại đạo lực và quy luật lực ngưng tụ tinh hoa, dù là cùng cấp cái khác máu tươi của yêu thú, vậy xa không bằng máu tươi của nó hiệu quả mạnh mẽ. Ta cho, đại nhân ta cho. Cự thú vác qua một sóng ách lôi, giờ phút này là suy yếu nhất trạng thái, căn bản không dám phản bác người đàn ông nói, trong lòng thật là sợ hãi. Dù là mình thời kỳ toàn thịnh cũng sẽ không là người đàn ông đối thủ, huống chi là suy yếu nhất thời kỳ. Rất nhanh, cự thú hai móng hội tụ, trước người ngưng tụ ra một đoàn huyết cầu, rồi sau đó huyết cầu nhanh chóng bị nén, sáp nhập vào tất cả loại quy luật lực lượng và đại đạo lực, trải qua mấy giờ ngưng luyện, lúc này mới ngưng luyện ra một giọt thuần màu vàng kim máu tươi. Thanh niên hơi vung tay lên, màu vàng máu tươi hiện lên ở trong tay mình. Chỉ gặp cự thú hơi thở hơn nữa yếu ớt, một giọt này máu tươi, sợ rằng có thể so với thái hư cảnh cường giả đỉnh phong toàn thân chỗ tinh hoa liền đi. Thanh niên nhìn về phía Diệp Thần, chìa tay ra, tỏ ý tinh huyết này cho hắn, nói, Diệp Thần, nó tập sát ngươi, ta vì ngươi thỉnh cầu nó một giọt máu tươi, cũng không coi là lạ qua, hiện tại, ngươi có hai cái lựa chọn. Cái đầu tiên, máu tươi chính ngươi uống, thực lực sẽ lớn tăng. Cái thứ hai, ta biết ngươi có một cái huyết thống thuần tránh yêu thú, ngươi kêu nó tiểu hoàng đúng không? Có thể cho nó uống, nó sau khi dùng giống vậy chạm trán lực lớn tăng. Hiệu quả thắng ngươi. Tiếng nói rơi xuống. Màu vàng máu tươi phiêu bay đến Diệp Thần trong tay. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, tiền bối, ngươi và luân hồi mộ địa rốt cuộc quan hệ thế nào? Người đàn ông không nói gì, chỉ là lộ ra một đạo nụ cười. Diệp Thần suy tính chốc lát. Vừa tiếp tục nói, tiền bối. Xưng hô như thế nào, bản thể của ngươi vậy bị vây sao? Người đàn ông vẫn cười, hắn chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói, thế giới này, còn không có thể vây khốn ta tồn tại. Bất quá, ta xác thực cần ngươi. Ngươi là ta duy nhất cơ hội. Còn như cụ thể, chờ ngươi bước vào thần quốc sẽ từ từ biết được. Ta không thể ở nơi này quá lâu,
nếu không biển vô tận và linh võ đại lục cũng sẽ không chịu nổi, hóa là bột. Chúng ta còn sẽ tạm biệt, có lẽ muốn không được bao lâu. Đúng rồi, ta họ Nhâm. Dứt lời. Thanh niên nhưng là thân hình dần dần hư ảo, chốc lát sau, thanh niên hư ảo thân hình vỡ ra, hóa thành vô số kết tinh thể bay tản ra tới, liền thật giống như một cái thần niệm thể vậy, thời gian đến liền sẽ tự nhiên biến mất. Diệp Thần bưng trong tay màu vàng máu tươi, lại cảm giác hắn vô cùng nặng nề, lấy mình tu vi đều có chút nhờ không ở. Cái này người đàn ông rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Hắn không có bị kẹt ở. Như vậy vì sao bảo vệ mình? Mình là hắn duy nhất cơ hội. Hắn suy tư một chút, dự định không nghĩ nhiều nữa, cuối cùng gọi ra Tiểu Hoàng, một cái trứng khổng lồ trôi lơ lửng ra. Diệp Thần, nói Tiểu Hoàng, giọt máu tươi này ngươi nhanh chóng uống, đủ để cho ngươi thực lực lớn tăng. Chủ nhân, ngươi uống mới là, ngươi tu vi tăng trưởng mới là tốt nhất. Tiểu Hoàng không muốn tiếp nhận. Nó huyết mạch mạnh mẽ, tự nhiên có thể cảm nhận được tinh huyết này ý vị như thế nào. Diệp Thần nhưng là nhanh chóng đem màu vàng máu tươi ném đi vào, rồi sau đó cười nói, ngươi thực lực tăng trưởng, mới có thể tốt hơn đi theo ta không phải sao. Ta nếu muốn tăng trưởng tu vi, không cần phục dùng yêu thú gì máu tươi, như vậy từ bên ngoài đến vật, ta không thích. Tiểu Hoàng đang muốn nói chuyện, máu tươi bọc toàn thân. Vỏ trứng lại truyền tới cực mạnh chấn động, vỏ trứng bên trong nó sắc mặt thống khổ, huyết mạch trong cơ thể và kinh mạch, tựa hồ đang bị màu vàng máu tươi sửa đổi, lấy tốc độ cực nhanh sinh ra biến hóa, đồng thời nó hơi thở vậy bộc phát ra, dẫn được thiên địa chấn động. Bây giờ Tiểu Hoàng, không thể nghi ngờ xa xa mạnh hơn thượng cổ ma sư chiến thần. Đây chính là vực ngoại nghịch thiên máu tươi của yêu thú à? Ý vị này vô hạn có thể. Rất nhanh. Trứng khổng lồ phủ đầy màu vàng kim phù văn, bắt đầu lột xác, hơi thở ổn định leo lên, Tiểu Hoàng đang luyện hóa màu vàng máu tươi lực lượng. Hô hô hô, hô hô, tàn phá gió lớn gào thét đầy trời. Biển máu sóng lớn liền liền, biển vô tận chỗ sâu, thượng cổ vẫn thiên trận nhanh chóng lay động, lớn như vậy trận pháp bởi vì biển máu phun trào mà không ngừng lay động. Biển vô tận chính là biển máu, tràn đầy máu loáng, hắn mật độ vô cùng là khổng lồ. Lúc bình thường, cho dù là phong môn cảnh một kích toàn lực đều khó đưa tới một chút rung động, giờ phút này nhưng là phun trào không ngừng, mật độ to lớn như vậy máu loãng phun trào, giống như một đồ vật khổng lồ liền ở trên đại lục vậy, dẫn được thiên diêu địa động. Một khắc sau, một đạo qua nghìn mét biển máu sóng lớn cuốn tới, chợt chụp đánh vào thượng cổ vẫn thiên trận bên trên. Oanh! Một đạo tiếng nổ truyền ra. Thượng cổ vẫn thiên trận bảo vệ che chở bị biển máu sóng lớn đánh bể, một góc thần trụ lại là nhanh chóng văng tung tóe mở, hóa thành vô số bột vàng tụ vào biển máu trong đó, hắn trận pháp chủ thể, lan tràn từng cái vết rách, bị tổn thương vô cùng là nghiêm trọng. Thiên đạo cung bố trí trận pháp bị thương nặng, ngay lập tức, thiên đạo cung trụ sở chính bên trong. Cung chủ Hiên Viên Mặc Tà nhanh chóng cảm giác được tình huống, hoàn toàn giận dữ. Biển vô tận lại xảy ra chuyện. Nhiều như vậy thái hư cảnh cũng không bắt được một tên tiểu tử sao. Còn nữa, hơi thở này để cho ta rất không thoải mái. Đáng chết. Một bên Viêm Thiên Rồng Thần cũng là mở mắt ra, Hiên Viên Mặc Tà, ta đã sớm nói. Thằng nhóc kia không thể khinh thị. Biển vô tận hơi thở có cái gì không đúng. Hơi thở này hình như là vậy bị kẹt vực ngoại yêu thú. Có thể cái này vực ngoại yêu thú làm sao và thằng nhóc kia sinh ra liên lạc. Bất kể như thế nào, dùng ngươi lực lượng xóa bỏ. Hiên Viên Mặc Tà bước ra một giọt máu tươi, bắn vào thiên đạo trên khay. Ngay tức thì sinh ra một đạo thiên đạo hư ảnh. Thiên đạo hư ảnh mặc dù chỉ có hắn cực nhỏ một phần chia lực lượng. Nhưng là lực lượng này đủ xóa bỏ chém ách cường giả. Một cái phong môn cảnh tiểu tử thì như thế nào? Thiên đạo hư ảnh tựa như có linh trí, thốt nhiên giận dữ, trực tiếp xuyên qua thiên đạo bàn. Hạ xuống ở biển vô tận, một phen coi xem kỹ dưới, lửa giận càng phát ra cháy. Chính là phong môn cảnh con kiến hôi, mang một viên trứng khổng lồ, lại có thể dẫn được biển máu bạo động, cho tới ta cung trận pháp bị tổn thương, đáng chết. Thiên đạo hư ảnh nhanh chóng qua lại không gian, chạy thẳng tới oán linh chi địa đi. Thiên đạo hư ảnh tự mình hạ xuống, biến dạng không gian, đuổi giết Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi. Giờ phút này,
oán linh chi địa trong đó, tiểu hoàng trứng khổng lồ chung quanh lại xuất hiện một đạo hư ảnh. Chẳng lẽ đây chính là tiểu hoàng phá trứng sau cuối cùng hình thái? Hư ảnh đã có mấy ngàn trượng lớn, thân thể chung quanh quanh quẩn màu đen ma diễm, giờ phút này liền giống như một tôn ma thần vậy khủng bố, chiến lực và cảnh giới đã vượt qua hết thảy, thậm chí còn ở kịch liệt cởi đổi trong đó. Còn như trong tế đàn vậy tôn cự thú, nhàm chán nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Máu tươi của mình, không nghĩ tới cuối cùng là bị như thế cái yêu thú nuốt. Tính toán một chút, bỏ mặc, mới vừa rồi người đàn ông kia, cũng không phải là mình có thể địch. Không thắng, khuất phục, bị buộc giao ra máu tươi, còn như máu tươi là dùng làm gì, vậy thì bỏ mặc, tỉnh nhiều chuyện lại bị sửa chữa dừng lại. Cái này tôn vô cùng kinh khủng cự thú, tùy tiện tiện có thể đánh ra cơ hồ chảm ách cảnh uy năng lôi xà quang cầu tồn tại, là hoàn toàn yên, hoàn toàn không dám đắc tội Diệp Thần, dù là Diệp Thần cầm máu tươi của nó ở cho mình chiến thú tiểu hoàng lên cấp, nó cũng không thể nói gì được. Hô hô hô, hô hô, tàn phá bừa bãi gió lớn xảm tạp mùi máu tươi. Vỏ trứng trong cơ thể tràn ra ra không ít lực lượng, Diệp Lạc Nhi trong cơ thể long mạch tự chủ hấp thu những linh lực này, nguyên bản gãy lìa long mạch dần dần khép lại, nhợt nhạt gò má vậy khôi phục như lúc ban đầu, hơi hí ra tròng mắt, thức tỉnh. Diệp đại ca, đây là chuyện gì xảy ra à? Diệp Lạc Nhi ngạc nhiên nhìn đang lột xác ở giữa trứng khổng lồ cùng với trứng khổng lồ lên hư ảnh, có chút kinh ngạc. Làm nàng quay đầu thời điểm, nhìn thấy trong tế đàn cự thú, không khỏi được tâm thần chấn động một cái, vội vàng đẩy ra Diệp Thần, hô, Diệp đại ca, người đi trước, ta ngăn trở cái này tôn cự thú, người đi mau, đây là vô cùng là khủng bố cự thú. Thấy như vậy cử động. Diệp Thần ngụy nhiên cười một tiếng, đem Diệp Lạc Nhi kéo ở một bên, cười nói cái này tôn cự thú không dám động chúng ta, không cần sợ hãi nó. Hắn thậm chí hướng cự thú vẫy tay, hỏi có phải hay không. Nháy mắt tức thì, quỷ dị chuyện xảy ra, vậy tôn cự thú lại lộ ra nụ cười tới, nhìn như cũ lạnh người, nhưng là thật thật tại tại nhận sợ. Nó trong lòng đều là vô cùng bi như vậy, dự đoán đã từng cũng là độc phách một phen tồn tại, không nghĩ tới ngày hôm nay cho cái này hai tên nhận sợ. Giữa lúc cự thú còn đang cảm khái tự thân đồng thời, thương khung lần nữa bị biến dạng, từng đạo không gian nước xoáy nổi lên, một đạo thân hình cự tượng tới, mang thiên đạo lực. Đây là thiên đạo hư ảnh. Thiên đạo hư ảnh, không phải chân tránh người, ngược lại là lực lượng ngưng kết mà thành hình người hư trạng thái, nhìn có chút giống là hình chiếu phim nổi sinh ra hình ảnh. Nhưng là không người nào dám khinh thị. Hắn thế gian võ giả nhất sợ hãi tồn tại. Hắn căm tức nhìn Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi, tức giận nói, chính là đứa nhỏ, dám can đảm phá hoại ta thiên đạo cung bên trên cổ thiên vẫn trận, còn đưa đến ta thiên đạo cung chú đóng biển vô tận sáu vị thái hư cảnh trưởng lão bị thương thật nặng, ngươi cùng đáng chết. Rác rưởi, con kiến hám cây, tự tìm cái chết. Chính là tiểu tạp chủng, phong môn cảnh võ giả gan dám như vậy làm yêu, thật đúng là hồi thứ nhất. Thôi, hồi thứ nhất liền cho bóp chết ở nôi bên trong. Thiên đạo hư ảnh xuống tàn nhẫn tim, hai tay nhanh chóng vận chuyển, trước ngực xuất hiện từng đạo khí thái ánh sáng, không ngừng thu nạp thiên địa bên trong lực lượng, ngừng luyện tất cả loại quy luật còn như ánh sáng bên trong, cuối cùng ánh sáng tán loạn, một chuôi màu đen trường kiếm nổi lên. Nhưng gặp màu đen trường kiếm, thân kiếm phong cách cổ xưa, hai mặt chạm chỗ cổ xưa minh văn, từ trong tràn ra ra từng đạo hoang cổ hơi thở, thời thời khắc khắc khắp nơi không lộ ra năm tháng cảm giác. Như có chém chết thời không khả năng, có diệt thế nguy hiểm. Là diệt thế sát kiếm. Thằng nhóc này thật đắc tội thiên đạo cung liền à. Trên tế đàn cự thú diễn cảm cổ quái, chặt chẽ bò lổm ngổm ở trên tế đàn, đầu cũng không dám ngẩng lên, chính là tiểu meo meo dòm ngó trên bầu trời xuất hiện màu đen trường kiếm, nói nhỏ thiên đạo hư ảnh, tự mình bùng nổ toàn lực ngưng tụ ra một chuôi diệt thế sát kiếm tới giết hắn. Tiểu tử này lai lịch quả nhiên có chút vấn đề. Bất quá người đàn ông kia loại chuyện này còn sẽ xuất thủ không? Diệt thế sát kiếm. Chính là một loại mật pháp, rút ra lấy tất cả loại lực lượng, nhất là hủy diệt phép tắc lực lượng, ngưng tụ ra một chuôi sát kiếm. Đã từng ở hoang thời cổ kỳ, có người lấy như vậy mật pháp ngưng tụ diệt thế sát kiếm, một đêm bể tan tành 12 cái thế giới nhỏ, chém chết sinh linh mấy chục tỷ. Thằng nhóc này đã làm gì trời nổi giận người oán chuyện à? Nếu không,
làm sao sẽ để cho thiên đạo hư ảnh tự mình động thủ. Cái này tôn cự thú không ngừng suy đoán Diệp Thần tình huống, tâm thần rung động không dứt, trong chốc lát đặc biệt chú ý chuyện này, dĩ nhiên hỗ trợ là không thể nào. Nó cũng không cái ý nghĩ này, vốn là bị phong ấn, lực lượng ngàn không tích chữ một, thiên đạo hư ảnh không chú ý tới mình, không cầm mình làm cho bị thương cũng coi là vận khí tốt, còn như giúp Diệp Thần. Xin lỗi, hắn không hứng thú này. Tiểu tử, ngươi nghe, ta là thiên đạo hư ảnh, mang thiên đạo ý chí, hôm nay thẩm phán ngươi. Thiên đạo hư ảnh cầm diệt thế sát kiếm, khua kiếm chỉ Diệp Thần, từ từ nói, thằng nhóc, ngươi ba lần bốn lượt đắc tội ta thiên đạo cung, lại là hủy xấu xa bổn cung ở biển vô tận bố trí, đưa đến ta cung vạn năm bố trí hủy một trong cự, tự mình lại đang các nơi chém giết không ngừng, tội không thể tha thứ. Hôm nay, ta lấy thiên mệnh lệnh, tru diệt ngươi. Lần này, ta xem ai còn có thể giúp ngươi. Tiếng nói rơi xuống. Một cổ vô cùng là hơi thở khổng lồ bộc phát ra, màu đen ánh sáng dọc theo không gian tràn ngập, liền thật giống như vũ khí va chạm lúc sóng trùng kích vậy hướng ra phía ngoài kéo dài đến nơi nào không gian liền sẽ nhanh chóng văng tung tóe mở, hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ. Tin tốc. Một đạo sắc bén kiếm minh xé biển vô tận, giống như Moses vượt biển lúc vậy, khổng lồ biển vô tận rất miễn cưỡng bị cắt kim loại ra một cái khe hở tới, rộng chừng 10 mét khe hở, sâu đạt mấy ngàn mét lớn, chung quanh vô cùng khổng lồ máu loãng bị hạn chế bởi quy luật lực lượng duyên cớ tất cả không có thể đến gần. Cái này chỉ là kiếm uy mà thôi. Còn chưa chân chính xuất kiếm à? Diệp đại ca, người đi mau. Một kiếm này uy năng vượt qua Trảm Ách Cảnh. Sao ngươi mạnh hơn nhiều lắm à? Diệp Lạc Nhi trực tiếp ngăn ở Diệp Thần trước người. Diệp Thần trở tay đem Diệp Lạc Nhi kéo ra phía sau, nói, Lạc Nhi, ngươi có thể là ta ngăn cản chiêu, ta há có thể rời đi. Hắn tay phải hơi nắm chặt, vô tận ma khí hấp thu. Mau sớm nhập ma. Hắn muốn vận dụng huyết ma kiếm, nhưng phát hiện mình thật lâu không có tiến vào nhập ma trạng thái. Không biết làm sao hắn chỉ có thể lần nữa sử dụng thú hủ kiếm. Thú hủ kiếm xuất hiện ở trong tay, Diệp Thần ngưng mắt nhìn trên bầu trời phát ra hắc ám hủy diệt khí diệt thế sát kiếm, nói, Lạc Nhi, cùng đi, xem mọi người kính sợ mà sợ hãi diệt thế sát kiếm, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Lần trước thiên đạo cung vậy động tới một kiếm này. Đó là diệt thế kiếm, lần này nhưng là diệt thế sát kiếm. Lúc ấy có ma đế và vĩnh hằng thánh vương lực lượng. Mới ngăn trở mấy phần. Hiện tại chỉ có Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi. Làm sao ngăn trở? Chỉ có thể chống cự. Được. Cùng chung tác chiến. Diệp Lạc Nhi ngay sau đó quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể long mạch lần nữa khởi động, hóa hình ra vạn trượng thánh long, vàng rực rơi xuống, thần thánh cực kỳ, cùng diệt thế sát kiếm tạo thành hiệu quả trái ngược, một cái là vàng rực đầy trời, có chữa vạn vật hiệu quả, một cái là hắc ám hủy diệt lực tràn ra. Có tan biến vạn vật khả năng. Giết hại đại đạo. Giết hại quy luật. Lên. Diệp Thần hai cánh tay chấn động một cái, quát lên một tiếng lớn. Hắn biết ở biển vô tận, vận dụng giết hại lực lượng, có thể đem mình lực lượng phóng thích đến mức tận cùng. Sau lưng hắn hiện ra vô số giết hại chi khí, ở vào đỉnh đầu cho thấy một cái dài đến mấy trăm ngàn gạo giết hại đại đạo. Vô số sát khí tràn ra, khiến cho được bản thể hắn cũng quanh quẩn một cổ ma quang. Cặp mắt đỏ thắm, giống như thượng cổ sát thần vậy. Đúng như dự đoán, tu luyện giết hại quy luật và giết hại đại đạo. Thật là nguy hại nhân gian ma đầu. Thiên đạo hư ảnh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp sử dụng diệt thế sát kiếm. Thiên đạo hư ảnh tương diệt đời sát kiếm sử dụng nháy mắt, vô số màu đen ánh sáng lôi cuốn thân kiếm bắn ra, cuốn lên một đạo đường kính cao đến trăm mét hình tròn kiếm trụ từ trời mà rơi, mang hủy diệt khí cơ, có phai mờ hết thảy. Phá hủy vạn vật khả năng. Giết hại. Hủy diệt. Mất đi. Độ hóa. Bất diệt. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, sử dụng còn lại bốn cái đại đạo, năm cái đại đạo lực đồng loạt nổ bắn ra, mỗi người hóa hình ra một loại lực lượng, hướng màu đen kiếm trụ liều chết xung phong đi. Diệp Lạc Nhi rồng màu vàng móng nhanh chóng tụ hợp tại trước ngực, một đạo lửa cháy mạnh thánh long diễm xì ra. Long chi thánh hỏa. Chính là căn nguyên, cũng là cường đại nhất chiêu thức. Giờ phút này, Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi, đem tự thân cường đại nhất tuyệt chiêu đánh ra. Oanh oanh oanh,
Oanh oanh! Không ngừng có tiếng nổ truyền ra. Màu đen kiếm trụ chưa từng có từ trước đến nay, tiếp liên phá bể giết hại và hủy diệt hai cái đại đạo lực lượng, kiếm trụ bên trong diệt thế sát kiếm bùng nổ thần uy, một cổ cuộn sạch cửu thiên sát khí bộc phát ra, trực tiếp xông lên độ hóa đại đạo lực lượng, tiếp theo phá vỡ bất diệt đại đạo và mất đi đại đạo lực lượng, chưa từng có từ trước đến nay. Đã từng, năm cái đại đạo, năm loại quy luật và lực lượng, là Diệp Thần kiêu ngạo, giờ phút này toàn bộ bị đánh nát, đối mặt cơ hồ không thể ngăn cản thiên đạo hư ảnh, Diệp Thần thậm chí đã vô kế khả thi. Cho dù là Diệp Lạc Nhi lửa cháy mạnh thánh long diễm xì ra, trực diện màu đen kiếm trụ nhưng cũng nhanh chóng bị phá vỡ, màu đen kiếm trụ đánh thẳng ở trên người của hai người. Trong phút chốc, hai đạo tiếng nổ truyền ra. Diệp Thần thân thể bạo bay ra, trên mình hiện ra nhiều chỗ vết thương, đã lần nữa trọng thương. Thậm chí không kịp kích hoạt xích trần thần mạch. Không ổn định lăng phong thần mạch mới vừa rồi ngắn ngủi kích hoạt, hấp thu một phần chia lực lượng. Diệp Thần chau mày, dù là tu vi tăng lên, so với so sánh chiến sáu vị thái hư cảnh trưởng lão thời điểm, đã cường đại rất nhiều, nhưng là giờ phút này đối mặt diệt thế sát kiếm, như cũ không có chút nào năng lực ngăn cản, trọng thương rơi xuống trên bờ cát mặt. Diệp Lạc Nhi vậy từ tiếng nổ bị đánh bay ra ngoài, vạn trượng thánh long khu tán loạn, biến thành hình người ngã xuống. Chỉ là một kiếm. Hai vị cường giả bị thương nặng, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Đối mặt vượt qua quá nhiều cảnh giới và tầng thứ thiên đạo hư ảnh, hai người đã vô kế khả thi. Thiên đạo hư ảnh lần nữa nắm giữ diệt thế sát kiếm, ánh mắt lạnh như băng dò xét Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi, giống như là người phán quyết vậy, tiếp tục tự thuật Diệp Thần tội, rồi sau đó lần nữa sử dụng diệt thế sát kiếm. Chỉ bất quá lần này diệt thế sát kiếm yếu đi rất nhiều. Dẫu sao mới vừa rồi nhất kích có chút hao tổn. Cố nhiên yếu đi, nhưng thái hư hậu kỳ cũng không thể chịu đựng. Phong môn cảnh như thế nào ngăn trở? Không có vĩnh lão và vậy ma đế, ngươi như thế nào ngăn trở? Có lẽ, ta thiên đạo cung uy hiếp, hôm nay muốn hoàn toàn chém giết. Hô hô hô! Hô hô hô! Diệt thế sát kiếm tốc độ cực nhanh, phá vỡ tầng tầng không gian, sinh ra đạo đạo âm bạo tiếng. Còn chưa rơi xuống đất, cũng đã dẫn được biển máu sen trời, vô số máu loãng bị bốc hơi mở, mắt thấy diệt thế sát kiếm sắp chém chết Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi thời khắc, bên trái hư không lần nữa bể tan tành, một cái cưỡi một đầu chân đạp ngọn lửa cự thú quần áo trắng cái khăn che mặt cô gái thông suốt giết ra. Cả thế giới giống như băng hàn cảnh. Quần áo trắng cái khăn che mặt cô gái, trôi giạt bay đến Diệp Thần trước người, quanh thân quanh quẩn từng đạo cửu thải thần quang, dưới chân bộ bộ sinh liên. Giống như là từ thượng cổ đi ra cửu thiên huyền nữ vậy, thần bí, xinh đẹp phiêu giật, cả người tràn đầy một cổ không cách nào nói ra được đẹp. Nàng nhẹ nhàng khều một cái diệt thế sát kiếm, vô cùng là cường đại sát kiếm sừng sững gian bạo bay ra. Có thể nhất kích đánh chết thái hư cảnh hậu kỳ cường giả diệt thế sát kiếm, lại đang quần áo trắng cái khăn che mặt cô gái trước mặt không có chút nào năng lực ngăn cản, dễ như trở bàn tay bị đánh bay ra ngoài. Nàng hồi tưởng một mắt Diệp Thần, rồi sau đó ngự không ra, hai cánh tay hơi dương ra, muôn vàn lực lượng tụ đến, vô số ánh sáng trắng lóe lên, hắn tiếng càng trên gương mặt mang một chút thần sắc kiên định, ngực hiện ra một chuôi màu trắng trường kiếm thủy tinh, tay trắng cầm trường kiếm hội tụ lực lượng đâm ra một kiếm, dẫn dỗi rãnh gian chấn động, cùng lần nữa giết đi lên diệt thế sát kiếm va chạm chung một chỗ. Oanh oanh oanh! Oanh oanh! Một tránh một tà hai thanh trường kiếm mũi kiếm đụng vào nhau, sinh ra một cổ cực mạnh sóng trùng kích, không chỉ có đẩy lui quần áo trắng cái khăn che mặt cô gái, lại là đem thương khung thiên đạo hư ảnh đẩy lui hai ba bước, làm hắn hoảng sợ. Vị này quần áo trắng cái khăn che mặt cô gái, bất ngờ chính là Tuyệt Hàn Đế cung cung chủ Ngụy Dĩnh. Đã tới thái hư cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp Ngụy Dĩnh, mặt đối thiên đạo hư ảnh, cũng chỉ có thể chống lại. Trước đây vẹt ra diệt thế sát kiếm cũng là bởi vì là thiên đạo hư ảnh ở trong kiếm rót vào lực lượng không có đạt tới đỉnh cấp, giờ phút này đối mặt trạng thái tột cùng diệt thế sát kiếm, dù là toàn lực ứng phó cũng có chút khó khăn. Ngươi là ai? Vì sao như vậy? Cho một mình ngươi cơ hội, mau rút đi. Nếu không, ta phải giết ngươi. Thiên đạo hư ảnh tựa hồ nhìn thấu Ngụy Dĩnh thực lực, hư ảnh lúc tới lực lượng không mạnh, muốn xóa bỏ Ngụy Dĩnh vậy không dễ dàng. Liền chuẩn bị khuyên cách Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh một tay cầm kiếm, bạch bào phun trào,
thật giống như cửu thiên tiên nữ vậy, tiếng càng đẹp, nhưng là trong con ngươi nhưng là cực hạn băng hàn. Thậm chí còn có một đoàn lửa giận. Vô tận lửa giận. Nàng băng hàn tiếng vang khắp toàn bộ biển vô tận, cái này hai người, ta bảo vệ, nếu không dù là liều chết đánh một trận, ta cũng không khả năng lui. Ngươi nếu tự tìm cái chết. Như vậy, ta thuận ý ngươi. Thiên đạo hư ảnh lại nửa đường xa sử dụng diệt thế sát kiếm, ngược lại là tự mình tay cầm một thanh trường kiếm, cùng Ngụy Dĩnh chém giết chung một chỗ. Thiên đạo hư ảnh lực lượng là cố định, thi triển nhiều như vậy diệt thế sát kiếm. Giờ phút này quanh thân hơi thở bất quá chém ách nhất tầng thiên. Một cái là vượt qua thái hư cảnh tồn tại, một cái là thái hư cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp tồn tại. Hai người chém giết, dẫn được thiên địa chấn động, biển máu sóng lớn cuồn cuộn. Vào một ngày biển máu nhất là bi như vậy, tiếp ngay cả mặt mũi đối với rất nhiều cường giả chém giết, tự thân bị dư âm đánh vào, nguyên bản bình tĩnh biển máu, giờ phút này đổi được phun trào không ngừng, có thể so với đáy biển xảy ra mười mấy cấp động đất tựa như, nước biển không ngừng đánh thẳng vào các phe. Xa xa thượng cổ thiên mệnh vẫn trận lại là ở biển máu lăn lộn cuộn sạch dưới, hoàn toàn bể tan tành hơn nửa. Bình bịch bịch, âm, rất nhanh. Thiên đạo hư ảnh và Ngụy Dĩnh giao thủ hơn ngàn chiêu, thương khung cũng cho bọn họ đánh tan, Diệp Thần dương mắt vừa thấy, thương khung khắp nơi đều là hang đen nhánh, giống như trên trời treo thành hơn trăm ngàn cái cỡ nhỏ hắc động tựa như, dù là không gian có năng lực tự khỏi bệnh, vậy không đuổi kịp hai vị tuyệt đỉnh cường giả đối công hơn đợt công kích. Thiên đạo hư ảnh thân hình bạo lui trên trăm mét, mờ đi không thiếu. Ngụy Dĩnh nhưng là bị thương thật nặng, hai cánh tay phơi bày ra nhiều chỗ kiếm tổn thương. Vậy hiển nhiên đến nguy cơ thời khắc. Nàng ngắm nhìn thiên đạo hư ảnh, lần nữa hỏi, ngươi lui không lùi? Ta cho dù chết, cũng không cho ngươi động hắn. Không giết Diệp Thần, không lùi. Dù là hủy diệt, cũng không khả năng lui. Thiên đạo hư ảnh vậy vô cùng là tức giận, tuyệt đối không nghĩ tới mình thành tựu phân thân hư ảnh, chỉ là tới giết một cái phong môn cảnh võ giả mà thôi, nhưng là gặp phải thái hư cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp đừng nhân vật ngăn trở. Mấu chốt cái này quá hư tầng 9 thiên tồn tại, thực lực có thể chống lại chém ách. Cái này nhà đầu căn cốt như vậy trẻ tuổi, thần quốc thiên tài cũng không có như thế nghịch thiên a. Tầng thứ này người, nếu là ở thần quốc, người nào không biết mình thân phận? Ai sẽ cùng thiên đạo cung là địch? Nhưng là không nghĩ tới, loại chuyện này chân chính xảy ra, lần sau nếu là muốn phái hư ảnh phân thân, hẳn sử dụng mạnh nhất tồn tại. Thiên đạo hư ảnh đang chuẩn bị hoàn toàn bùng nổ đồng thời, Ngụy Dĩnh trong cơ thể nhưng là lao ra một cổ cực mạnh hơi thở, giống như sấm diễm ngất trời vậy, vỡ ra tầng tầng không gian, một cổ kinh khủng khí cơ khơi thông ra, tràn ngập các nơi, giống như là thần minh hạ xuống vậy, vạn vật bò lổm ngổm trên đất, không dám lỗ mãng. Oanh oanh oanh, oanh oanh, trong hư không, truyền ra đạo tiếng sấm tiếng. Xa xa trên tế đàn cự thú nhưng là kinh ngạc nói. Nữ nhân này lại muốn vào thời khắc này phá nhập trảm ách cảnh, là muốn mượn ách lôi để ngăn cản thiên đạo hư ảnh. Thái hư cảnh tầng 9 ngày sau chính là trảm ách cảnh. Người phụ nữ này, lại muốn ở hiện đang đột phá trảm ách cảnh, độ kiếp ách lôi à? Điên rồi à? Từ xưa tới nay, thái hư cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp muốn thành là trảm ách cảnh, cơ hồ trăm vị độ kiếp mà chỉ có một vị có thể vượt qua. Như vậy thông qua trước tiên còn đều là coi là trên trăm vị thái hư cảnh đỉnh cấp đều là đầy trạng thái, có cực kỳ nghịch thiên thái hư thánh binh dưới tình huống mới có số này theo. Đàn bà trước mắt này, bị thương thật nặng, hơn nữa thật giống như không có cực mạnh thái hư thánh binh. Loại chuyện này muốn độ ách sấm, há chẳng phải là tự tìm cái chết. Có thể Ngụy Dĩnh thời khắc này trong mắt viết đầy kiên quyết. Ngày đó Vĩnh Hằng Thánh Vương như vậy. Nàng Ngụy Dĩnh là cái gì không được. Nàng từ đầu đến cuối tin chắc Diệp Thần là nàng Ngụy Dĩnh thời cơ. Không có Diệp Thần, nàng Ngụy Dĩnh có thể còn bị sát huyết hàn thể hành hạ, có thể vẫn là một cái đại học sư phạm lão sư. Làm sao thấy được cái này rộng lớn thế giới. Oanh oanh, oanh oanh, lên chấn động 9 tầng trời, hạ nhiếp u minh ách lôi tiếng lần nữa truyền ra. Nhẹ một đạo ách lôi tràn ra ra. Liền đem lớn như vậy biển máu đánh được máu loãng sôi trào, hơn 10.000 tấn máu loãng vô căn cứ bị bốc hơi, lớn mạnh như vậy ách lôi, cho dù là thái hư cảnh tầng 9 thiên cao thủ đối mặt, chỉ cần một đạo ách lôi liền sẽ chết.
giờ phút này độ kiếp. Thật tự tìm cái chết, vẫn là ý muốn vì sao là. Chính là ách lôi, coi là cái gì à? Thiên đạo hư ảnh, ngươi không lùi, ta liền lấy ách lôi tới át chế ngươi. Ngụy Dĩnh lộ ra thanh tuyệt nụ cười, tay cầm trường kiếm qua lại không gian, một bước đi tới thiên đạo hư ảnh bên người, nháy mắt tức thì nguyên bản ách lôi mây sấm nhanh chóng khuếch trương mở, uy năng tăng lên gấp đôi tới hơn. Là ách lôi cảm ứng được thiên đạo hư ảnh hơi thở. Vô luận là ai, lúc độ kiếp đều không có thể bị quấy dày. Một khi quấy dày người khác độ kiếp, liền sẽ giống vậy bị mây sấm tập kích, bất kỳ thiên kiếp đều là như vậy, huống chi là ách lôi thiên kiếp, lại là uy lực thành tăng lên gấp bội, hơn nữa sẽ một mực theo dõi gia nhập độ kiếp người hoặc là vật, chỉ cần độ kiếp xong, hoặc là sống sờ sờ bị thiên lôi đánh chết mới ngưng. Nữ nhân đáng chết, ngươi tự tìm cái chết à? Thiên đạo hư ảnh khí được cả người run rẩy, không nghĩ tới, mình lại có thể bị độ kiếp. Ách lôi thiên kiếp mình bản thể không phải là không có vượt qua, nhưng là giờ phút này chỉ là mình phân thân hư ảnh à, đối mặt đủ để đem thái hư cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp thân xác liên đới thần hồn cũng chém thành cho bụi ách lôi, vậy được cẩn thận một chút ứng đối à. Ha ha ha, ngươi không muốn, vậy thì bồi ta một khối độ kiếp đi. Ngụy Dĩnh đem mình hơi thở tận lực áp chế, xa xa thấp hơn thiên đạo hư ảnh thả ra khí cơ. Trong phút chốc, ách lôi mây sấm trực tiếp nhắm thiên đạo hư ảnh, đem nhận định vì chủ yếu độ kiếp người, đường kính trăm trượng tử hà sấm sét nhanh chóng đánh xuống hạ. Phịch! Một đạo tiếng nổ truyền ra. Thiên đạo hư ảnh sử dụng diệt thế sát kiếm, cưỡng ép bổ ra đạo này ách lôi sấm sét. Hắn tỉ mỉ xem một chút xem kỹ, phát hiện từ không gian trong vết rách bay ra ách lôi mây sấm vô cùng khổng lồ, chừng dù sao cũng gạo chi trường. Ngay tức thì kinh ngạc nói tầng 6 ách lôi lôi kiếp. Ách lôi thiên kiếp, cũng chia làm 3-6-9 các loại. Hạng 3 ách lôi lôi kiếp liền cần phải đi qua tầng 3 ách lôi đánh, hơn nữa ách lôi chỉ là tầm thường ách lôi. 6 cùng tầng 6 ách lôi lôi kiếp chính là tầng 6 đánh, hơn nữa là ách lôi bên trong so với là cường đại tử tiêu sấm sét, uy năng là tầm thường hạng 3 ách lôi lôi kiếp 5 lần mạnh, chỉ có tuyệt thế thiên kiêu mới sẽ độ kiếp này. Tuyệt đối không nghĩ tới. Trước mắt cái này quần áo trắng cái khăn che mặt cô gái, thiên phú cao như vậy. Thiên đạo hư ảnh bản thể là thiên đạo, nhưng nắm giữ cũng chỉ là một khối thiên đạo, cũng không phải là vũ trụ thiên đạo, ách lôi lôi kiếp hắn thì không cách nào nắm trong tay. À, giết! Diệt thế sát kiếm! Phá, cho bổn tôn phá, phá vỡ! Thiên đạo hư ảnh bùng nổ toàn lực, trong tay ngưng tụ ra từng chuôi diệt thế sát kiếm. Hướng tập sát xuống hai đạo tử tiêu sấm sét đánh ra. Tầng 6 ách lôi thiên kiếp, tầng thứ nhất là một đạo tử tiêu sấm sét, tầng thứ hai là hai đạo tử tiêu sấm sét, tầng thứ ba là ba nói, lấy loại này đẩy, đệ lục trọng chính là lục đạo, uy năng từ gấp đôi tăng lên tới 6 lần chi nhiều, ngược lại là không có giống cái khác thiên kiếp như vậy, sấm sét số lượng thành hình học số lượng gia tăng. Bình bịch bịch, không ngừng có tiếng nổ truyền ra. Bị đánh tan tàn tạ ách lôi sấm sét cũng có thể bể tan tành trùng trùng không gian, thậm chí đánh xuyên toàn bộ biển máu. Tầng thứ ba ách lôi lôi kiếp, thiên đạo hư ảnh một mình ngăn cản hai đạo, Ngụy Dĩnh ngăn cản một đạo. Giờ phút này độ kiếp, chính là lợi dụng ách lôi lực lượng tới tiêu hao thiên đạo hư ảnh lực lượng. Oanh oanh oanh, oanh oanh, oanh, vô tận tiếng nổ truyền ra. Cho đến đếm 10 phút sau đó. Ách lôi cướp mới khó khăn lắm dừng lại, tầng 6 ách lôi cướp, cuối cùng là vượt qua. Nhưng gặp thiên đạo hư ảnh vô cùng yếu ớt, thậm chí có tán loạn dấu hiệu, cả người đen nhánh. Còn như Ngụy Dĩnh cũng là bị thương không nhẹ, chiến lực 3 không tích chữ 1, miệng phun máu tươi, dù là bước vào trảm ách cảnh nhất tầng thiên, nhưng cũng mất đi rất nhiều chiến lực. Không tốt, nàng chiến lực không đủ. Thiên đạo hư ảnh vẫn còn có liền thành lực. Diệp Lạc Nhi xem xảy ra vấn đề chỗ. Không hổ là thiên đạo hư ảnh, dù là một đạo phân thân, cũng có thể chống cự tầng 6 ách lôi cướp, còn có thể còn lại lực lượng. Còn như Ngụy Dĩnh độ kiếp thành công, nhưng là bị thương không nhẹ, đại đạo đều có chút hư hại, dù là lấy được độ kiếp sau tư bổ, nhưng cũng là chiến lực giảm nhiều. Đáng chết, các ngươi những con kiến hôi này, bổn tôn một chiêu cũng có thể diệt giết các ngươi à. Thiên đạo hư ảnh chợt quát liền liền, hội tụ lực lượng toàn thân ngưng tụ ra một chuôi diệt thế sát kiếm,
thời khắc này diệt thế sát kiếm uy năng hơi nhỏ lúc ban đầu vậy một chuôi diệt thế sát kiếm, nhưng cũng có thái hư cảnh hậu kỳ cường giả một kích toàn lực uy năng. Diệp Thần miễn cưỡng đứng dậy tới, hắn trong mắt đỏ thắm, một màn này mặc để cho hắn tức giận. Hắn sử dụng Chu Thiên Thần Ma Thương và Thú Hủ Kiếm. Khảng keng, phịch, hai đạo thanh thúy thanh âm truyền ra. Thương và kiếm bị đánh bay ra ngoài, diệt thế sát kiếm vẫn như cũ tập sát tới. Giờ phút này, Diệp Thần, Diệp Lạc Nhi, Ngụy Dĩnh các người, đều đã không nhiều ít chiến lực có thể nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn diệt thế sát kiếm rơi xuống, chỉ cần thân kiếm rơi xuống, như vậy ba người đều phải chết, bao gồm đã bước vào trảm ách cảnh Ngụy Dĩnh. Đột nhiên, phía bắc một hồi ánh sáng trắng ngất trời. Trứng khổng lồ trôi lơ lửng ra. Trứng khổng lồ hư ảnh ngưng tụ đến mức tận cùng, thân hình có vạn trượng lớn, nhìn giống như là một đầu màu máu kim ma sư vậy, nghịch thiên liều chết xung phong ra. Nó nhanh chóng bay đến diệt thế sát kiếm trước người, trong miệng phun ra đạo đạo thánh diễm, không ngừng làm hao mòn diệt thế sát kiếm uy năng. Ầm, rất nhanh, tiếng nổ truyền ra. Cuối cùng một chuôi diệt thế sát kiếm vỡ ra, tiểu hoàng hư ảnh hoàn toàn tiêu tán. Trứng khổng lồ rơi xuống ở Diệp Thần bên người. Trên bầu trời thiên đạo hư ảnh bởi vì lực lượng tiêu hao hết tất, trực tiếp tan rã tản ra. Thần quốc, thiên đạo cung bên trong, Hiên Viên Mặc Tà khạc ra một ngụm máu tươi. Thần sắc thảm trắng. Hắn cảm thụ hư ảnh phân thân tán loạn, giận dữ không lấy, hơi thở tách thả ra ra, dẫn được thiên đạo cung rất nhiều đệ tử bị chấn thương, dù là thiên đạo cung bên ngoài thị vệ cũng là thần sắc chấn động một cái. Vội vàng chạy tới hỏi. Đáng chết! Ta phân thân bị bọn họ tiêu diệt. Người này bất quá là phong môn cảnh mà thôi, lại có thể đem ta có trảm ách cảnh chiến lực phân thân tiêu diệt. Không thể ở lâu. Bỏ mặc ngươi là ai, ta thế tất yếu tìm được các ngươi. Còn có cái đó bước vào chém ách thiếu nữ. Băng hàn thuộc tính, thiên phú nghịch thiên, ta lật lần thần quốc, cũng không tin không tìm được ngươi. Hiên Viên Mặc Tà lửa giận ngút trời. Lúc này gọi tới một tất cả trưởng lão. Lần này, hắn thật nổi giận. Lại ba lần bể tan tành mình hết thảy. Tất cả cường giả che chở cái này phong môn cảnh. Chẳng lẽ thằng nhóc này thật có thể hủy diệt thiên đạo cung? Hắn tuyệt không cho phép. Thiên đạo cung tất cả trưởng lão hội tụ. Đều là hạng 10 đến 30 cường giả, thiên đạo cung trưởng lão vô cùng nhiều, trong đó liền không thiếu có nghịch thiên vậy tồn tại, hơn nữa số lượng còn không thiếu. Hiên Viên Mặc Tà quét nhìn trước mắt đến mười mấy vị trưởng lão, nói, hiện nay, ta phát hiện một người, lấy phong môn cảnh tu là, lại có thể chém rất ta lực lượng phân thân, người này quá nghịch thiên, tuyệt không thể lưu lại. Vậy nhuốm máu nhân quả trận độ tiến triển tăng nhanh đến mức tận cùng. Hơn nữa phải tăng cường đến mức tận cùng. Còn nữa, ta không chờ được lâu như vậy, các ngươi lập tức đi biển vô tận và linh võ đại lục. Tuân lệnh. Chúng ta lập tức theo ngài một khối lên đường. Tất cả trưởng lão dùng đưa tin lệnh bài, phân phó đệ tử cứ theo lẽ thường làm việc. Còn lại trưởng lão cũng là như vậy, những trưởng lão này cũng không phải là hưởng thanh phúc, mỗi một cái cũng quản một gian hàng lớn sự việc, cho nên điều động vậy cần thời gian trước thời hạn chuẩn bị xong trong tay mình sự việc, ai biết sẽ đi bao lâu. Quán linh chi địa bên trong. Giờ phút này, Diệp Thần thần sắc có chút ngưng trọng. Nói thiên đạo phân thân tán loạn, bản thể tất nhiên dẫn cực mạnh trưởng lão đi truy kích, cần phải làm đều là trảm ách cảnh tồn tại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, bắt Diệp Lạc Nhi tay, nói chúng ta được nhanh chóng tìm được người phụ thân. Thánh Long gia tộc gia chủ đời trước. Long Thành Thiên. Rơi xuống biển vô tận sau liền một chút tin tức cũng không có. Nhưng là từ Diệp Lạc Nhi cảm thụ xem, Long Thành Thiên không có chết. Mà ở cái này không có biên giới biển máu đi tìm một chút Long Thành Thiên, đem sẽ vô cùng là khó khăn. Ngụy Dĩnh đứng lên, dừng lại chốc lát, khẽ nâng lên mảnh khảnh bàn tay, chỉ gian bắn ra một tia sáng trắng, xông vào Diệp Lạc Nhi mi tim, nói, những lực lượng này sẽ đưa tới ngươi huyết mạch trong cơ thể đồng tình. Chỉ cần các ngươi tìm kiếm người không có chết, huyết mạch đồng tình liền sẽ để cho các ngươi tìm được hắn. Nghe Ngụy Dĩnh lời nói. Diệp Lạc Nhi hơi hí ra đôi mắt, đột nhiên xem phía bắc, nói ta phụ thân ở bên kia. Nghe nàng nói xong Ngụy Dĩnh liền biến mất. Diệp Thần vốn định tìm thiếu nữ khăn che mặt bóng người trước mặt cảm ơn, nhưng phát hiện thiếu nữ rời đi.
như cũ mang đi ô mang. Hắn không biết thiếu nữ tại sao phải khắp nơi giúp hắn. Thậm chí lấy sống chết giá phải trả. Mình có tài đức gì? Hắn yên lặng ghi nhớ phần ân tình này, như có cơ hội, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào báo đáp. Đi thôi, Diệp Thần nắm Diệp Lạc Nhi, chạy thẳng tới phía bắc đi. Hai người tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Rất nhanh chính là ở sát khí nặng nhất một nơi gặp được một cái người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên ở một phiến biển máu bên trên, ngồi xếp bằng, hấp thu cái gì? Phụ thân, Diệp Lạc Nhi thân thể run rẩy. Thời khắc này Long Thành Thiên quanh thân phủ đầy huyết sát đường vân. Cực kỳ dữ tợn. Thậm chí Diệp Thần từ Long Thành Thiên trên mình cảm thấy một chút lạnh như băng cảm giác. Hắn nhìn không thấu Long Thành Thiên tu vi. Như vậy Long Thành Thiên tất nhiên ở chém ách bên trên. Chỉ tiếc, như vậy tu vi, giá quá lớn. Sợ rằng rơi vào biển vô tận sau Long Thành Thiên thu hoạch đồ không chỉ quang cơ duyên đơn giản như vậy. Long Thành Thiên mở mắt ra, tự nhiên phát hiện Diệp Lạc Nhi, hắn con người ngẩn ra, sau đó nhìn Diệp Lạc Nhi kích động đến trình độ cao nhất. Hắn biết người này chính là con gái mình. Nhưng là hắn căn bản không dám đến gần Diệp Lạc Nhi. Hắn thân thể đang run rẩy, nước mắt lã chã. Hắn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là đi trong lòng nuốt. Làm một phụ thân, hắn cũng không muốn liên lụy con gái mình. Hắn huyết mạch duy nhất. Ba, ta và Diệp đại ca mang ngài rời đi. Diệp Lạc Nhi muốn xông lên trước, nhưng là Long Thành Thiên nhưng là vung tay lên, một đạo tràn ngập huyết sát phách tường tự nhiên mà thành. Diệp Lạc Nhi căn bản không cách nào đến gần một bước. Ba, tại sao? Diệp Lạc Nhi bối rối. Hắn chưa từng nghĩ qua sẽ là như vậy kết quả. Vì sao mình và phụ thân gặp mặt, phụ thân nhưng vẫn duy trì một khoảng cách. Long Thành Thiên lau sạch khóe mắt nước mắt, hướng về phía biển vô tận thương khung cười to mấy tiếng. Sau đó, trấn định nhìn về phía Diệp Lạc Nhi, nói ta Long Thành Thiên không phải một cái hợp cách phụ thân. Mà ngươi, nhưng là một cái hợp cách nữ nhi. Vậy thì vậy là đủ rồi. Ta Long Thành Thiên chưa bao giờ xa cầu qua trời có thể để cho ta gặp nữ nhi một mặt. Dù là trên lưng chọn đời hành hạ. Nhưng hiện tại, ta thỏa mãn, thật thỏa mãn. Lạc Nhi, là cha không thể cùng ngươi rời đi. Làm ta rơi vào biển vô tận thời điểm, liền định trước không cách nào rời đi. Ta quanh thân quấn vòng quanh thiên cổ chi sát, những sát khí này để cho ta sống, để cho ta mạnh mẽ, nhưng hạn chế ta. Ta như rời đi nơi này, quanh thân sát ý sẽ chiếm đoạt ta linh hồn và hết thảy. Đến lúc đó ta liền không phải Long Thành Thiên, mà là một tôn ác ma. Thậm chí ngươi biết chết. Đã từng, ta muốn vĩnh cửu phong ấn nơi này. Nhưng là hiện tại, ta thay đổi chủ ý, ta biết dùng hết thảy thủ đoạn trấn áp thân thể sát khí và tà tính, có lẽ có một ngày, ta xảy ra đi. Ta sẽ đi tìm ngươi Lạc Nhi. Nhưng tuyệt không phải hiện tại. Lạc Nhi, ngươi đi thôi. Ta có thể cảm giác được thân thể ngươi huyết mạch. Vượt xa ta và mẫu thân ngươi, thậm chí vượt xa chúng ta Thánh Long gia tộc bất kỳ một người. Mạch máu ngươi là thật đang đến gần cửu thiên thần Long Điện tồn tại. Cái này, đây là ta Long Thành Thiên tự hào nhất sự việc. Thời khắc này Diệp Thần, con ngươi có giúp một cái, từ Long Thành Thiên lời nói tới xem, Lạc Nhi quả nhiên và cửu thiên thần Long Điện có liên quan. Thậm chí là vạn năm khó khăn được một gặp phản tổ hiện tượng. Long Thành Thiên tựa hồ vậy cảm nhận được Diệp Thần chập chờn, ánh mắt đột nhiên rơi vào Diệp Thần trên mình, sau đó nhướng mày một cái, ta lại không nhìn thấu ngươi. Lấy Lạc Nhi thực lực không thể nào an toàn bước vào nơi này, có lẽ hết thảy các thứ này cũng bởi vì ngươi. Diệp Lạc Nhi rồi mới từ trong bi thương kịp phản ứng, liền vội vàng giải thích, phụ thân, đây là Diệp đại ca, là ta trừ ngài trở ra thân nhất người thân nhất, nếu là không có Diệp đại ca, cũng chưa có Lạc Nhi. Lần này bước vào biển vô tận, Lạc Nhi không chỉ muốn tìm ngài, còn một nguyên nhân khác, đó chính là Diệp đại ca muốn đi cửu thiên thần Long Điện. Nghe được cửu thiên thần Long Điện, Long Thành Thiên diễn cảm cực độ dữ tợn, thậm chí có chút sợ hãi. Hắn chế trụ nội tâm khiếp sợ, mở miệng nói, ngươi phải đi cửu thiên thần Long Điện. Ngươi có biết đó là địa phương nào? Ngươi bây giờ thực lực nếu là đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là Long tộc cấm kỵ. Lại là thế gian Long mạch chỗ căn nguyên. Diệp Thần lắc đầu một cái, Long tiền bối, ta
ta cố nhiên không biết chỗ này, nhưng là ta nhất định phải đi. Xin tiền bối cho biết Cửu Thiên Thần Long Điện tung tích. Diệp Thần lần này là xuống quyết tâm, bỏ mặc Cửu Thiên Thần Long Điện có bao nhiêu khó khăn, hắn cũng phải đi. Long Thành Thiên ngưng mắt nhìn Diệp Thần ước chừng 10 giây, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, mở miệng nói. Thằng nhóc, Cửu Thiên Thần Long Điện vốn là bí mật. Thông thường mà nói, người linh võ đại lục căn bản không thể nào biết, cho dù là Rồng Thần và Thánh Long gia tộc. Còn như ta tại sao biết, chính là bởi vì ta từng bất ngờ đi nơi đó. Không chỉ ta đi qua, thật ra thì Lạc Nhi vậy coi là đi qua. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi đồng loạt khiếp sợ. Điều này sao có thể? Diệp Lạc Nhi trước đây một mực ở Côn Lôn Hư, căn bản không có thể có cơ hội đi thần bí này Cửu Thiên Thần Long Điện. Ta đã quên là nhiều ít năm trước. Có một ngày, Cửu Thiên Thần Long Điện một vị long sứ đột nhiên hạ xuống Thánh Long gia tộc, không có bất kỳ nguyên do, cưỡng ép mang đi ta và Lạc Nhi mẫu thân. Lạc Nhi mẫu thân lúc ấy đã trong bụng mang thai, vốn không dự định đi trước. Nhưng là long sứ vô cùng kiên quyết. Một cổ lực lượng vô hình bao phủ chúng ta bước lên thần quốc, tiến vào một nơi vực sâu chi địa, xuyên qua vô số hải cốt, trông thấy hết minh. Đó là Cửu Thiên Thần Long phát nguyên chi địa, đó là vô tận lực lượng tượng trưng. Ta lần đầu tiên cảm giác được miểu nhỏ. Chúng ta gặp được một vị ông già, lão kia người một câu nói cũng không có giao phó, chúng ta liền chìm vào giấc ngủ. Chờ chúng ta tỉnh lại, phát hiện đã trở lại Thánh Long gia tộc. Hơn nữa đã qua ước chừng 30 ngày. Cái này 30 ngày, ta chỉ nhớ một phiến chỗ trống. Bây giờ trở về tới đây muốn, có lẽ, Lạc Nhi trên người huyết mạch liền cùng lần này chuyến đi có liên quan. Sinh hạ Lạc Nhi vậy trời, dị tượng liền liền, nguy cơ cùng sống chết thay nhau, ta rơi xuống biển vô tận, thậm chí mơ hồ thấy được vị kia long sứ. Hết thảy các thứ này ta từ đầu đến cuối không nghĩ ra, nhưng là ngày hôm nay, thấy Lạc Nhi, ta có lẽ rõ ràng liền cái gì. Cửu Thiên Thần Long Điện có lẽ ở Lạc Nhi trên mình đặt tiền cuộc liền cái gì, cũng hoặc là, bọn họ nhận ra được Lạc Nhi mệnh cách đặc thù. Đây càng giống như là một cái thần thánh nghi thức, bọn họ tựa hồ muốn thay đổi gì. Còn như càng nhiều hơn, ta cũng không biết. Bất quá, từ đó về sau, ta liền bắt đầu nghiên cứu linh võ đại lục cùng với thần quốc bản đồ. Bởi vì ta muốn truy tìm chân tướng, ta hy vọng có một ngày ta thực lực cường đại, có thể lần nữa đạp lên Cửu Thiên Thần Long Điện. Ta dựa theo trí nhớ, mơ hồ đoán được Cửu Thiên Thần Long Điện vị trí. Nó ở thần quốc cực bắc chi địa, chỗ sâu nhất có một tòa hòn đảo, xuyên qua hòn đảo hẳn chính là Cửu Thiên Thần Long Điện. Chỉ bất quá, lấy người bây giờ thực lực, căn bản không đến được thần quốc cực bắc chi địa. Muốn đi vào trong đó, hoặc là bên trong cơ thể ngươi có thần máu rồng mạch, hơn nữa cực kỳ tinh thuần, hoặc là ngươi là thái hư cường giả đỉnh phong. Từ rất sớm trước kia, thần quốc thiên đạo cung liền bắt đầu tìm rồng thần huyết mạch tinh thuần cường giả, có lẽ chính là và Cửu Thiên Thần Long Điện có liên quan. Ta biết chính là những thứ này. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, yên lặng ghi nhớ vị trí. Sau đó chắp tay nói cảm ơn tiền bối. Tiền bối ân tình, Diệp Thần sẽ nhớ. Long Thành Thiên lắc đầu một cái, muốn cảm ơn cũng là ta cảm ơn ngươi, ta có thể cảm nhận được Lạc Nhi trên người khí tức cường đại, phải cùng ngươi có liên quan. Nếu là không có ngươi, có lẽ Lạc Nhi cả đời đều không cách nào bước vào nơi đây. Ta càng không thấy được nàng. Ta mơ hồ cảm giác ngươi đan điền có cực kỳ cường đại ngọn lửa. Ngươi tựa hồ là một cái lửa tu. Diệp Thần mới vừa muốn giải thích cái gì, Long Thành Thiên liền tiếp tục nói, ta không có thứ gì có thể cảm ơn ngươi, ta ở chỗ này lâu như vậy, ngược lại là lấy được một tôn kỳ vật. Một giây kế tiếp, một đoàn ngọn lửa trôi lơ lửng ra. Ngọn lửa bên trong hàm chứa cực kỳ cường đại hung sát khí. Chân thực không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần thậm chí cảm giác được ngọn lửa này so Thanh Liên Yêu Hỏa mạnh hơn. Trọng yếu hơn chính là... trong ngọn lửa này hung ác ý và hắn sát đạo rất phù hợp. Thanh Liên Yêu Hỏa phong ấn ở trong đan điền, Diệp Thần thời gian ngắn không cách nào luyện hóa. Nếu là lại tăng thêm cái này hung ác ngọn lửa, có lẽ luyện hóa viêm bia, có thể. Thằng nhóc, lửa này tên là Thái Cổ Sát Diễm, ngưng tụ biển vô tận hết thảy sát ý và vong linh, cực kỳ cường thế. Liền liền ta vậy không thể làm gì.
Ta vốn định chờ ta có chiêu một ngày bước vào chí cao cảnh luyện hóa lại, bây giờ nhìn lại, cái này quá cổ sát diễm thích hợp hơn ngươi. Cũng coi là cảm ơn ngươi đối với con gái ta chiếu cố. Diệp Thần không có nói nhiều một câu, yên lặng nhận lấy ngọn lửa. Tiền bối mời yên tâm, từ nay về sau, nếu có người dám động Diệp Lạc Nhi một chút, ta liền giết trên 9 tầng trời. Không tiếc bất cứ giá nào. Long Thành Thiên gật đầu một cái, ngươi có phần này tim liền đủ. Còn như Lạc Nhi, là cha có ít thứ cho ngươi, ngươi tới đây. Diệp Thần biết cha cần gái có lời muốn nói, thậm chí có thể quan hệ đến Thánh Long gia tộc tương lai, liền hướng bên ngoài đi. 5 phút sau đó, Diệp Lạc Nhi liền trở lại Diệp Thần bên người, trong mắt tràn đầy kiên định. Diệp đại ca, chúng ta đi thôi, cũng nên hồi Linh Võ Đại Lục đi. Còn như phụ thân, ta tin tưởng, có một ngày, chúng ta sẽ gặp nhau. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh biến mất ở biển vô tận. Mà Long Thành Thiên nhưng là ngưng mắt nhìn hai người đi xa hình bóng lẩm bẩm nói, có lẽ, hết thảy ta đều nghĩ sai. Cửu Thiên Thần Long Điện mang ta đi cửa, không phải bởi vì Lạc Nhi, mà là bởi vì cái này người thanh niên à. Thanh niên há là vật trong ao, một gặp phong vân liền hóa long. Diệp Thần vừa rời đi biển vô tận, mi tâm đau nhói cảm giác chính là tấn công tới. Diệp Thần sắc mặt đại biến. Hắn biết, đây là ma đế muốn sống lại bắt đầu. Mình phải nhanh chóng chạy tới ma tộc. Lạc Nhi, ta đưa ngươi hồi thần hỏa học viện, mà ta muốn đi một chuyến ma tộc. Diệp Lạc Nhi mới vừa muốn nói cái gì, Diệp Thần liền ngắt lời nói, đây là mệnh lệnh. Được, Diệp Lạc Nhi chỉ có thể khôn khéo gật đầu. Ma tộc, ma khí vòng xoáy càng ngày càng lớn, cơ hồ đến che khuất bầu trời bước. Ma tộc đã ròng rã hơn 20 ngày, không có một chút ánh mặt trời mang. Vô số thế lực ma tộc cũng sợ hãi không dứt, giống như ma thế hạ xuống. Mà giờ khắc này, toàn bộ ma tộc đột nhiên bắn ra 49 đạo chùm tia sáng màu đỏ. Chùm tia sáng nối thẳng chân trời. Lại là bao vây toàn bộ ma khí vòng xoáy. Giống như nhà tù vậy muốn phải phong tỏa vậy ma khí bình phong che chở. Mà chùm tia sáng màu đỏ bên trong, lại là trôi lơ lửng 49 vị cường đại thần quốc cường giả. Đây cũng là thần quốc thiên đạo cung phái ra lực lượng. 49 vị thái hư đỉnh cấp, thậm chí còn chém ách cường giả. Thần quốc phải dùng cái này 49 người, ngưng tụ nghịch thiên phong tỏa trận, hoàn toàn bóp chết sắp sống lại ma đế. Hiên Viên Mặc Tà tuyệt không cho phép bất kỳ một chút uy hiếp xuất hiện. Chùm tia sáng màu đỏ bên trong lại là tràn ra thiên đạo lôi hồ, hình thành một cái lưới lớn. Mưu toàn che đậy hết thảy. Lôi hồ lưới lớn ngay tức thì hướng ma khí vòng xoáy bao phủ. Ma tộc chỗ sâu một dãy núi bên trên, ma đế con gái mộ khó nhìn cái này hình ảnh khẩn trương đến trình độ cao nhất. Cố nhiên phụ thân đã liệu được thần quốc và quân ma trần sẽ liên thủ. Nhưng là phụ thân lực một người thật có thể đối kháng hết thảy trước mắt. Mộ khói sắc mặt càng phát ra trắng bệch. Nàng lo lắng. Nàng sợ. Nàng không hy vọng phụ thân duy nhất sống lại cơ hội cuối cùng trở thành bọt nước. Tay nàng cũng rơi vào lòng bàn tay, thấm ra máu. Mà ma tôn đế cung bên trên. Quân ma trần ngưng mắt nhìn bầu trời ma khí vòng xoáy cùng với màu máu đại trận, khóe miệng lơ lửng cười nhạt. Ma đế à ma đế. Lần này, ngươi còn thất bại, ngươi tin không? Ma tộc chỉ có thể bị ta quân ma trần nắm trong tay, ngươi ma đế nếu chết, vì sao phải sống lại đâu? Ngay tại lúc này, một cái ông già áo bào đen xuất hiện. Ma tôn, ma tộc cửa đã mở ra, cần chúng ta như thế nào an bài? Quân ma trần lắc đầu một cái, không cần. Ông già áo bào đen mới vừa dự định rời đi, quân ma trần lại gọi lại hắn, ám lão, đợi một chút. Ta luôn cảm giác vậy Diệp Thần sẽ xuất hiện. Ngươi ở ma tộc cổng vào trông nom, nếu như vậy Diệp Thần xuất hiện, trực tiếp chém chết. Xách hắn đầu, ném tới vậy ma khí trong vòng xoáy, ha ha ha. Ám lão con người sát ý ngưng tụ, ma tôn. Giờ phút này, ma tộc ra. Một đạo phi thuyền hỏa tốc hạ xuống. Phi thuyền dưới, ngay tức thì lao ra một người thanh niên. Chính là Diệp Thần. Diệp Thần nhìn bầu trời vòng xoáy cùng với vậy giống như lồng giam trận pháp, khẽ nhíu mày, quả nhiên, thần quốc vẫn là ra tay. Xem ra, lần này ma đế sống lại,
cực kỳ khó khăn. Bất kể như thế nào, ta cũng phải làm cho chuyện này thành công. Một giây kế tiếp, Diệp Thần liền xông vào ma tộc cửa. Nhưng mà, trong phút chốc, dị biến nổi lên. Một cái ông già áo bào đen chắn Diệp Thần trước người. Làm Diệp Thần xuất hiện một khắc kia, ám lão trên gương mặt, lau một cái thần sắc dữ tợn. Diệp Thần, ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Ma tôn quả nhiên liệu sự như thần. Ám lão khóe miệng, toát ra một chút cười nhạt. Nếu Diệp Thần muốn chủ động chịu chết, thành toàn cho hắn. Ma tôn, nguyên lai là quân ma trần chó. Đối mặt ám lão cười nhạt, Diệp Thần coi mà không gặp. Nếu như không có đầy đủ chắc chắn, Diệp Thần cũng sẽ không tùy tiện đối với ám lão ra tay. Diệp Thần đã đột phá, nếu như bùng nổ toàn lực, cũng có thể đối kháng cái này ông già. Cái này ông già bất quá thái hư cảnh tầng 5 thiên. Bất quá từ hơi thở đi lên xem, cực mạnh tầng 5 thiên. Thậm chí có thể dung chuyển 6 tầng thiên tồn tại. Diệp Thần không dám khinh thị. Ám lão nghe gặp Diệp Thần cuồng vọng giọng, giận cười hai tiếng, khí tức trên người, không ngừng hướng Diệp Thần vị trí, thi đè tới. Diệp Thần thực lực, hắn rõ ràng. Muốn đánh chết hắn mà nói, trên căn bản chính là nằm mộng ban ngày. Ám lão thân ảnh quỷ mị trực tiếp hướng Diệp Thần phương hướng xông tới. Ở vọt tới Diệp Thần bên người thời điểm, trong tay lợi kiếm, trong nháy mắt trực tiếp nâng lên. Vô tận ma khí vần quanh. Một đạo kiếm quang, biến dạng không gian, hướng Diệp Thần phương hướng trực tiếp rơi xuống đi. Đang rơi xuống đi nháy mắt, Diệp Thần bóng người nhẹ né tránh. Tránh thoát một kiếm sau này, cầm ra chư thiên thần ma thương, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Hoành tảo thiên quân. Một thương ra, giống như rồng thần đang không ngừng gầm thét và gầm thét. Ám lão khóe miệng một món nụ cười khinh thường, cầm ra tay ở giữa lợi kiếm, trực tiếp đón đỡ. Ở đón đỡ cư trú trong nháy mắt, ám lão một cước đá ra. Ở một cước mau phải rơi vào Diệp Thần ngực thời điểm, hắn cả người bóng người nhẹ lui về phía sau. Từ lui về phía sau trong nháy mắt, ma khí từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra. Làm ma khí trào lúc đi ra, nhiệt độ chung quanh, bắt đầu không ngừng hạ xuống. Trong hư không trôi giạt một đóa đóa hoa tuyết, tựa như đặt mình vào ở một phiến băng thiên tuyết địa trong thế giới. Vạn cổ kinh lôi kiếm. Một đạo cực hạn kiếm quang, phun trào ra sấm sét, nháy mắt bây giờ, hướng tìm ám lão phương hướng xông tới. Ám lão, giống vậy một kiếm quơ múa ra. Khi kiếm quang rơi xuống nháy mắt, hai người đụng vào nhau. Ầm, một tiếng nổ vang, kinh khủng dư âm khắp nơi lan truyền. Ở khuếch tán thời điểm, chấn động hư không. Diệp Thần trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, cưỡng ép nhịn được. Hắn sâu đậm nhìn một cái ám lão. Hắn rất rõ ràng, người này tất nhiên là quân ma trần phái đi ra ngoài. Chính là muốn ngăn lại mình. Ngăn cản ma đế sống lại hết thảy có thể. Đối phương thực lực cực mạnh, nếu như mình không đột phá, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng may mình đột phá, có thể miễn cưỡng chống lại. Ma tộc cuồn cuộn ma khí tràn vào Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần trong mắt thay đổi đỏ thắm lại là máu. Hắn phải mượn ma tộc hoàn cảnh, nhập ma. Mấy giây sau đó, ma khí và sát ý đồng loạt bộc phát ra, sau lưng xuất hiện một đôi màu đen vây cánh. Ma khí ngưng tụ thành vây cánh. Diệp Thần ở trong một cái chớp mắt này thời điểm, trực tiếp cháy một giọt máu tươi. Muốn tốc chiến tốc thắng, giải quyết hết ám lão. Diệp Thần sau lưng lại là xuất hiện thần thú hư ảnh, Thanh Long, Bạch Hổ, Phượng Hoàng, Huyền Vũ. Bốn đầu thần thú, phát ra từng trận gầm thét, trực tiếp hướng ám lão bóng người, xông lên đi giết. Ám lão thu hồi trong tay lợi kiếm, không lùi mà tiến tới, trực tiếp điên cuồng xông tới. Ở trong tối lão xông tới thời điểm, hai cánh tay dương ra, nổi gân xanh. Muốn trực tiếp tay xé, bốn đầu thần thú hư ảnh. Đâm! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, một đầu thần thú hư ảnh trực tiếp bể tan tành. Tại bể tan tành nháy mắt, Diệp Thần bóng người đã tại chỗ biến mất. Từ tại chỗ biến mất sau này, Diệp Thần thân ảnh quỷ mị, đã tới ám lão phía trên đỉnh đầu. Hắn con người đông lại một cái, chu thiên thần ma thương, từ trên xuống dưới, trực tiếp rơi xuống đi. Đang rơi xuống đi thời điểm, ám lão hiển nhiên phát giác cái gì, cầm ra lợi kiếm,
ma khí quấn quanh, bảo vệ đầu mình lô. Vèo, vèo, vèo. Còn thừa lại ba đầu thần thú hư ảnh, trực tiếp liều chết xung phong ở trong tối giả trên thân thể mặt. Cuồng bạo năng lượng vào giờ khắc này hoàn toàn bùng nổ. Phốc suy. Ám lão một búng máu phun ra ngoài, đúng cái bóng người lui về phía sau hai bước. Diệp Thần không do dự nữa, trong tay cầm ra tất cả loại binh khí thậm chí còn hồn khí, trong nháy mắt bây giờ, trực tiếp ném ra. Ở ném ra thời điểm, hắn cả người bóng người không ngừng lui về phía sau. Hồn khí tập kích ám lão. Thần binh nhưng là mở thiên binh bảo. Thiên binh bảo uy lực nổ tung, nếu như Diệp Thần không rút lui đến khoảng cách an toàn, chỉ sợ cũng sẽ bị ngộ thương. Làm thiên binh bạo rơi đi xuống một khắc kia, truyền tới ông tiếng vang. Vậy vừa lúc đó, trung ương chi địa trực tiếp nổ tung. Làm lúc nổ, hư không cũng xuất hiện một cái lỗ thủng, không ngừng xông ra hư không chảy loạn. Ám lão thân xác cường hãn, mặc dù không có bị cái gì thương thế, bất quá cả người bụi văng đầy người hình dáng. Chật vật đến mức tận cùng. Ám lão diễn cảm cổ quái. Đây là hồn khí, ngươi lại vẫn nắm giữ hồn khí. Còn nữa, trên mình ngươi hẳn còn có càng nhiều hơn bảo bối. Xem ra giết ngươi, ta có thể có được ngươi hết thảy. Mà tôn đại nhân ngược lại là cho ta một cái chuyện thật tệ. Diệp Thần, hôm nay ta phải giết ngươi. Ám lão tức giận lửa giận ngút trời, hận không được một cái tát đập chết Diệp Thần. Diệp Thần cười không nói. Ở hắn xông lên lúc tới, bóng người nhanh chóng di động, giống như một đạo tia chớp. Ở Diệp Thần bóng người nhanh chóng di động thời điểm, ám lão không theo không buông tha. Thậm chí ám lão ngón tay bắt pháp quyết, máu tươi cháy, toàn bộ người khí tức trên người không ngừng bộc phát ra. Làm bùng nổ một khắc kia, một đạo cực hạn kiếm quang, bỗng nhiên bây giờ đã xông lại. Oanh! Diệp Thần ngắn ngủi kích hoạt xích trần thần mạch, cản trở phần lớn tổn thương. Nhưng vẫn là ở hắn sau lưng xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Máu loãng không ngừng từ trong thân thể chảy xuống, Diệp Thần khóe miệng toát ra một nụ cười khổ. Ám lão thực lực, tăng lên tốc độ, chân thực quá nhanh. Thấy Diệp Thần bị thương, ám lão khinh thường cười lạnh một tiếng. Mới vừa rồi chẳng qua là bởi vì hắn khinh thường mà thôi, mới sẽ làm có chút chật vật. Hắn đích xác có chút đánh giá thấp Diệp Thần thực lực. Bất quá vậy chỉ như vậy mà thôi. Ám lão hắn thành tựu quân ma Trần thủ hạ, thân tín một trong cường giả, có đầy đủ chắc chắn, có thể đánh chết Diệp Thần. Diệp Thần bị thương trong nháy mắt, trực tiếp dừng bước lại. Hắn cảm giác được cái gì? Vậy vạn ma đất ma khí lại hạ xuống đến hắn quanh thân. Rồi sau đó, tử vong phép tắc hơi thở, điên cuồng lưu động. Ở trong tối giả dưới lòng bàn chân, xuất hiện một cái vòng xoáy tử vong. Cái này vòng xoáy tử vong chính là Diệp Thần ở vạn ma chi địa lấy được. Vòng xoáy truyền tới mãnh liệt hấp lực, muốn cầm ám lão cả người thân thể, cho hút vào. Ám lão đứng tại chỗ, một bộ phong độ cao nhân, dù cho hắn dưới lòng bàn chân có vòng xoáy tử vong thì như thế nào. Như cũ không làm gì được hắn. Diệp Thần thấy một màn này, nhướng mày một cái, bất quá không nói câu nào. Sương mù hóa thần thông ngay tức thì thi triển. Sương mù và ma khí nhất thời hỗn hợp. Tối sầm một trắng lại mơ hồ hình thành một đạo thái cực bát quái đồ. Hai người ra chỉ chung một chỗ, cũng không phải là một thêm một tương đương với hai như thế đơn giản. Vèo. Bát quái đồ bên trong, ngay tức thì lao ra một đạo ánh sáng màu vàng, nháy mắt bây giờ, không có vào đến ám lão trong thân thể. Làm tiến vào trong nháy mắt, ám lão cũng cảm giác mình tuổi thọ, đang không ngừng biến mất. Hắn cả người cau mày, cảm giác được một chút áp lực, từ vòng xoáy tử vong trong đó rời đi. Ám lão trong thân thể, vốn là đã bị tử vong quy luật quấn quanh, lại bị ánh sáng màu vàng công kích. Hắn tuổi thọ, giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa như căn bản là không dừng được. Ám lão rời đi vòng xoáy tử vong thời điểm, điên cuồng xông về Diệp Thần. Trong tay hắn lợi kiếm, trực tiếp nâng lên. Một kiếm chém ra. Kiếm quang nhanh chóng lưu động, hướng Diệp Thần phương hướng xông tới. Diệp Thần mang ra Chu Thiên Thần Ma Thương, một thương trực tiếp đâm ra đi. Không gian run rẩy không ngừng, ở hai người đụng vào nhau trong nháy mắt. Diệp Thần trong miệng một búng máu phun ra ngoài, cả người bóng người điên cuồng lui về phía sau.
hắn là thật có chút đánh giá thấp ám lão lực lượng, mới sẽ phải chịu thương thế. Hiện tại muốn rời khỏi, vậy căn bản không có thể. Ám lão tuyệt đối sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Chỉ cần có thể đánh chết Diệp Thần, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự, dù là bỏ ra một chút giá phải trả, hắn cũng ở đây không tiếc. Diệp Thần, đây chính là chúng ta giữa hai người chênh lệch, buồn cười phải, người lại muốn ngăn cản Ma Tôn kế hoạch. Bất quá người có thể ở phong môn cảnh liền dung chuyển ta, là thật để cho ta kinh hãi. Không hổ là linh võ đại lục bước lên huyền bảng cao nhất thiên tài. Nhưng là ngày hôm nay, cũng nên kết thúc. Ám lão truyền tới ngông cuồng tiếng cười, căn bản cũng không có cầm Diệp Thần coi ra gì. Diệp Thần không nói câu nào, nhiều hơn nữa tiếng nói, cũng không quá nói nhảm mà thôi. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng cục diện. Diệp Thần thân ảnh quỷ mị trực tiếp xông tới. Ở hắn xông tới nháy mắt, trong tay xuất hiện một cái ma khí hội tụ kiếm. Đó là huyết ma kiếm. Chỉ có nhập ma trạng thái mới có thể miễn cưỡng thi triển. Huyết ma kiếm bỗng nhiên nâng lên, ma khí không ngừng phun trào đi ra. Trên người bất hủ kiếm ý, khoảnh khắc bây giờ bộc phát ra. Kim quang và ma khí lóe lên, hai người đan vào một chỗ, một kiếm hướng ám lão phương hướng, trực tiếp rơi xuống đi. Đang rơi xuống đi thời điểm, ám lão cả người có chút hư không mờ mịt, tựa như dính tiên khí. Trong tay hắn lợi kiếm, không ngừng ngưng tụ kiếm ý. Kiếm ý ngất trời, còn có một chút xuất trần hơi thở. Một kiếm có thể chảm tiên. Ám lão khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, một kiếm nháy mắt rơi xuống. Oanh! Một kiếm ra, hai người tiếp xúc ngay tức thì, chung quanh đá lớn ngay tức thì nghiền. Huyết ma kiếm huyết khí và ma ý giống như một đầu ma thú lao ra. Một kiếm hạ xuống, kinh khủng kiếm ý tràn ngập ở trong hư không. Ám lão một kiếm lại tan vỡ. Ám lão con người kinh hoàng, làm sao có thể? Ta một kiếm này, thái hư cảnh cũng có thể nghiền ép đến chết. Thằng nhóc này làm sao tan biến? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần trong tay huyết ma kiếm. Ngay tức thì cuồng nhiệt. Hắn có thể cảm giác được thanh kiếm này bên trong ẩn chứa lực lượng. Hắn như đạt được, liền có thể thay đổi hết thảy. Một giây kế tiếp, ám lão biến mất. Không biết núp ở nơi nào. Diệp Thần một cặp tròng mắt, cảnh giác nhìn bốn phía, thời khắc làm xong xuất thủ chuẩn bị. Oanh! Lúc này, ở Diệp Thần sau lưng đột nhiên bây giờ xuất hiện một đạo cực hạn kiếm quang. Ở kiếm quang tập kích lúc tới, Diệp Thần vừa quay người, đưa ra chỉ một cái, trong xung quanh trăm dặm ma khí, không ngừng tràn vào đến hắn đầu ngón tay trong đó. Liền liền huyết ma trong kiếm lực lượng giống vậy xông ra. Ma khí phun trào, thanh thế thật lớn, mơ hồ bây giờ, hư không cũng ở run rẩy không ngừng. Thiên ma chỉ một cái. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt. Một đạo ánh sáng màu đen, bỗng nhiên bây giờ rơi xuống đi. Oanh! Vừa đụng xúc, kinh khủng dư âm, để cho Diệp Thần và ám lão hai người, không ngừng lui về phía sau. Hống! Diệp Thần phát ra một tiếng tức giận gầm thét, sau lưng một đạo ma khí hư ảnh ngưng tụ. Bỗng nhiên bây giờ biến thành ngàn trượng. Ba cái đầu hung thần ác sát, sáu cánh tay ở sau lưng không ngừng cua múa. Cửu U Tu La! Nắm giữ sát phạt! Trời xanh chính là vì chiến đấu mà sống. Mấu chốt giờ khắc này, còn lẫn vào huyết ma trong kiếm lực lượng. Mạnh đến mức tận cùng. Làm cửu U Tu La xuất hiện một khắc kia, ám lão cả người nhướng mày một cái. Cửu U Tu La sát ý, đã ngưng tụ thành thực chất tính, để cho ám lão đều có một loại không dám quá mức đến gần. Cửu U Tu La ba cặp tròng mắt, đã biến thành màu máu. Ở hắn sau lưng. Đưa ra sáu cánh tay, trực tiếp rơi xuống đi. Oanh! Sáu cái tay, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, cơ hồ ở trong nháy mắt thời điểm cũng đã rơi xuống đi. Ám lão thực lực, mặc dù mạnh mẽ, bất quá hai quả đấm khó đỡ bốn tay. Vô tận đợt khí xuyên thấu ám lão thân thể. Cửu U Tu La ý sát phạt tràn ngập, giơ chân lên, đột nhiên đạp. Phịch! Một cước đi xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Ám lão bóng người nhanh chóng né tránh. Ám lão bóng người mặc dù không lớn, nhưng là bởi vì thân thể linh hoạt, có thể nhanh chóng né tránh. Diệp Thần khóe miệng hơi giơ lên, trực tiếp để cho cửu U Tu La đưa ra lục chỉ.
vốn là chỉ là chu vi 5 km ma khí, bị hấp thu không còn một mống. Lần này trong xung quanh trăm dặm ma khí, điên cuồng tràn vào Diệp Thần trong cơ thể. Từ trong cơ thể ngưng tụ ở đầu ngón tay trong đó, lục đạo thiên ma chỉ một cái, hắn cũng muốn xem ám lão như thế nào có thể đủ tránh khỏi. Làm lục đạo thiên ma chỉ một cái ngưng tụ thời điểm, ám lão lại nữa vân đạm phong khinh, trong mắt chỉ còn lại sợ hãi. Cái này lục đạo thiên ma chỉ một cái, hắn làm sao cũng không khả năng tránh. Cái này làm cho ám lão, có loại muốn hộc máu xung động. Ở trên trời ma chỉ một cái ngưng tụ mà thành thời điểm, nháy mắt bây giờ trực tiếp rơi xuống đi. Vèo, 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 vèo. Phốc suy. Chỉ một cái trực tiếp xuyên thấu hắn bả vai, một đạo máu loãng bão táp, toàn bộ trong không khí, tràn ngập hơi thở máu tanh. Ám lão khóe miệng bên trong, một chút máu loãng tràn ra. Cả người trên gương mặt lau một cái tái nhợt thần sắc. Hắn đã trọng thương. Huyết ma kiếm kết hợp chung quanh ma khí, cái này lục chỉ, ai có thể chịu đựng. Ám lão nhìn một cái ma tôn đế cung phương hướng, không nói nhảm nữa, quanh thân máu tươi cháy. Tu vi cháy. Hắn muốn liều chết đánh một trận. Diệp Thần rơi trên mặt đất bên trên, xem đến mức tận cùng năng lượng ở trong tối lão trên thân thể phun trào. Hắn hử lạnh một tiếng, nhìn về phía vậy ma khí vòng xoáy. Đó là ma đế sống lại ý. Ma đế, hết thảy từ ác ma mắt bắt đầu, liền từ ác ma mắt kết thúc. Ác ma mắt, mở. Trong hư không, đột nhiên biến thành nửa đêm. Gió lớn đang nộ hống, trên mặt đất bụi đất tung bay, giống như ngày tận thế vậy. Ma khí điên cuồng phun trào, trên mặt đất không ngừng xuất hiện vết rách. Ám lão cả người sắc mặt nhẹ biến đổi, cảm nhận được một cổ hơi thở, đã trực tiếp phong tỏa lại hắn. Ác ma mắt chậm rãi mở mắt ra, kinh khủng hơi thở, bỗng nhiên cuộn sạch mở. Ám lão cau mày, cầm ra tay ở giữa lợi kiếm, cả người bỗng nhiên bây giờ xông tới. Nếu đã không có biện pháp né tránh, chỉ có thể nghĩ biện pháp chống cự. Ác ma mắt, vào lúc này, chậm rãi mở mắt ra, màu đen hơi thở, điên cuồng phun trào. Ma khí trong nháy mắt, từ trên xuống dưới hạ xuống. Oanh! Ma khí rơi xuống một khắc kia, ám lão phát ra một tiếng kêu thê thảm. Ác ma mắt lực lượng, hắn đã có chút không đỡ được. Ở trong tối lão phát ra gào thảm thời điểm, Diệp Thần cũng không có nhàn rỗi, quơ múa trong tay huyết ma kiếm. Huyết ma kiếm phía trên, quấn vòng quanh bốn loại khủng bố quy luật, Diệp Thần một kiếm bỗng nhiên chém xuống đi. Một đạo cực hạn kiếm quang, khoảnh khắc bây giờ cũng đã xông lên đi giết. Kiếm quang ở trong hư không, phát ra ông ông tiếng vang, toàn bộ không gian tựa như đều đã bị cắt kim loại thành hai nửa. Chanh, chanh, chanh. Kiếm quang uyển như điện chớp tốc độ, hướng ám lão phương hướng rơi xuống. Oanh! Một kiếm bộc phát ra nặng nề tiếng vang. Làm ác ma mắt đang chậm rãi tiêu tán thời điểm, Diệp Thần rốt cuộc thấy rõ ám lão hình dáng. Giờ phút này hắn trên mình, cả người máu tươi đầm đìa, hơi thở đều đã yếu ớt tới cực điểm. Ám lão lợi kiếm, đã trở thành hai nửa, hoàn toàn bể tan tành. Diệp Thần từng bước một đi tới ám lão trước mặt, trong tay huyết ma kiếm, trực tiếp rơi xuống. Ám lão chậm rãi mở mắt ra, nhìn Diệp Thần đột nhiên mở miệng cười nói, được làm vua thua làm giặc, muốn giết ta, thì tới đi. Lúc này ám lão bên trong đôi mắt, đã tràn đầy tử ý. Hắn hiện tại đã không có sức đánh một trận, chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt. Diệp Thần không có mở miệng nói chuyện, trong tay huyết ma kiếm nhẹ động một cái, trực tiếp xuyên thấu ám lão thân thể. Ám lão hoàn toàn hóa thành hư vô. Diệp Thần sắc mặt lau một cái trắng bệch, trong cơ thể hắn năng lượng đã tiêu hao kém không nhiều. Nếu như không phải là ám lão không có sức đánh một trận, hiện tại chết chỉ sợ là hắn. Diệp Thần xếp chân ngồi trên mặt đất, khôi phục trong cơ thể năng lượng. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, nhìn về phía vậy bầu trời ma khí vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong một giọt máu tươi hiện lên. Đó là ma đế máu tươi. Một giọt máu đi vào nháy mắt, đột nhiên bây giờ, bầu trời truyền tới một tiếng nổ vang. Vốn là vạn dặm không mây bầu trời, lại dần dần biến thành màu đỏ như máu, tựa như ở trong một cái chớp mắt này, trời nổi giận. Gió lớn gào thét, mặt đất bắt đầu không ngừng chấn động. Rắc rắc,
Bầu trời bên trong, sấm sét không ngừng lóe lên, không tới một hơi thở thời gian, cũng đã mây đen dày đặc. Ở mây đen bên trong, sấm sét đang không ngừng lóe lên, tùy thời cũng sẽ hạ xuống. Diệp Thần cau mày, nắm chặt trong tay huyết ma kiếm và Chu Thiên Thần ma thương. Ở thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể để cho lôi kiếp quấy dày đến ma đế sống lại. Toàn bộ ma tộc bầu trời đều đã biến thành màu đen nhánh, tựa hồ đã mất đi bất kỳ ánh sáng gì. Vốn là đang tu luyện võ giả, từng cái bị thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn hư không, một mặt khiếp sợ. Rốt cuộc là dạng gì tồn tại, lại đã để cho trời nổi giận. Chẳng lẽ xuất hiện vượt qua thái hư cảnh đỉnh cấp cường giả ở độ kiếp? Mọi người suy nghĩ bậy bạ, ai vậy không nghĩ tới, chỉ là bởi vì ma đế ở sống lại. Diệp Thần biết đây là thời điểm trọng yếu nhất. Hắn bay về phía hư không, cấp tốc hướng chỗ sâu ma khí vòng xoáy đi. Bên ngoài vòng xoáy 49 đạo cột sáng, uy hiếp quá lớn. Giờ phút này ma đế vẫn còn ở sống lại trong đó, dị thường yếu ớt. Phải có người ngăn trở. Vèo, vèo, vèo. Cuồng gió lay động trước Diệp Thần áo khoác, ở trong hư không truyền tới một hồi tiếng vang. Rắc rắc. Một đạo sấm sét bỗng nhiên đáp xuống, trực tiếp ngăn cản Diệp Thần tiến về trước. Rậm rạp chằng chịt sấm sét, giống như diệt thế vậy, điên cuồng rơi xuống đi, không ngừng công kích trận pháp. Trước mắt sấm sét, đã một mắt không thấy được bên, tựa hồ căn bản không có cuối. Ở toàn bộ ma tộc, không biết nhiều ít thành trì kiến trúc, đã bị phá hủy. Đối với ma tộc võ giả mà nói, không thua gì một tràng tai nạn. Diệp Thần nhìn màu đen vòng xoáy, sợ rằng vòng xoáy mau muốn không kiên trì được bao lâu, liền sẽ trực tiếp bể tan tành. Ma khí bảo vệ che chở, không ngừng xuất hiện vết rách, càng ngày càng lớn. Rắc rắc. Toàn bộ vòng xoáy, vào lúc này trực tiếp bể tan tành. Tại bể tan tành nháy mắt, Diệp Thần cả người bóng người bỗng nhiên xông tới, mạnh bạo kháng lôi đình. Hắn phải chạy tới. Oanh, oanh, oanh. Diệp Thần nhìn không ngừng rơi xuống lôi kiếp, từng đạo kiếm quang, không ngừng quơ múa đi ra ngoài. Khi kiếm quang rơi đi xuống thời điểm, những thứ này sấm sét không ngừng bể tan tành. Đang kéo dài liền 10 phút sấm sét. Rốt cuộc chậm rãi biến mất, bất quá Diệp Thần trên gương mặt cũng không có bất kỳ vui vẻ hình dáng, ngược lại mặt đầy lo âu. Mới vừa rồi sấm sét, liền món khai vị cũng không tính. Trước mắt mới ngưng, chân chính nguy hiểm, chỉ bất quá mới vừa bắt đầu mà thôi. Mây đen không có tản đi, ngược lại càng ngày càng nồng đậm, tựa hồ đã sắp đè trên mặt đất. Đột nhiên bây giờ, bầu trời bên trong xuất hiện hơn 10.000 cái lôi long. Những thứ này lôi long lại không ngừng trọng hợp chung một chỗ. Vạn điều lôi long bóng người, không ngừng ngưng tụ, dần dần tạo thành một cái sấm sét cự nhân. Sấm sét người khổng lồ ánh mắt, tản ra kinh khủng sắc bén, ở hắn sau lưng, còn có một con rồng đuôi. Diệp Thần nắm chặt trong tay huyết ma kiếm, trực tiếp xông tới. Hiện tại đã không cần quá nhiều mở miệng. Làm Diệp Thần thân ảnh quỷ mị xông tới thời điểm. Sấm sét người khổng lồ bên trong đôi mắt thoáng qua một chút nhân tính hóa khinh bỉ. Ở hắn trong mắt, Diệp Thần chính là một con kiến hôi, bây giờ đối với hắn ra tay, thuần túy không biết tự lượng sức mình. Sấm sét cự nhân nắm chặt quả đấm, phát ra tiếng kẽo kẹt, một đấm trực tiếp oanh đi giết. Ở quả đấm xông ra thời điểm, lóe lên lôi long hư ảnh. Những thứ này lôi long hư ảnh không ngừng gầm thét, hướng Diệp Thần phương hướng xông tới. Làm Diệp Thần thấy một màn này thời điểm, trong tay huyết ma kiếm bỗng nhiên bây giờ nâng lên. Vô tận lực lượng từ hắn trong thân thể, không ngừng bộc phát ra, không khí bên trong, tràn ngập thời gian pháp tắc hơi thở. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, cửu thiên chu thần kiếm. Huyết ma kiếm bộc phát ra ánh sáng sáng chói, một đạo cực hạn kiếm quang, điên cuồng hướng lôi long hư ảnh đi giết. Ở hai người đụng vào nhau trong nháy mắt. Đột nhiên bây giờ truyền tới một tiếng kinh khủng nổ vang. Sấm sét lại phá vỡ. Đây là cơ hội. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần xuyên qua lưới sét, phong lôi chớp mắt thi triển đến mức tận cùng. Thẳng xông lên vòng xoáy và 49 tia máu sắc trùm tia sáng. Không còn kịp rồi. Hắn cần muốn tốc độ nhanh nhất. Bởi vì ma đế nguy cơ, hạ xuống. Ma khí trong vòng xoáy tim. Hô hô. Giờ phút này, vô số gió lớn gào thét ra,
đầy trời mùi máu tanh tràn ngập ra, dần dần, liền gió lớn đều bị nhuộm thành liền màu đỏ như máu, từng đạo màu máu gió lớn gào thét ở ma tộc trên vùng đất, ở nơi này cổ xưa đen trên đất, tất cả loại ma khí phun trào, huyết quang lóe lên, một tôn tôn ma thú gào thét bôn tẩu các phe, đôi mắt tràn đầy tia máu, tựa hồ hoàn toàn nhập ma. Hình rồng ma thú bay lượn ở trên không trung, ma thú loại ngựa vó ngựa nếu như diệt thế búa tạ vậy, không ngừng đánh chạm đất mặt, oanh oanh vang dội, hư không không ngừng ở tan vỡ, tất cả đạo tiếng hí đánh vỡ bầu trời mênh mông, thập phương hắc vụ không trung tràn ra, triệu ma tộc con dân rung động, kinh hoàng vô thần được khắp nơi tránh né ma thú nổi điên. Như tình huống như vậy, kéo dài quá lâu, tràn ngập ở nơi này khối ma tộc cả vùng đất ma khí và huyết khí, đột nhiên bay lên trời. Tránh bắc mặt bầu trời vậy đạo ma luồng khí xoáy qua, giống như thiên chi ma nhãn vậy, vừa tựa như hắc động, bên ngoài đen nhánh, nội bộ quanh quẩn một đoàn ma diễm, hướng bốn phương phóng thích hấp lực, thu nạp ma tộc cả vùng đất ma khí. Hô hô! Ma tộc trên vùng đất, đầy trời ma khí biến thành từng đạo gió lốc, không ngừng bị trên bầu trời màu đen nước xoáy thu nạp. Dần dần, trước đây tràn ngập đắp lên đúng khối ma tộc vùng đất ma khí bị nước xoáy thu nạp được 7-8 phần. Mà trên bầu trời nước xoáy, vậy dần dần phơi bày, không còn là hình tròn hắc động trạng thái, ngược lại là ngưng kết ra một đạo hình người hình dáng. Đạo này hình người hình dáng, xem được tương đối hư ảo, giống như là hình chiếu vậy, mặc trên người trước chín ma lưu kim hoa bào, chân đạp ma kiếm vân bước dày, sau lưng khoác một tấm màu máu trường bào, trên đó có ngũ hành hình vẽ, đầu đội ma kim ngọc đen đế quan, khí vương giả tổng thể 10 phần. Rất nhanh. Vạn ma chi địa ở giữa ma khí, hoàn toàn bị người này thu nạp xong. Hư ảo hình người vậy dần dần ngưng tụ, người này lộ vẻ được có máu có thịt đứng lên, con mắt màu máu, phối hợp mày kiếm tinh mắt, lộ vẻ được phá lệ thô bạo. Cho dù là trung niên hình dáng nhưng cũng cho người một cổ ma đến mức tận cùng cảm giác. Tóc đen lẫm liệt, vần theo chiều gió, giơ tay nhấc chân gian, giống như thượng cổ chi đế vương, ma vương hạ xuống vậy. Không giống vậy linh võ đại lục ma đầu cả người ma khí, ngược lại hắn nhưng là cả người tràn đầy quý tộc hơi thở. Ma đế. Quả nhiên là ma đế. Quả nhiên là ma đế. Một vị ẩn núp ở trong bóng tối thái hư cảnh cường giả kêu lên liền liền, ngắm nhìn người trước mắt hình, tâm thần chấn động, vội vàng cầm ra một khối đưa tin ngọc bội, đem trước mắt tình huống truyền về thiên đạo cung. Một hồi thanh quang lóe lên mà qua. Tin tức qua lại không gian chạy về phía thần quốc thiên đạo cung. Trên bầu trời bóng người, tựa hồ phát hiện thời khắc này tình huống, thần sắc có chút lạnh như băng, hơi giơ tay lên vừa thấy mình thân thể, nói nhỏ một câu còn kém một chút, ta còn chưa chân chính sống lại. Những thứ này thần quốc tạp chồng, còn có vậy quân ma trần. Cũng nên tiêu tán ở giữa trời đất. Hắn uy nghiêm ánh mắt quét nhìn ma tộc mặt đất, ánh mắt nếu như lợi kiếm vậy. Tựa hồ phân tích mở sơn hà lớn xuyên, tinh thần nhật nguyệt vậy, nhìn thấy đại lục dưới đất chỗ sâu long mạch, liền hơi nói nhỏ một câu. Bản đế, cần những thứ này vốn là ta mang đến, hôm nay liền cho ta một chút lực lượng. Ma đế hư ảnh, chỉ là ngưng tụ ra hình thái, dù là có máu có thịt, cũng không từng chân chính hồi phục. Nhưng gặp một khắc sau, ma đế hai tay diễn hóa vô số ma tộc mật pháp. Thu nạp trời trăng sao lực hóa tới giúp thân mình, sau lưng màu đậm mây đen đắp lên tinh không ảm đạm, hắn lấy này làm môi giới, một trường vỗ vào ma tộc trên mặt đất, vô số mặt đất văng tung tóe, từng cổ một ma khí từ dưới đất tràn ra, mọi chỗ linh mạch hóa thành thuần tránh ma khí, tràn hướng ma đế. Vào giờ phút này, cả tòa ma tộc mặt đất bên trên, không ngừng hiện ra ma quang cùng ma khí, không ngừng bị ma đế màu đen nước xoáy thu nạp. Không tốt. Ma đế vẫn còn ở hồi phục. Phải ngăn cản hắn. Vị này thái hư cảnh trưởng lão nhìn về phía vậy 49 tia máu trống trơn trụ, phát hiện cái này 49 người đóng chặt tròng mắt, đang đợi cái gì. Hắn có chút lưỡng nan, lấy mình lực lượng quả quyết không cách nào ngăn cản ma đế, nhưng mà thiên đạo cung mệnh lệnh còn chưa từng đến à. Được rồi, bỏ mặc. Có thể kéo một chút là một chút đi. Vị này thái hư cảnh trưởng lão trong tay hiện ra một thanh trường kiếm, chợt nghịch thiên liều chết xung phong ra, thân kiếm bùng nổ thập phương tia chớp, sáng lạng kiếm quang giống như dù sao cũng đạo lôi đình vậy, tập sát đến ma đế trước người cùng nhau vỡ ra, do như tinh thần nổ tung vậy nóng bỏng sáng bóng, trong thoáng chốc chiếu sáng mở tối ma tộc mặt đất.
hắn là thái hư cảnh 7 tầng thiên cường giả. Này cùng tồn tại, tự mình bùng nổ toàn lực sử dụng một kiếm, dù là không cách nào thật ngăn cản ma đế, chỉ hoãn một hồi, chắc được rồi. Ánh sáng tắt, bụi mù tản đi. Ma đế áo mũ nguyên vẹn, hai tay như cũ diễn hóa thuật pháp, lấy ma khí nước xoáy thu nạp ma khí, trước đây vậy cùng nổ tung, đều không cách nào dung chuyển hắn chốc lát, hắn có vạn không dính thân chi phong thái, hùng coi đại lục, thấy vị này thiên đạo cung trưởng lão, thuận tiện lấy tay phải ổn định màu đen nước xoáy, tay trái nhẹ nhàng rạch một cái, một chuôi vạn trượng ma kiếm vỡ hiện ra, trực tiếp cắt bạo vị này thái hư cảnh 7 tầng thiên trưởng lão. Oanh! Đi đôi với thân xác nổ tung, vô số cặn bã mảnh vỡ phân bay. Cảnh tượng như vậy, giống như là đang ăn mừng ma đế sống lại lửa khói vậy. Ma đế vẫn ở chỗ cũ thu nạp ma tộc vùng đất lực lượng, muốn làm chân chính sống lại. Thần quốc thiên đạo cung bên trong, cung chủ Hiên Viên Mặc Tà nhìn truyền tới hình ảnh, thần sắc rung động. Lại thật sự là ma đế. Hơn nữa tựa hồ còn chỉ kém mấy bước. Muốn sống lại, không cửa. Hắn không do dự nữa, trực tiếp hạ lệnh, nói trận pháp mở. Nhất định phải ngăn cản ma đế sống lại. Tuân lệnh. Chúng ta rõ ràng. Nhất định sẽ không để cho ma đế sống lại. Bịch bịch. Ma tộc trên không trung, chùm tia sáng chung quanh tựa như bị vỡ ra tới. 49 vị thiên đạo cung trưởng lão mở mắt ra, sát ý ngưng tụ. Mỗi người chiếm cứ bát quái phạm vi, đem trên bầu trời đưa vào màu đen nước xoáy sau ma đế chặt chẽ vây lại. Trong trận một vị trưởng lão đưa mắt nhìn một phen trước mắt tình huống, nói, ma đế còn đang thu nạp lực lượng sống lại, các vị, liên thủ đánh vỡ hắn hấp thu lực lượng màu đen nước xoáy, như vậy tới nay, ma đế liền không thể sống lại. Không sai, ma đế sống lại cần khổng lồ ma khí và sát khí. Hiện nay ma tộc bề ngoài ở giữa ma khí và sát khí, đã bị hắn hấp thu sạch sẽ, hiện tại hắn đang hấp thu dưới đất lực lượng, nếu không để cho hắn hấp thu đi xuống. Nếu không đem sẽ có đại nạn. Một vị trưởng lão khác cũng là vô cùng đồng ý. Hiện nay ma đế, xem hơi thở và tu vi, đã khôi phục được thái hư cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp trình độ. Còn chưa khôi phục lại chảm ách cảnh, nhưng là đã không thể so với chảm ách cảnh nhất tầng thiên cường giả kém. Mấu chốt là, ma tộc chính là ma đế địa bàn, cũng không phải là nhà mình sân nhà, ngược lại là ở ma đế ổ bên trong phải đối phó ma đế, hơn nữa không dễ dàng. Cung chủ có lệnh, viễn cổ chu ma trận, dậy. Theo một vị chảm ách trưởng lão quát to một tiếng, còn lại hơn 40 vị thái thượng trưởng lão phân biệt bộc phát ra riêng mình hơi thở, nháy mắt tức thì, ma tộc mặt đất chấn động liền liền, sơn xuyên hồ nổ, vô số ma tộc sinh linh ở hắn hơi thở dưới, tiếp liền nổ. Viễn cổ chu ma trận. Lên. Ta là càn. Chảm ách trưởng lão quát lên một tiếng lớn, trong tay cầm ra một cây trận kỳ. Ngay sau đó trên mình lóe ra từng trận ánh sáng trắng, từng cái trật tự xích thần từ trong cơ thể phun trào ra, dưới chân sinh ra niết bàn thần hỏa, tựa như dùng vô tận uy năng vậy. Trật tự xiềng xích dần dần chuyển tới trận kỳ bên trên. Hắn đột nhiên giơ lên trận kỳ, cờ nhọn nổ bắn ra ra muôn vàn hào quang, mỗi một đạo hào quang cũng có cực mạnh lực sát thương, đồng thời mang vô cùng hạo nhiên chính khí, dẫn được thiên địa đồng tình. Tất cả loại tường quang thụy thải xé bộ phận mây đen, hội tụ tại trận kỳ ở chính giữa. Ta là Khôn. Ta là Trấn. Ta là Tốn. Ngay sau đó, ba đạo chợt quát tiếng truyền ra. Mấy vị trưởng lão mỗi người chiếm cứ trong bát quái ba treo phương vị, trong tay giống vậy giơ lên trận kỳ, vô số trật tự xích thần và hạo nhiên chính khí lao ra. Oanh oanh. Bốn cây trận kỳ diêu tương chiếu rọi, vô số sáng mờ quanh quẩn ở giữa thiên địa. Tóe ra thành phiến sáng bóng, giống như là pháo bông ở tách thả ra, xinh đẹp lóa mắt, đồng thời vậy cổ tràn ngập ra hạo nhiên chính khí, giống như một tôn cao nhất đế vương sắp xuất thế vậy. Bốn cây trận kỳ, dựa theo thiên địa phong lôi bốn phương hội tụ. Mỗi một chuôi cờ nhọn nóc cũng hội tụ ra vô số tường quang phối hợp trật tự xích thần, lẫn nhau câu liền chung một chỗ, tạo thành một cái hoàn toàn tràn đầy hạo nhiên chính khí ánh sáng màu trắng lưới. Còn như vạn thước trên không bên trong, ma đế hư ảnh dưới. Ta là Khảm. Ta là Cách. Ta là Cấn. Ta là Đổi. Ngoài ra bốn vị trưởng lão. Bốn vị chảm ách cảnh tồn tại, đồng dạng là sử dụng trận kỳ, trật tự xích thần và hạo nhiên chính khí lao ra,
lẫn nhau tạo thành một tấm ánh sáng màu trắng lưới, cùng trước một tấm quang võng hội họp, tạo thành hình một vòng tròn hạo nhiên chính khí quang võng, đường kính thì có chục nghìn mét lớn. Tám vị thần nước trưởng lão, phân biệt chiếm cứ phương vị bát quái, điều động thiên địa tám cổ lực lượng, tạo thành hạo nhiên chính khí chi phong. Càn khôn bát quái đã thành. Còn lại 41 vị trưởng lão nghe lệnh, tạo thành tám chói lọi tinh không đại trận, cùng chúng ta đại trận hợp là viễn cổ chu ma trận. Trảm ách trưởng lão quát lên một tiếng lớn. Nhưng gặp hắn dư trưởng lão, chia làm 9 cái tổ, trong đó 8 tổ, mỗi một cái tổ đều có 5 vị trưởng lão, còn dư lại vị kế tiếp trảm ách cảnh trưởng lão, trực tiếp chiếm cứ tâm trận bên trong tim, điều động 8 chói lọi tinh không đại trận, đem càn khôn bát quái chu ma trận đeo vào nội bộ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 121.